Cái buổi lễ giải đáp này xin mời thiền gia Hồng Hạnh đọc khai mạc cái buổi lễ giải đáp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2019, Ban Quản trị Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tổ chức trả lời những câu hỏi của quý vị đúng theo ba luật pháp của nhà nước gồm: thứ nhất, Hiến pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 2. Luật tín ngưỡng và tôn giáo của hai quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 3. Nghị định số 162 của Thủ tướng Chính phủ. Ba luật này cho toàn dân Việt Nam được 8 quyền tự do như sau: 1. Là tự do tôn giáo, nhưng tôn giáo không đầu độc dân tộc Việt Nam, không sai với hiến pháp và luật pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Là tự do theo đạo, nhưng đạo đó phải sự thật. 8 không gồm: thứ nhất, không gian dối; thứ hai, không làm chuyện mê tín dị đoan; thứ ba, không vì danh; thứ tư, không vì tiền; thứ năm, không làm tổn hại an ninh quốc gia Việt Nam; thứ sáu, không phá nhà nước Việt Nam mình; thứ bảy, không tuyên truyền xuyên tạc nói bậy nước Việt Nam mình; thứ tám, không làm tổn hại môi trường xung quanh; ba là tự do tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng phải chánh tín, tuyệt đối không mê tín dị đoan; bốn là tự do theo bất kỳ một tôn giáo nào mà mình thích, không ai ép buộc mình; năm là tự do không theo một tôn giáo nào mà mình không thích, cũng không ai cưỡng bức mình; sáu là tự do viết sách, nhưng phải viết trung thật, thật rõ ràng, không đầu độc người đọc; 7. Là tự do phát biểu, nhưng không phát biểu bậy bạ, phát biểu ra những gì là chân thật, có lợi ích cho người khác; 8. Là tự do tiếp cận thông tin, nhưng tiếp cận thông tin với mục đích gì, để làm gì, và mình có đủ tư cách tiếp cận thông tin này không, đúng theo pháp luật quy định hay không, vân vân. Để đảm bảo 8 quyền tự do nêu trên, nên Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có soạn thảo và ban hành Bộ luật Hình sự số 100 để đảm bảo vững chắc 8 phần tự do nói trên bằng 2 điều hết sức cứng rắn để răn đe những phần tử đi ngược lại với pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong bộ luật hình sự có 2 điều rất quan trọng. Điều 164, cá nhân nào dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hay thủ đoạn khác cấm không cho công nhân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 8 quyền tự do nói trên thì sẽ bị phạt tù cao nhất là 3 năm. Điều 167, tổ chức nào dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hay thủ đoạn khác cấm không cho công dân Việt Nam 8 quyền tự do nói trên thì sẽ bị phạt tù cao nhất là 5 năm. Kính thưa quý vị, luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cương quyết và khẳng định như vậy. Chúng ta là người công nhân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khi muốn một theo một tôn giáo nào thì phải dùng trí óc sáng suốt của mình để tìm hiểu tôn giáo này, thấy thuận lý, thấy khoa học thì mình tin theo, đó mới đúng là đúng nhất. Hai là muốn theo một đạo nào thì đạo phải xem coi bằng trí óc thật sáng suốt, thấy đúng thì mới theo. Thì nếu mình không biết rõ ràng thì mình là kẻ tu mù. Ba là muốn tin một tín ngưỡng gì, xem tín ngưỡng đó có chánh tín hay mê tín dị đoan không. Nếu tín ngưỡng mà đúng, lợi cho mình và lợi cho nhiều người thì mình tin. Người nào tin đúng như vậy thì người này được gọi là người có trí tuệ. Kính thưa quý vị, chúng ta là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phải là một con người, thứ nhất, phải có đầu óc sáng suốt; thứ hai, phải có đầu óc thực tế; thứ ba, phải có đầu óc khoa học; thứ tư, không tin lầm một điều gì. Như vậy, chúng ta mới xứng đáng là con người Việt Nam, con rồng, con tiên mà quốc tổ Hùng Hiền Vương và quốc mẫu Âu Cơ tặng cho nhân dân Văn Lang xưa và Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện nay loài người đã văn minh lên cao rồi, trí óc loài người đã khám phá vũ trụ ra này được rồi.
và người người cũng có nền văn minh không gian này rồi. Loài người đã phân tích được ADN của con người rồi. Loài người đã biết chết chiếc tế bào gốc để trị bệnh rồi. Và loài người biết sử dụng nguyên tử để giết người hàng loạt rồi. Loài người đã biết sử dụng nguyên tử để phá vỡ hành tinh này rồi, vân vân. Vì vậy, chúng ta hãy tu và hãy tin một tôn giáo nào thì tôn giáo đó phải thực tế và khoa học. Chúng ta tin và tu theo thì mới tu theo tôn giáo đó rất đúng. Nếu chúng ta tu theo một đạo thì đạo đó phải giúp lợi ích cho người tu theo đạo đó hiện tại cũng như và tương lai. Vị nào tu theo đạo nào đó mà hiểu như vậy thì mình mới là người trí tuệ. Còn người nào nghe ai nói gì cũng tin, không tìm hiểu thì chắc chắn mình là người tu mù. Nếu chúng ta muốn tin theo một tín ngưỡng nào thì tín ngưỡng đó phải sự thật đúng 100%, lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho mọi người chung quanh thì chúng ta mới tin theo. Tin như vậy mới gọi là sáng suốt. Kính thưa quý vị, chúng ta hiện nay sống vào thời kỳ nguyên tử, trình độ chúng ta đã hiểu biết sâu về khoa học. Hôm nay chúng ta đến tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu hỏi về đạo Phật Thiền Tông. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có yêu cầu quý vị 3 phần. Thứ nhất, đặt câu hỏi phải thật rõ ràng và ngắn gọn, đúng ý mà mình muốn hỏi. Thứ hai, quý vị muốn hỏi về vật hữu hình hay vô hình gì cũng được. Thứ ba, nếu ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời không đúng ý câu hỏi của quý vị, xin quý vị được quyền phê bình và yêu cầu ban quản trị chúng tôi trả lời đúng câu hỏi. Vậy trân trọng kính mời quý vị đặt câu hỏi. Xin kính mời. Đầu tiên xin mời chị Ngọc Xuân ở Đồng Nai đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa bác, con có hai câu hỏi con gửi đến bác, kính mong bác trả lời giúp con ạ. Dạ câu hỏi số 1 là luật tín ngưỡng tôn giáo số 2 của Quốc hội có hoàn chỉnh chưa ạ? Dạ bác nghe rõ không? Theo luật tín ngưỡng tôn giáo, theo tôi biết tới giờ này là chưa hoàn chỉnh. Luật tín ngưỡng tôn giáo chỉ ban hành ra nhưng mà chưa thiếu cái thông tư hướng dẫn. Vì luật tín ngưỡng, tín là tin, ngưỡng mộ cái gì, phải có cái thông tư hướng dẫn cho người ta biết rằng cái nào là mê tín, cái nào là chánh tín. Tôi sưu tầm chưa thấy cái thông tư hướng dẫn này. Vì thế mà tôi nói là luật tín ngưỡng số 2 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 chưa chính xác lắm. Vì thế mà toàn dân không thể thực hiện được. Muốn thực hiện cái lịch tín ngưỡng này thì phải có thông tư hướng dẫn rõ ràng. Tôn giáo là gì? Đạo giáo là gì? Tín ngưỡng là gì? Cái gì là mê tín? Cái gì là chánh tín? Thì cái luật tín ngưỡng mới đi sâu vào trong cái toàn dân được. Bây giờ lịch tín ngưỡng ban hành ra nhưng mà địa phương không hiểu. Bây giờ dẹp mê tín, dẹp cái gì đây? Đâu có thông tư hướng dẫn mà dẹp. Cái chữ mê tín là chữ tin lầm. Mà bây giờ không thông tư hướng dẫn thì chính quyền địa phương không biết, không thực hiện được cái này. Vì thế mà tôi nói là thông tư luật tín ngưỡng số 2 của Quốc hội có hiệu lực ngày 1/1/2018 chưa hoàn chỉnh. Vì thế cái luật này chỉ cho tự do tín ngưỡng nhưng mà không kiểm soát tín ngưỡng được. Rồi tôi hỏi trả lời câu thứ nhất. Con hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi thứ hai của con là muốn tự do hoạt động tín ngưỡng phải có điều kiện như thế nào? Và xin phép làm sao mới cho hợp lý ạ? Tự do tín ngưỡng hoạt động như thế nào phải không? Theo luật định do tín ngưỡng thì nó có 7 cái phần để mà người ta tự do tín ngưỡng. Bây giờ nói cái tín ngưỡng là nói chung, nhưng mà nói chi tiết thì là phải làm sao? Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ cái người đó muốn kêu bằng hành cái nghề dân sao giải hạn đi, tôi nói thẳng. Thì cái người dân sao giải hạn này nè, anh phải có làm cái bản trình với chính quyền địa phương. Tôi hành nghề dân sao giải hạn, 7 điều tôi đề cập đến. Tôi biết cái sao đó nằm ở đâu và cái sao đó trị bệnh gì, như thế nào, đó là thứ nhất. Tôi cam kết rằng
Tôi mà không thực hiện được thì tôi chịu tội trước pháp luật, nghĩa là tôi kêu bằng bịa ra, bằng cái tín ngưỡng mình mà. Hành cúng sao bao nhiêu phút hoặc bao nhiêu tiếng, thấy không? Tôi đưa cái bài cúng sao ra. Rồi thứ ba, thành tựu như thế nào, thời giá bao nhiêu tiền, cắt giá luôn. Đây là gọi là nếu mà hành nghề phải bằng tiền bạc. À, tôi giúp anh đó, tôi cúng anh đó, anh bị cái gì đó tôi cúng anh xong trong một tiếng hết, giá bao nhiêu tiền. Nếu mà sau đó mà không hết tôi trả tiền lại, thấy không? Đó là rõ ràng như vậy. Còn nếu mà tôi không trả tiền lại, tôi đồng ý ở tù 3 năm. Ai mà đặt được cái điều kiện đó, tôi bảo đảm đưa phường xã với ký cái cục liền, tìm 2 người làm chứng, ra xã tự do tín ngưỡng, tự do hành nghề cúng sao giải hạn cái gì, bất cứ cái gì phải có 2 người đi theo làm chứng. Về sau tòa khỏi cần xử tôi, nếu ai làm được cái này thì bảo đảm 100% phường xã cho phép hết đó. Nhưng mà nên nhớ phải cái kèm tới 2 người làm chứng nha, chứ để mốc anh nói họ không có không được. Rồi con trả lời con. Dạ, hỏi tiếp đi. Con rõ thông câu này, con cảm ơn bác. Alo, tiếp theo xin mời chị Kiều Mai Thảo ở Lâm Đồng đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa bác, con có câu hỏi. Ông Nguyễn Thành Nam tức đạo Dừa ở Bến Tre tu đạo gì và thành tựu ra sao ạ? Tất cả người ở trên thế giới này tu á, nó có 2 cái loại tu. Một là mình dụng công tu để nó phát ra cái lực. Hai là mình ngồi dụng công tu thì thánh giúp mình. Ông Nguyễn Thành Nam này nè là tu thánh giúp. Về ông tu á, ông tưởng là ông ngồi để ông tưởng cho nó phát ra cái, bây giờ ông nghe được trong cái quyển kinh của Đức Phật nói đó, tất cả tâm ý đi sâu vào một nơi thì nó sẽ phát ra cái lực, thì ông làm được cái này. Vì thế mà ông tu, ông thành công cái này do một vị thánh giúp ổng. Nhưng mà ông tu á, thì ông có thuyết ổng là, nó có 2 cái thuyết. Một là vừa lòng tất cả, hai là ăn trái dừa, uống nước dừa. À, thành ra ông Nguyễn Thành Nam gọi là tu đạo dừa. Có 2 cái, một là vừa lòng tất cả, ai hỏi gì ông cũng chịu hết. Thứ hai, ông uống nước dừa, ông sống. Thì thế mà ông là kỹ sư Nguyễn Thành Nam, mà gia đình giàu lắm. Dân kỹ sư tốt nghiệp tại Pháp chứ đâu phải nhỏ đâu. Mà về đây vấn đề thích làm lập ra đạo dừa. Thành đã bỏ cái bằng kỹ sư, ông về cùng phụng ở Bến Tre, ông lập ra cái đạo dừa. Chữ vừa hoặc là chữ dừa, vừa lòng người hoặc là ăn dừa sống. Ông này nó có cái tham vọng hồi trước giải phóng đó. Ông có đi biểu tình ở Sài Gòn nhiều lần, người ta cũng đi cao ổng. Ông cũng khuyến khích là giữa 2 phe Việt Nam hồi xưa đánh lộn nhau, hợp lại, nhưng mà ông không hiểu được cái quy tắc vật lý. Ông mới làm vậy thôi. Nhưng mà đa số những người lập đạo là có cái mục đích riêng. Nhưng mà mục đích của ổng là muốn cho ta biết là đẳng cấp ta tu thành cái gì đó. Vì thế mà đạo dừa được xếp là cái đạo vật lý, không có hiểu giác ngộ giải thoát là gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu thứ 2. Thời Đức Phật chỉ có tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, ưu bà tắc, ưu bà di và danh gọi đại đức Naganda có từ khi nào và tại sao có danh gọi là đại đức ạ? Mình phải hiểu cái thế giới này, cái đạo Phật nó chia ra 3 vùng. Cái vùng mà vùng Nam á, thì là gọi là đại đức là cao nhất. Còn cái vùng Bắc á, thì nó là Đức Đạt Lai Lạt Ma là cao nhất. Cái chùng Đông Nam Á này là thượng, hòa thượng là cao nhất. Mới hiểu cái này. Thành ra cái người mà bên Sri Lanka họ tu là cái đại đức là cao nhất. Còn mình Việt Nam mình là hòa thượng cao nhất. Còn nếu mà người Tây Tạng đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma là cao nhất. Nó có 3 cái phẩm cấp. Mình ở đây là 4 phẩm cấp. Mình mới vô là Sa Di. Bởi vì tại sao Việt Nam mình đặt nó 4 cái phẩm cấp? Nó có cái nguyên do.
Vì trong cái đạo Phật nó có cái bài gọi là hiến chương. Vì cái hiến chương mà nó đẻ ra cái bốn phẩm cấp này. Hiến chương nó đi theo cái luật quân sự. Hiến chương đi theo luật quân sự. Vì thế mà Liên Hợp Quốc mới áp dụng cái hiến chương này cho Liên Hợp Quốc. Vì thế mà người Việt Nam mình tu mới vô Sa Di là gì? Là lính tu. Thứ hai, đại đức là gì? Quý tu. Thứ ba là gì? Tá tu. Thứ tư là tướng tu. Đi theo cái hệ cấp nó. Vì thế mà Việt Nam nó có, mà Việt Nam này á, thì nó mới có trước giải phóng, ở trước hồi thời Trần Nhân Tông không có cái này. Sau này mới có, sau này nó đi theo cái hệ thống mà thống trị á. Thấy không? Nó lặp lại thành nó mới đưa ra cái bốn cái đẳng cấp này. À, mình phải hiểu. Vì thế mà tôi nói trước giải phóng nó có cái bài, nó có cái hai cái quân đội thập tự chinh và vạn thập chinh, nó đi theo cái hệ thống này. Vì thế mà đạo Phật nó có bốn cái phẩm cấp này thì nó đánh theo cái hệ thế cao. Vì thế mà cái anh người, cái thầy trên nói thầy dưới phải nghe, đi theo cái hệ thống luật mà. Thấy không? Mà cái này tôi chỉ nói sơ thôi. Bởi vì trong cái hệ thống này á, bởi vì cái người mà Tây Tạng á, nó tu Đức Đạt Lai Lạt Ma, rồi Đạt Lai Lạt Ma, Lạt Ma thôi, nó có ba cấp. Bên kia cũng vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Tiếp theo xin mời chị Diễm Tuyền ở quận 7 đặt câu hỏi ạ. Bác cho con xin hỏi mấy câu. Dạ câu thứ nhất, thanh sĩ là gì và thanh sĩ tu cái gì? Gì là vậy? Thanh sĩ là gì? Thanh sĩ tu cái gì? Thanh sĩ là gì? À, thanh sĩ hả? Thanh là một người thanh tịnh, sĩ là một người tu hoặc là người học có học thức. Thanh sĩ là cái người này là chuyên môn về tu thanh tịnh thiền đó. Nhưng mà tu thanh tịnh thiền ở cái cấp không học, cái cấp gọi là ăn theo. Thanh sĩ, tính thanh sĩ là nó là tu thanh tịnh thiền nhưng mà nó đi lạc vào cái thanh tịnh của A-la-hán, thành ra nó sai chỗ này, gọi là người tu thanh sĩ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo, ngày xưa thời Đức Phật có Ngọc Minh Châu phá vô minh, vậy Ngọc Minh Châu đó bây giờ ở đâu, hiện có tồn tại không? Ngọc Minh Châu là một viên ngọc, nó lấy bằng đá. Mà bây giờ đó mình muốn cái hạt Minh Châu đó nó bình thường thôi, giờ đâu nó cũng có, ở đây người ta gọi là hột tròn to đó, chứ không có gì đợi đó. Nhưng mà người nào muốn sử dụng hạt này á, thì phải để dưới ánh sáng mặt trời 24 tiếng đồng hồ, để cho nó hút cái điện từ dương vô thì nó được hoạt động được 12 tiếng. Vì thế mà khi mà đi rọi vào trong cái kinh mà không có chữ á, thì cái điện từ dương của cái mặt trời nó mới hiện ra, người ta mới viết ra được. Thì nó lấy năng, gọi là bây giờ mình gọi là lấy năng lượng mặt trời. Thì giống như hiện giờ mình xài bóng đèn mà không có máy đi, thì nó lấy bằng cái năng lượng mặt trời, nó hút vô để nó tạo thành điện. Thì cái hạt Minh Châu, ông Phật cũng có cái kỹ thuật lệnh để ngoài mặt trời 24 tiếng đồng hồ, sau rồi đem vô bóng tối chiếu ra trong cái kinh vô tự, thì chữ kinh vô tự hiện ra. Đó là hạt Minh Châu. Bây giờ kỹ thuật người ta đã có rồi, mình bây giờ đâu. Hồi xưa hạt Minh Châu chứ bây giờ nó thấy cái panel nó lấy điện trên trời xuống đem thắp sáng. Bởi vì tất cả những cái ngôn ngữ trong thế giới này nó là âm, nó không thấy, phải dùng cái ánh sáng dương để nó phá đi rồi mới đọc được. Đây là kỹ thuật. Thì bây giờ khoa học nó bắt đầu nó tiến lên cái lời khoa học để mà gọi bằng không gian rồi đó. Thì về sau nó sẽ, chứ bây giờ tất cả những cái mà chữ mà viết ở trong cái vi tính hoàn toàn viết bằng điện. Ông Phật đã biết trước mấy ngàn năm trước rồi, mình bây giờ đi theo ổng đó. Tất cả những ai hiểu có vi tính viết bằng điện, chứ trong vi tính có cái nào có cái hộp mực nào đâu. Gọi là viết bằng điện. Điện là nó có nhiều màu sắc. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ
Anh Nguyễn Văn Thanh có nhờ con hỏi thêm một câu là người cúng sao cầu xin thì có được như ý muốn không? Cái tất cả những cái đấy là mê tín thôi. Người ta nói đúng ra tất cả những người ta cúng này cúng kia là do cái tưởng người ta, để người ta dụ những người thông hiểu, chứ làm sao chính tín được. Vì thế mà nãy tôi có nói là muốn hành nghề gì thì phải có cái công thức nhà nước sẽ cho. Nhà nước không cấm bất cứ cái gì, với điều kiện anh phải trung thực. Có nghĩa là bây giờ hồi ngày xưa đó, mình không biết trong không gian là gì, mình nói giờ tôi thấy rồi đó, thấy thì chứng minh ra thì nhà nước cho làm. Còn nếu mà mình nói ra mà mơ mơ màng màng không được. Thời buổi này chúng ta sống thời đại nguyên tử, thời điển vật lý học, khoa học, thì làm cái gì cũng phải cho thật đúng, chứ không có thể là mơ hồ được. Vì thế mà trong cái bộ luật hình sự, sợ nhất là cái tội lừa đảo. Tất cả công dân Việt Nam sống mà ra mang cái lỗi lừa đảo là kẹt liền. Trong bộ luật hình sự nó phạt rất nặng, gì nó mấy cái tầng bậc để phạt đó, mình phải chú ý đây này. Hiện giờ mình tu đạo Phật cũng vậy, hoặc là tín ngưỡng tôn giáo hay là bất cứ gì về tâm linh phải chứng minh bằng khoa học. Vì hiện giờ mà người ta biết rằng trong không gian có cái gì trong đó, có chứ không phải không, mà tại mình lừa người ta. Bây giờ tôi nói là dông nhập sắc vẫn có chứ không phải không, nhưng mà tại mình không hiểu, không, nó có nhưng mà tại không hiểu cái cách. Giờ mình ai khám phá được cái này thì trình nhà nước trục dông nhà ta cho liền, nhưng mà phải có công thức mà thành quả rõ ràng, chứ đâu phải mà anh lấy tiền người ta rồi anh nói ba câu bốn câu rồi anh không làm gì được. Cái đó nó thuộc về tội lừa đảo. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu ra đời để nói là chuẩn là tất cả những cái luật của nhà nước nói ra cái gì phải cho đúng. Nhà nước nói mình muốn làm cái đó thì phải cho đúng, chứ đừng có lừa người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Hoa tiêu Đức Phật dẫn đường làm bằng gì? Hoa tiêu Đức Phật sử dụng, ổng sử dụng bằng cái điện từ dương trong trái đất này. Ổng có cái kỹ thuật là hút ánh sáng dương thôi thì nó tạo thành cái hoa tiêu. Đó là của Đức Phật. Còn mà hoa tiêu của cô hồn á thì nó cũng lấy điện từ âm dương mà nó làm không có kỹ, thì nó cái lẫn lộn cái âm ở trong đó thì nó không phát sáng được. Nó có lúc kêu một kỹ thuật nó cao cỡ nào nó cũng phải bị lỗi một chút đó. Vì thế mà sau cùng nó bị lỗi. Vì thế mà người ta dặn là cái hoa tiêu bất cứ có cái gì trong đó đều là giả. Giống như một cái anh mà chuyên nghiệp á, anh làm rất đẹp, còn cái người mà kêu bằng làm nghề không chuyên nghiệp chắc chắn cái sản phẩm đã bị xấu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, hoa tiêu á, thì có lớn có nhỏ, như vậy thì có phụ thuộc vào cái công đức của người đó không ạ? Cái hoa tiêu đó thì nó đúng ra tùy theo cái lực của cái người tạo công đức này. Ví dụ cái người này tạo công đức được 1000 điểm thì hoa tiêu nó phải lớn. Bởi vì nó cái công đức á, cái hoa tiêu nó lấy cái từ cái phần cái công đức của người này và cái điện để nó cân bằng, nó mới dẫn được cái công đức người này đi. Giống như mình chở xe mà hàng quá 3 tấn thì phải có xe 3 tấn, 5 tấn thì phải xe 5 tấn, chứ cái hàng quá 10 tấn mà đưa 1 tấn thì không được, nó không có đủ lực. Thành ra cái hoa tiêu và đồng cái công đức nó phải tương đương nhau, vì thế mà có lớn có nhỏ. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Bước đầu tiên của Thiền Tông á, là học giác ngộ giải thoát, nhưng về sau á, tụi con nghe bác nói là chỉ cần ba vế là tạo công đức, ham muốn và học thuộc công thức thì là giải thoát được. Nhưng mà sao con không nghe bác nói đến yếu tố giác ngộ? Vậy nếu mà trường hợp chưa có giác ngộ thì có được giải thoát không ? Cái giác ngộ là cái học hỏi thế gian thôi, nó không ảnh hưởng gì này. Cái hành trình mình trở về Phật giới thì nó có đọc biết con đường đi, số công đức đủ sức không, thứ ba nữa là mình có thích đi không. Còn cái giác ngộ là nó nói về của thế giới vật lý mình hiểu thôi. Giác ngộ là hiểu thế giới, hồi xưa mình không biết thì mình đi ra đụng đâu mình tin đó. Cái giác ngộ với cái giải thoát nó khác. Giải thoát là độc đạo đi về, còn giác ngộ là để sử dụng cho thế gian này, không đem về Phật giới làm cái gì. Nó của thế giới vật lý mình học để cho biết cái này rồi mình tạo công đức.
Nếu không giác ngộ mình tạo không đức không được, có nghĩa là mình không hiểu rồi mình tạo nó sai. Vì thế thì giác ngộ là một phần, giải thoát là một phần, giải thoát là thứ khác đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Tiếp theo xin mời chị Hồng Nhung ở Gòi Giáp ra câu hỏi. Kính thưa, thưa soạn giả Nguyễn Nhân và những quý vị Phật tử tham gia ngày hôm nay. Ngày hôm nay con có những câu hỏi muốn hỏi ban quản trị chùa Thiện Tâm Thân Diệu như thế này. Con có nghe trên mạng á là nội dung như sau: bắt đầu kể từ ngày hôm nay 22 tháng 6 2019 Thiền gia Mậu Đường sẽ trả lời trực tiếp mọi thắc mắc về đạo Phật Thiền Tông Tinh Hoa Nhân Loại vào ngày Chủ nhật hàng tuần tại 909 tầng 3 tòa nhà NC Hà Nội. Mọi thắc mắc về sự thật về Thiền Tông hàng ngày xin gửi trực tiếp đến Facebook và Zalo của người đó. Mọi tư vấn đáp hoàn toàn miễn phí. Xin hỏi Thiền gia Mậu Đường này là ai? Có được chùa Thiền Tông Tân Diệu cấp phép giải đáp Thiền Tông cho người khác không? Mà người này lại đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang như vậy. Con lập lại. Ở ngoài Bắc có một vị là tự xưng là Thiền gia Mậu Đường là sẽ giải đáp Thiền Tông học vào các ngày Chủ nhật hàng tuần ở Hà Nội, bắt đầu tính từ ngày 22 tháng 6 năm 2019. Vậy thì cái vị này có được chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cấp phép sinh hoạt hay chưa, hoặc là cấp giải đáp hay chưa, làm cho Phật tử hoang mang? Rồi, chưa hoàn toàn, không, chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa phát triển chi nhánh. Phát triển chi nhánh phải có lập một cái bản bàn giao đàng hoàng và cấp giấy cho nối tiếp dòng Thiền Tông đó. Cái này nó thuộc về nối tiếp dòng Thiền Tông, hoàn toàn chùa Thiền Tông chưa có cái này. Rồi con hãy tiếp đi. Dạ, câu thứ hai của con là những người tu Thiền Tông lâu năm đáng ra phải càng tiến bộ, nhưng sao có những người tu Thiền Tông lâu năm lại đi lạc đường? Nguyên tắc cái cầu tu Thiền Tông là cái gì? Là tu nó phá vật lý, nó đi thoát đi ra ngoài. Nhưng mà mình ở trong này lâu quá đi, cái lực phước dương và phước âm nó hút, nó kéo lại. Mà trong đó nó có cái ác đức nó kéo lại, khó thoát ra. Giống như là mình đứng ở trong cái sàn keo á, thoát nhảy không nổi đâu. Cái lực hút âm nó rất mạnh. Con suy nghĩ nè, một cái tòa nhà mấy chục tầng mà nó chổng đầu nó còn hút dính vô trái đất đó, chứ đừng có mình có mấy ký lô đậm gì, nó hút cỡ đó đó. Thấy không? Cái tòa nhà ta là mấy chục tấn mà nó chổng đầu nó còn hút dính vô trái đất, mà còn mình ăn nhậm làm sao thoát ra được. Mình muốn thoát ra được thì nó có cái quy luật của nó, phải sử dụng bằng trung ấm thân mới ra được. Còn nếu mà vật chất khỏi, còn mang thân tứ đại, đừng có nói mà vô tu Thiền Tông là nói cho vui thôi. Mang thân tứ đại vô tu Thiền Tông 1.000 người cạo lắm, 2-3 người được, 2-3 người được chính xác thôi. Bởi vì vô đây rồi á, tiền tài danh lợi giống như cái anh gì mà nãy ở Hà Nội á, vì danh chứ cái gì đâu, làm sao có đủ tư cách làm này, làm sao có đủ tư cách đứng mà giải đáp cái Thiền Tông này. Chưa có đối mặt lại với chùa Thiền Tông thì làm sao mà đứng tuyên bố như vậy? Đây là hám danh thôi, chứ đâu có gì. Con người nó là vậy đó, không phải một mình anh nói đâu, rất nhiều. Tôi nhớ hồi mấy tháng trước con người đó là mấy bị chết thì tôi dẫn về, thấy không? Cái hám danh nó quá mức, mình còn chưa biết mình sao mà dẫn về, ông Phật còn không dẫn được. Tất cả vô đây gì coi chừng tu, coi chừng hám danh, coi chừng cái này. Hám danh mê lợi là nó chết, nó quật chết luôn á. Thì bây giờ đi vào cái chiều sâu của Thiền Tông, tôi sẽ nói hết, bất cứ ai hỏi cái gì tôi nói hết cho nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ ba là: tại sao nhiều người mới tu Thiền Tông lại ngộ thiền rất nhanh, nhưng có người theo Thiền Tông lâu năm lại không ngộ được đạo? Ngộ nhanh là ta từng số cao, 10 trên 10 ta ngộ, còn cái ông kia 5 trên 10 sao ngộ? Giống như cục đá, cái bong bóng mà nó sắp bay con thả nó bay, còn cái bong bóng mà nó hút vô mặt đất làm sao ngộ?
Tất cả những người càng âm tu thiền tông càng ngu, càng giữ luôn đó thiệt. Tu nếu mà cái tần số mình âm luôn, vô thấy người ta ham nhào vô, đi ra nói tầm bậy bạ rồi bắt đầu nó hút cứng vô, nó phát ra. Đây là cái quy luật vật lý của nó. Tu thiền tông phải bắt tu biết bằng quy luật vật lý. Trên đời này tín ngưỡng tôn giáo thì phải hiểu cho rõ. Thiền tông nó thuộc về tín ngưỡng, nó không nằm xếp vào tôn giáo. Nên nhớ thiền tông không xếp vào tôn giáo, mà đây là xếp về tín ngưỡng. Còn phải nắm vững cái thế giới vật lý này thì mới tu thiền tông được. Còn không biết hoàn toàn tu sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời anh Nguyễn Thành Tài ở Nhà Bè ra câu hỏi không? Dạ, xin bác xác nhận lại là chùa Thiền Tông Tân Diệu ngoài trang mạng thiền tông.com thì còn trang mạng nào chính thức nữa hay không? Hoàn toàn thiền tông.com thôi, còn tất cả chấm khai ngoài chấm cơm là chấm canh của người ta. Thiền Tông chỉ có ăn cơm thôi chứ không có ăn canh. Rồi hỏi tiếp đi. Ngoài ra là của người khác. Dạ. Ngoài bác ra thì hiện nay có ai đủ tư cách để mà tiếp nối mạch nguồn Thiền Tông và đủ tư cách để mà đứng ra truyền thiền cho người khác hay không thưa bác? Hiện nay chưa thấy ai hết, chưa thấy cái nhân vật nào nổi hết, nó chìm đâu mất. Tôi đang nhìn đó, mà nhìn không thấy ai nổi hết. Chừng nào nổi tôi nắm tôi kéo là tôi giao cho. Rồi hỏi tiếp đi. Người không đủ tâm tài lực mà lập chùa Thiền Tông hay Thiền Tông thất, mục đích là vì danh vì lợi, như vậy quả báo nó sẽ bị như thế nào? Người ta quả báo 5 trên 5 này nó tới 10 trên 5. Có nghĩa là mình hám danh. Thiền Tông mới ra đời nhiều người bởi vì người chết. Mới vừa ra cái giết này giết kia ăn theo, chết hết. Nên nhớ một điều không phải chuyện dễ đâu. Thiền Tông mà nó ra đời người tu cũng chết mà người không tu cũng chết. Còn cái người hám danh còn chết sớm hơn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi này con hỏi do một người khác. Có Phật gia ở Quảng Ninh nhờ con hỏi giúp. Hôm trước Phật gia có đến nơi chùa Thiền Tông đất rộng ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Người lập gia chùa Thiền Tông này tự xưng là viện chủ. Vậy cho con hỏi, ngoài chùa Thiền Tông Tân Diệu thì có cái chùa Thiền Tông khác là chi nhánh chính thức của chùa Thiền Tông Tân Diệu này hay không? Bây giờ chùa Thiền Tông phát triển được một cái rồi, nhưng mà chưa ai biết. Có giấy phép phản hồi, hoạt động đúng luật pháp, nhưng mà chưa xuất hiện. Ngoài ra không có cái chùa thứ ba. Chùa Thiền Tông đã có rồi nhưng mà chưa xuất hiện. Giấy phép đã có, chùa đã có nhưng mà chưa hoạt động. Mà giờ người ta hoạt động mình cũng không biết đâu à. Thì tương lai cái nơi này sẽ là nơi mạch nguồn Thiền Tông chảy đi. Nhưng mà ăn thua cái ban bệ. Tôi quan sát cái ban bệ này để coi sao có đủ tư cách không, hay là đưa vô ham danh mê lợi nữa thì thôi nó mất à. Thì bây giờ đây nói đúng ra về sau cái chùa Tân Diệu bắt đầu nó đi vào chu kỳ gốc rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ phát ra. Nếu ai có đủ tâm tài lực đúng theo trong quyền ký nói thì chắc chắn được nối tiếp dòng Thiền Tông, có giấy chứng nhận đàng hoàng, có một buổi lễ truyền bàn giao đàng hoàng chứ không phải nói mù mờ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vậy Đức Phật quyền ký dòng Thiền Tông có mấy viện chủ vậy thưa bác? Sao? Quyền ký cái dòng Thiền Tông mình có bao nhiêu viện chủ? Cái này đừng có nói chuyện, cái này đừng có nói tương lai. Có nghĩa là biết bây giờ sao này. Ông Phật bảo á, mình đi bước này chỉ biết bước này, đừng có nói. Nói ra thành ra nó thành ra tiên tri, nhà tiên tri nó lạc vào đạo thần rồi. Không nên hỏi cái này ha. Tự quá khứ có nghĩa là ông Phật á, ông bảo là Phật quá khứ thì nói được, Phật vị lai chỉ nói được một người thôi. Đó, thì bây giờ ông nói là ông A Dật Đa thành Phật 10.000 năm sau đó. Chứ mình đừng có hỏi, nếu mình hỏi cái này người ta biết chứ phải không, nhưng mà mình nói cái nó lạc vào cái tiên tri, thì nó lạc vào cái đầu thần, không nên. Rồi con hỏi tiếp đi. Ngoài bác á, là viện chủ ở đây thì nhiều người tự xưng như vậy có được hay không? Thì tôi đã nói rồi, hám danh ta muốn xưng gì xưng. Thế gian này cảnh sát thật giả, cảnh sát thiệt thì có, mà cảnh sát giả giờ thiếu gì đó. Nó bị bắt tối đó, nó bị bắt hoài đó.
tất cả những gì ở trong này nó đặt ra là nó theo cái thiền tông này rất dễ, vì quá dễ mà nó nhào vô, nhưng mà nó không hiểu rằng cái thiền tông này là điện 500V, đụng vô là biết, thấy nó vậy mà đụng vô là biết. Rồi hỏi tiếp đi. Đất rồng là ở Long Quang, mà nếu như ở nơi khác á, mà lấy cái tên gọi là đất rồng như vậy, có đúng như trong quyền ký không thưa bác? Đất rồng là ở Long An, mà nơi khác lấy cái tên đất rồng được. Bây giờ đất rồng thì thiếu gì đất rồng, nhưng mà đất rồng phải có lông nữ kèm vô thì mới đúng là đất rồng. Đất rồng như Long Xuyên, Long Hải, Long Thành, đâu có lông nữ đâu, đâu có lông nam không, thì nó không đúng. Yeah. Đất rồng phải kèm lông nữ, mà phải câu đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Yeah. Mình phải hiểu cái thế giới nó vậy mới được. Chứ còn nếu mình không hiểu á, thì nghe nó kia cũng đất rồng mà tại sao không có, thiếu lông nữ. Chính ở đây nó có lông nữ mà lông nữ này không phải, nó có nhưng mà lông nữ nó phải có tài liệu 6 quyển sách của Đức Phật truyền và 1 quyển sách của Trần Nhân Tông, người đó mới gọi là lông nữ. Chứ giờ ở Long Thành có ông nào đâu có lông nam không, chứ đâu có lông nữ mà có quyển sách nào đâu. Ở Long Thành có một ông lông nam, nhưng mà ông nắm được có 2 chữ thiền tông, cái ruột không có, quyền ký không có, rồi giáo lý không có, thì làm sao đủ. Vì thế mà ổng khôi phục được 2 chữ là thiền tông. Nhưng mà nó sai cái ổng này nè, ổng để cái thiền viện nó trật lắc, phải để cái chùa thì mặt mai. Vì thế mà trong cái quyển sách số 1 tôi đã nói rồi, nó đã xuất hiện nhiều nơi chứ không phải ở đâu. Nhưng mà điều cái người mà chánh gốc á, bởi vì ngày xưa tại sao cái thiền tông này nhiều người biết lắm, việc tờ báo bút trà bà đăng lên, bà đăng cái một thiền tông Phật giáo ai cũng biết cái rồi, ông không biết bà đăng cái gì, ông vòng á, nhưng mà ta nắm, nhưng mà nguyên tắc không nắm được cái giáo lý. Quyền ký bà có đăng à, đăng trên báo có quyền ký, nhưng mà giáo lý bà không biết, bởi vì giáo lý là vô tự. Duy nhất 5 quyển sách mà Đức Phật truyền, bí mật truyền theo dòng tông, quyền giáo lý viết bằng kinh vô tự, còn mấy người kia là viết bằng văn hữu tự. Vì thế mà mấy người kia cũng nhận được thì cũng nói nhào nhào ra nói, nhưng mà sau cùng không biết chữ giác ngộ còn không biết thì làm sao về giải thoát biết được đó. Thành ra mình mới hiểu rằng nơi nào đất rồng thì đúng, kèm theo lông nữ, lông nam dẹp, lông nam thì phải có đầy đủ hồ sơ 6 quyển sách kèm theo. Còn ở đây rõ ràng có 6 quyển sách kèm theo thì ta mới đúng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác nói như vậy thì Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ có dạy giải thoát hay không? Bây giờ đó mình không có nói thẳng người ta. Bây giờ nếu dạy giải thoát thì cổng chuyên dạy giải thoát đây này, cổng chùa Tân Diệu ghi đó, chuyên dạy giải thoát, chuyên dạy thành Phật. Giờ ta ra hỏi ổng coi ông có cái chữ này không? Giờ đệ tử cũng nhiều lắm đó, hỏi ổng chứ. Giờ thưa các đệ tử Hòa Thượng, giờ có dạy giải thoát không? Chứ giờ tôi nói có cũng được. Bây giờ nếu có thì tôi chưa thấy, mà nếu không thì mình đâu biết cái ruột người ta, thành ra không dám nói cái này. À, bữa nào thì đây anh em xíu gì chạy ra hỏi chứ xưa ra đây thì thiền tông mà có chưa dạy giải thoát không, thì mình sẽ lô mình kêu bằng xe lên cho anh em biết rồi mình trả lời, hoặc là hỏi xong rồi lại đây nè. Tại đây tôi nói bữa hổm tôi hỏi vậy, giờ tôi hỏi nó không có. Chứ bây giờ nếu mà tôi nói có cũng không được, mà không cũng không được. Nó có là sao? Có là không thấy, mà không thì biết đâu người ta chưa ra. Có nghĩa là chưa phổ biến ra là sao? Phải không? Rồi hỏi câu khác đi. Vua Trần Nhân Tông là tổ sư Tiền Tông đời thứ 34, có sách xuất bản. Mà sao dẫn dư sư Phật học Thích Phước Tiến nói vua Trần Nhân Tông không phải tu Thiền Tông? Thì cái này thì nó đúng là quyền tự do của mỗi người phát biểu, ổng muốn phát biểu gì phát biểu. Chứ vua Trần Nhân Tông đó là tổ sư Thiền Tông đời thứ 34, theo dòng Thiền Tông được nhà xuất bản tôn giáo xuất bản rõ ràng, không dối. Thì đây là ông tu Thiền Tông chứ gì? Có nói, có sách mách, có chứng, nhà xuất bản tôn giáo cho xuất bản rõ ràng. Vua Trần Nhân Tông là Thiền Tông đời thứ 34, nắm toàn bộ hồ sơ này.
Nhờ vua Trần Nhân Tông nắm toàn bộ sơ này thì đất rồng mới công bố ra được. Không có, không thể từ Trung Quốc đưa qua đây được. Ta đưa âm thầm bằng cái gì đó, rồi xây Trần Nhân Tông đưa đến đây. Tới sau cùng thiền sư Ni Đức Hà giao lại cho Long Nữ. Long Nữ yêu cầu tôi 50 năm sau phổ biến ra. Tôi làm đúng, đúng theo cái luật, đúng theo yêu cầu của Long Nữ. Tôi chỉ có vậy thôi. Còn nếu ai thì bây giờ người ta tu, người ta được quyền, mỗi người mỗi ý mà. Thì ổng nói có hay là không là chuyện của ổng. Nhưng mà lịch sử và văn học xác nhận rằng vua Trần Nhân Tông là tổ thứ 34 dòng Thiền Tông. Đây là người ta xác nhận bằng sách vở đàng hoàng. Còn ổng kia ổng nói có là cái chuyện của ổng. Tự ổng tưởng sao ổng làm vậy. Tất cả những người ở thế gian này tu bằng tưởng thôi, không tu bằng thực tế. Thiền Tông Tân Diệu tu bằng thực tế khoa học, không tu tưởng tượng. Nói cái gì ra cái nấy, nói cái gì chứng minh được cái nấy, chứ không có nói mù mờ. Chùa Thiền Tông bởi vì nói, bởi vì mới cho hỏi tự do, hỏi vô hình hữu hình, trên trời dưới đất dưới biển cũng nói luôn. Đó là vậy. Bởi vì ta nắm được cái thực tế, nắm được cái quyển giáo lý này, cái quyển giáo lý này Đức Phật nói từ con di trùng cho đến con người vạn vật, trái đất tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi không thể nào sai sót một cái nào. Và ta cho tất cả những người tiến sĩ thần học, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ thánh học, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ vật lý học cho hỏi tự do. Đó là bữa nay tôi dám tuyên bố vậy. Mời, tôi mời càng nhiều càng tốt. Tới đây tôi tiếp đãi hoàn toàn không tốn đồng nào hết. Còn nếu tranh luận là khác, tranh luận tôi cũng tổ chức nữa, nhưng mà với điều kiện phải có cái ban bệ đàng hoàng, phải có chính quyền làm chứng, có luật sư làm chứng, có công chứng viên làm biên bản. Rồi trong cái bản cam kết ai thua phải đài thọ cái này. Nếu tranh luận thua phải đài thọ, còn mà giải đáp tôi đài thọ hết. Tới đây không tốn một đồng nào hết, ăn uống thoải mái luôn. Một người tôi bao ba bụng luôn, chứ không phải hết. Có nghĩa là sức ăn dư sức, chứ không phải hết đâu. Chưa có là cái chùa thì nó nghèo, nó không có gì, nhưng mà đều tôi dám la lớn vậy. Rồi thì hỏi tiếp đi. Bộ sách Thiền Tông là mình đọc mình phá được vô minh, kể cả những người bình dân cũng có thể hiểu được như vậy. Vậy tại sao á những người tu cao mà người ta không thể tiếp cận và người ta đọc không nổi? Bộ sách Thiền Tông á, từ người bình dân người ta cũng có thể hiểu được, mà tại sao người tu cao không hiểu nổi? Bây giờ tất cả những người mà giàu có đọc Thiền Tông không nổi là lý do cái kiến chấp. Mấy con người giàu người ta kiến chấp. Nên nhớ rằng người ta mình nghèo á, mình đi ra rất bình thường nha, mà cái con người giàu á đi ra xem cái áo cái quần rồi từ cái phong cách đi đấy, nổi bao nhiêu đó là nó chết rồi. Thấy không? Nên nhớ đi vô cái nhà hàng ăn mà cái người giàu nó đi khác. Nó đi theo cái kiểu mà kêu bằng đại ca đi. Nhiêu đó là anh đã chết rồi. Thì vô Thiền Tông làm sao nổi. Mà Thiền Tông nó xóa ba cái vụ này. Thấy không? Bởi vì tất cả những người mà giàu có không cách nào tiếp cận. Mà kể mấy ông thầy mà tu cao đàng hoàng không hoàn toàn không dám vô Thiền Tông này. Nó là vì cái chấp của con người. Mình phải hiểu, mình hiểu cái con người mình như thế nào, muốn tu con người mình như thế nào, vạn vật như thế nào, trái đất như thế nào, quy luật nhân quả như thế nào, mình mới hiểu Thiền Tông. Còn kia là người ta kiến chấp, xin lỗi, học có năm ba, học một bằng tiến sĩ Phật học rồi là khinh dễ cái này. Nhưng mà ta không có hiểu, mà khinh dễ mà người ta không có chịu mà cứ bằng dám tranh luận á. Khinh dễ mời tranh luận hoàn toàn không dám, tại vì người ta sống bằng kiến chấp. Còn ở đây không kiến chấp và tôi phá luôn, phá kiến chấp, phá vô mình luôn. Đó, thành ra Thiền Tông nó trỗi bật vì dễ mà một vị vua mới tu được cái này. Chứ nếu mà xin lỗi, Thiền Tông mà kiến chấp cũng Trần Nhân tu đâu có tu này làm gì. Thấy không? Thua. Thành ra bây giờ người ta tu cái Thiền Tông này là người ta tu phong cách vững vàng bằng khoa học. Thấy không? Bằng cái ta giải mã được cõi vô hình và hữu hình, Thiền Tông mới dám đứng đầu đường đầu mà nói là cái chuyện này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ hết rồi, xin cảm ơn quá. Tiếp theo xin mời anh Hồng Phụng ở Cần Thơ đặt câu hỏi. Dạ thưa thầy, cho con đặt một số câu hỏi sau.
Xin thầy giải thích chữ đạo là gì ạ? Đạo là đường, là một con đường dẫn đi. Đó là nói theo kiểu phổ thông. Đó là một cái tín ngưỡng người ta xoáy vào một cái câu, một cái tin gì đó, người ta gọi là đạo. Nếu mà nói bình dân gọi là đường, mà nó xoáy vào một cái tín ngưỡng gì mà nó có thành tựu, người ta gọi là đạo. Nhớ là thành tựu nha, xoáy mà thành tựu là đạo. Giống như đạo này đạo kia đó, người ta lập đó có thành tựu gọi là đạo. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Vậy tại sao tất cả pháp tu như thần, thánh, Phật đều để chữ đạo phía trước, mục đích để dẫn con người đến cái gì ạ? Bây giờ thế giới này tu của mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Đạo Phật là tu cái gì? Tu để có hai cái thành. Một là thành Phật nhân, là thành Phật tại thế gian này nè. Và một là thành Phật mang một kim thân ở bên Phật giới, về Phật giới. Cái đạo Phật, đó là tôi nói về cái đạo, thấy không? Còn cái đạo Phật nó chia tới 6 pháp môn, 5 pháp môn. Nó đi theo quy luật nhân quả, vật lý luân hồi của trái đất này. Và một pháp môn nó dẫn con người đi ra, thoát ra cái quy luật này. Thì người ta nói chung gọi là đạo Phật. Đạo là một cái hình thể gì đó, hoặc là con đường, hình thế gì đó đã tạo ra. Vì thế chứ Phật đó, ngày xưa không, ta không biết chứ Phật là cái gì. Phật là trùm khắp mọi nơi. Thì ông này ở trong thế gian này gọi là Phật nhân. Ông Phật có nói một câu này: ta là Phật đã thành, còn các ông bà là Phật sẽ thành. Mà bây giờ tại đây rất nhiều người thành Phật y như Phật. Hồi xưa Phật là trùm khắp mọi nơi, chân Phật, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Nay ông ba, ông A bà B cũng là Phật thành, chỗ đi khắp thế đất rồi, có thua gì ông Thích Ca đâu. Nhưng mà còn mang Phật nhân, Phật kim thân chưa mang được. Phật kim thân mang một công thức khác. Rồi con hỏi tiếp. Dạ. Con hỏi dùm cho một người tên là Triệu Cao Bảo Long ở Phần Lan. Xin hỏi đó là làm sao phân biệt được tưởng thức và tâm thức giống nhau và khác nhau ở điểm nào ạ? Tâm thức và gì? Tưởng thức. Tưởng thức và tâm thức. Tưởng và tâm ha. Dạ. Cái tưởng là do mình tự suy tưởng ra. Còn cái tâm đó là tự nhiên nó phát ra từ trong tim của mình. Do trái tim mình nó, do trái tim mình nó bóp, nó phát ra cái lặng, cái điện á. Mình nó phát ra cái lặng sống ảo giác. Thì nó nương theo cái này nè. Cái tâm thức nó phát ra, rồi cái tưởng nó mới theo. Tâm thức phát ra, tưởng nó mới phát được. Ha. Nó là cái lớp thứ hai. Nếu xếp vào cái loại mà tu á, thì cái tưởng thức nó xếp vào mặt trăng thứ ba. Nha, phải ba. Tu đạo Phật là phải hiểu được ba căn bản mặt trăng. Mặt trăng thứ nhất là thánh, thấy tự nhiên. Còn cái mặt trăng thứ hai là thấy và biết tự nhiên. Nên là thấy tự nhiên và biết tự nhiên là thứ hai. Còn cái mặt trăng thứ ba là thấy, biết và tưởng. Thêm cái tưởng thì nó mới đi luân hồi. Nha, tu đạo Phật phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn anh không hiểu phân biệt được cái ba mặt trăng thì anh không hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi nói này, tất cả người nào mà về nghiêng ngẫm là tôi bảo ngộ đạo liền. Ngộ liền, ngộ tức khắc liền. Nó sẽ nhận, ai mà có công đức ra nhìn thấy liền. À. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con hỏi câu tiếp theo. Người về Phật giới tại sao chung ấm thân lại đi bằng tốc độ điện từ âm dương với 900.000 km một giây, mà không phải đi bằng tốc độ điện từ quang 1,2 triệu km một giây ạ? Bây giờ người ta nói là đi tốc độ 900.000 cây số một giây, đây là cái bình thường. Khi một vị Phật dẫn về trái đất mà nó vừa qua thì thôi đi từ từ chứ đi cho nhanh, thấy không? Bởi vì giống như con xe con chạy 120 cây số giờ, nó ấn định cho con 120 cây số giờ thôi, nhưng mà con chỉ 10 cây ai rảy. Thì tùy theo cái thời gian. Thí dụ mà bây giờ trái đất còn một giờ nữa nó sẽ đến tới trung tâm vận hành luân hồi, thì ông kia phải ra tấp tốc đi nhanh rồi mới đi vô. Đó là vậy. Có nghĩa là ta ấn định là đi cao nhất 900.000 cây số một giây, rồi tùy theo cái thời gian của cái trung tâm trái đất này, nó quay đến trung tâm vận hành luân hồi còn mấy ngày nữa. Mấy ngày nó đi tà tà, tháng nữa chứ, một tháng nữa đi tà tà thôi. Còn nếu đi nhanh thì phải đợi vậy, thì phải đi cái tốc độ đó thôi. Trong thế gian này chỉ là
Còn tốc độ điện từ quang nó không đi trong này được, mà nó đi ngoài ngoài kia cả. Bên thực giới á, bên đây đi bằng tốc độ điện từ âm dương thôi, vì nó theo quy luật vật lý của nó mà, không thể đi, đi nhanh hơn được. Muốn sử dụng điện từ quang thì phải về Phật giới sử dụng. Vì thế á, mà từ cái tam thiên đại thiên thế giới đi qua chỗ kia rất gần à, thành ra ta mới điều hành. Vì thế mà Đức Phật A Di Đà ở trong cái thế giới Phật giới, ông mới điều hành cái hành tinh. Ông xin lỗi, ông đi có mấy giây tới đây. Ông vô, ông dạy gì rồi ông ra, ông về, ông về đó rồi. Bây giờ văn minh rồi, người ta mới hiểu. Ví dụ con ở Sài Gòn có tiền, con làm cái farm đâu, trên 30 thuộc đó, con nó về đâu. Bây giờ văn minh đi tứ đại, đi máy bay, sáng mơ, ăn sáng đây, ăn trưa trên 30 thuộc, rồi chiều về, đi bằng máy bay. Thấy không? Nó tốc độ bằng tứ đại mà nó còn vậy đó. Thì đối với mấy cái người nước ngoài sao? Bởi vậy cái đẳng cấp cái người nước ngoài mà giàu nhất là phải có máy bay, có tàu à, còn giàu gì thì chỉ không có máy bay, giàu tới tàu thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ à, con hỏi tiếp. Vị Phật tương lai ở trái đất này là Di Lặc, và Ngài hiện đang giáo hóa ở cõi trời Đâu Xuất Đà. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát Thường Hộ Minh ở cõi trời Đâu Xuất, thì có giáo hóa giống như Bồ Tát Di Lặc không ạ? À? Tất cả những vị Phật mà muốn hiểu cái này phải lên cõi trời Đâu Xuất học, mà phải làm con của vua hoặc là tổng thống cái nước ở nước này nè, có mới cái đủ lực. Con bây giờ con muốn đi học nước ngoài, con nhà nghèo sao đi, phải là người già giàu đủ sức cho con đi. Thì con muốn đó là tự con làm. Bởi vì con nghe lịch sử của Thái tử Tất Đạt Đa sao, 55 sau ông A Nhiên Đằng nói bây giờ ông ở đây phải tạo phước đức, không mấy không có xài cái gì á, 50% giao lên trên cõi trời Đâu Xuất đó, làm con của Thường Hộ Quân đó. Rồi xuống đây còn dư xài hết rồi đem xuống đây làm con Tịnh Phạn. Vì ra Tịnh Phạn mà con ra tu thì người ta mới yểm trợ, chứ con Tịnh Phạn mà nghèo quá nó không đây. Ông đi ra tu, ông sử dụng cái phước đức ông để ông tu, chứ không phải là ông ngồi đó, ông ngồi gốc cây mặc áo quần áo rách rưới, đâu phải đâu. Đây là cái diễn tả của người sau thôi, chứ đã ta tu bằng phước người ta mà, xin lỗi, ăn uống á, nói cúng chứ chưa chắc là ông ăn ngay đồ cúng đó. Nó cho biết bây giờ nói ra nó thẳng rồi. Thế thì ông cũng đi xin về thôi, nhưng mà điều khi ăn có đem về, nhưng mà khác, hậu cần đưa lên cái khác. Và ai làm chứng cái này, nó ăn bằng phước mà. Rồi người ta nói này kia nọ, chứ bây giờ đó cái bàn này ăn thì ông ăn, sự thật là cái hậu cần đưa lên riêng, rồi là ai biết. Nhưng mà trong kinh nói để cho nó hòa đồng thôi, chứ ông tu bằng phước, con có vua đi tu mà chứ chuyện giỡn. Chứ mình con dân đi tu thì thôi có dạng lấy vua mà triều đại ổng mấy trăm năm chứ đâu phải nhỏ đâu. Thì ổng có mấy chục năm làm sao mà triều đại ổng không nuôi ổng nổi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Con đọc quyển kinh An Vị Phật của Thiền Tông, đọc lần thứ nhất con cảm thấy rất là buồn tủi, nước mắt con rơi một cách tự do lúc nào không biết. Lần thứ hai cũng như vậy, cảm giác như con bơ vơ không biết đi đâu, về đâu và làm gì. Dù con đọc mấy lần tiếp theo hiện tượng đó vẫn còn. Con rất bình thường, duy chỉ lúc đọc kinh An Vị Phật Thiền Tông là như vậy. Nếu có duyên xin phép bác giải thích hiện tượng đó giúp con cảm ơn bác. Mình phải hiểu thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Tất cả mình đọc nó phá âm và phá dương lên, thì nó mới con người trong mình là gì? Con người mình là âm dương. Nó phá được cái dường như nó cảm xúc, nó chảy nó mất. Đó là quy tắc vật lý thôi. Vì thế mà kính chơi thế nhân thị chuẩn tiểu trần tông tư ngụ tộc võ tử một số được nhắc lại sau. Tạo công đức ứng cập à như thế nào? Lặp lại. Tạo câu một là tạo công tử alo à, tạo công đức từ nghiệp là cận tử nghiệp là như thế nào ạ? Rồi đó được rồi, biết rồi. Tạo công đức cảnh tử nghiệp phải không?
Bây giờ trước khi mà cái vị đó kết đó, 3 ngày ông thần báo cho biết rằng sẽ đi đâu á. Nếu mà đi về Phật giới thì nên nghiêm trang về. Còn nếu mà đi lên giảng sanh mà muốn về Phật đất thì tốc tắc phải tạo công đức liền, muốn về Phật giới. Thứ nhất, mở cái an vị Phật ra trước để chi? Để nó xóa cái âm lực ở đây. Rồi bắt đầu á, con cháu trong gia đình tìm cách tạo công đức bằng cách là mời người ta đến nghe diễn đàn giải đáp, hay là tất cả những cái gì mà mình thích á, mời đến đây nghe. Trong vòng 3 ngày phải tạo được một phần công đức thôi, để chi? Để nó mở mắt Phật nhãn ra mới về được. Không, trong 3 ngày này không mở Phật nhãn hoàn toàn không về được. Nó đi theo cái quy luật mà ông thần đã báo trước mình đó. Nó không tạo công đức này thì nó có cái tạo công đức như thế nào? Thứ nhất, để cái an vị Phật mở ra để nó phá đi cái âm lực đi, phá cái dương lực, cái âm lực trái đất này. Thứ hai, mở ra những câu hỏi. Đặc biệt bây giờ câu hỏi ta đi vào chiều sâu rồi đó, thì hỏi để xoáy vào đi. Đề nghị những người đến nghe thì cố gắng nghe câu hỏi này dùm coi thế nào, rồi góp lại cho cái tổ chức của mình á. Ví dụ mà 20 người mà có 2 người góp rồi thì chắc chắn có công đức rồi. Nếu mà thuận đúng là chắc chắn có công đức đó, mà phải cố gắng như vậy mới được. Rồi sau đó thì tôi nói là tất cả những người tạo công đức có, thì cái ông có 3 ngày chết nó sẽ lùi lại, tùy theo cái công đức của mình nó lùi. Thời gian không nói được, có nhiều người lên mấy năm luôn ạ. Còn nếu mà nó nói bệnh về ung thư á, thì nó cũng có thể kéo ra được nhưng mà không dài. Còn các bệnh khác đều hoàn toàn nó xua được hết, chỉ trừ ung thư viêm nhiễm là hoàn toàn không phá, bởi vì đây là cái di trùng mà nó phá bằng di trùng vật lý, nó khác. Còn nó phá về vấn đề cái tuổi già đó, thì bảo đảm cái nó sẽ kéo ra vài năm không thành vấn đề, nhưng mà với điều kiện phải là tạo được công đức đó, tạo công đức cảnh tử nghiệp phải tạo cho nhanh, chứ không có ngồi đó mà lơ là không được. Mỗi một ngày qua là một cái, nếu mà anh tạo ra anh có rồi anh vô đình vô miếu vô chùa danh lại nó mất rồi đó, rồi là đạo thần. Sau này ông mất á, thì thế hệ sau nó chuyển thành ra đạo tiên, hiện bây giờ chuyển thành đạo Phật Hòa Hảo. Là gì? Vì hiện giờ đạo Phật giáo Hòa Hảo tu niệm A Di Đà Phật, chết giảng sanh lên Tây Phương Cực Lạc sống. Nếu bởi vì đạo Hòa Hảo nó đi qua 3 cái thời kỳ. Đầu tiên là thần, rồi sau này là tiên, bây giờ gọi là Phật. Giờ phải hỏi vậy. Bởi vì mình phải hiểu là còn khi mất, hồi xưa thì ổng đi năm non bảy núi ổng sống. Bây giờ ổng chịu, ổng về Cực Lạc rồi, cái đạo Hòa Hảo đã chuyển về Cực Lạc rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao người thường tu càng thấy người càng ác, thấy người càng... Tại sao người tu theo Thiền Tông càng đi thì tánh người càng ác và tánh người càng mạnh? Cái câu hỏi này sai. Là không có đi, càng tu càng sai chứ không phải càng đi. Nhớ là càng tu càng sai. Nên nhớ một điều, mình tu trong cái thế giới vật lý, mình tu thì nó cái lực hút âm nó hút dữ lắm. Vì thế mà nó đầu tiên mình nói, bởi vì người ta chết vì cái tu Thiền Tông tu sai này. Mấy người ta tưởng vô tu Thiền Tông bắt đầu nó phát triển rồi người ta đi cao, càng tu anh càng chết, nó vướng về vật lý liền. Âm dương nó hút lại nó không cho. Vì thế mà nên để ý này, tất cả những người mà tu Thiền Tông mà ở chung chắc chắn nó phát ra cái ác liền. Người này nghi người kia nghi người đó. Nên nhớ là ở chung là bị cái chỗ này, phải cố gắng. Tôi không nói, nhưng mà tại giờ hỏi thì tôi mới nói. Nếu anh tu Thiền Tông mà anh tu anh phát ra cái ác liền, anh có thể kêu bằng khử đấu phương luôn đó, không phải nhỏ đâu. Nó thành ra kêu bằng Thiền Tông mà càng tu càng sai, chứ không phải càng đi gì, đi có làm gì đâu càng sai. Càng tu càng sai là vì nó phát cái lực âm nó hút, rồi nó làm nó xấy cho nó, bởi vì nó xấy rồi cái tưởng mà nó phát ra bắt đầu tiêu diệt cái đối phương liền. Không khéo đi Thiền Tông, không khéo nó sẽ làm hại người khác. Nó phải hiểu cho rõ này này. Thành ra khuyên cái người tu Thiền Tông phải buông tất cả, phải hiểu được cái nguyên tắc đó, còn nếu không phải còn chết rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Tại sao con người xấu thì chết,
Tại sao con người nghĩ xấu thì rất dễ mà nghĩ tốt và làm việc tốt thì rất khó ạ? Nghĩ xấu là đương nhiên, thế giới này là thế giới gian ác thì đi theo cái bạn cái con người đó. Ở đây anh dơ nó dễ chứ sạch nó khó lắm, đụng cái gì nó cũng dơ à, thì đi theo cái chiều vật lý thì nó hợp với nó. Còn đi mà lên làm phước thì đương nhiên là nó phải đi thanh cao hơn, thì có ai chịu đâu. Đó, vì thế mà anh đi theo cái chiều mà ác đó là đúng, với thế giới này nó đồng ý cho anh. Còn đi mà để mà thiện khó lắm, nó khác là vậy. Đúng rồi, thế giới vật lý có nghĩa là tất cả mình đi là nó phải kéo vô sức nặng, mà vì đi nó mới mệt. Còn đi mà không mệt thì làm sao đi theo cái chiều vượt ra. Thế giới này nó không chịu, nó hút mà. Theo quy tắc vật lý điện từ âm dương nó hút lại, là anh phải càng đi càng mệt thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Đi âm mục và các người âm ở cùng trên mặt tinh không không? Địa ngục và các người âm có ở cùng trên mặt đất với nhau hay không? Mình muốn hiểu cái địa ngục là cái gì thì mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Cái con người mà sống địa ngục là cấu tạo bằng cái gì? Bằng điện từ âm dương, âm rất nhiều. Mà sống ở đâu? Sống ở đấy này nè, mà mình không thấy đâu đâu. Giờ tôi đưa thí dụ này mới hiểu được. Thí dụ con người của mình là một thước sáu đi, thấy không? Mà cái trung ấm thân mà nó mang về địa ngục á, một ký nó đi trên trái đất này lún xuống một thước, mương 18 sao 18 cái âm á, 18 ký á, nó rớt xuống mất luôn cái đầu luôn, rồi đi đâu? Đi trong lòng đất luôn. Rồi sao? Mà trong lòng đất á là cái nơi là cái điện từ âm nó quậy, thì con người sống trong cái lòng đất á, tiếng vang nó dữ dội lắm. Mình ở đây là tiếng vang không khí nó không nhiều, mà tiếng vang trong lòng đất nó dữ dội. Thành ra người xuống ta rất khổ, đi đụng cái gì nó cũng la sùm trong đó. À, thì ta nói là thì vì thế mà các chùa nó nói là trong địa ngục có này có kia là có, chứ không phải, nhưng mà nó suy diễn sai. Chứ Đức là con người đi dưới mặt đất, người địa ngục là đi dưới mặt đất. Nếu anh ở tầng thứ 18 không thấy cái đầu anh, mà anh ở cái tầng thứ 16 á, thì cái đầu anh thấy á. Ví dụ tôi nói là mà 16 kg, mình 16 kg thước 6 đi thì mình còn thấy được chút xíu. À, mà nếu mà từ địa ngục mình mới từ thứ 4 thì giờ mới xuống có 4 thước thôi. Mình 10 thước 6 thì được, còn xuống được mấy tấc. Đó là nguyên tắc của cái địa ngục này. Đây là chứng minh bằng khoa học, chứ không phải mà nói địa ngục là cái chỗ đó này, cái không phải đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng mình ở đây, mình sống bằng tứ đại, mình ngồi ở đây 100 người nó chặt, chứ đội điện từ 1 triệu cũng không thua vậy. Thì mình hiểu ra, giờ khoa học nó văn minh lên rồi, 1 triệu cái điện thoại mà mở ra đây nó cũng đâu có, nó đâu có sai đâu. 100, 1000 cái tivi để đây nó cũng ra hình ảnh nào ra hình ảnh đây. Đó mình mới hiểu cái thế giới vô hình nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Chúng người ác đổ sự thật con người và thật tư cái này thì có công không? Giúp người khác hiểu được sự thật con người và sự thật nơi trái đất này thì mình có công đức hay không ạ? Không, phước đức. Mình giúp người ta hiểu. Bây giờ nè, muốn có công đức thì phải dẫn người ta về Phật giới, hiểu, đi về Phật giới, thấy không? Chứ còn giác ngộ không có công đức mà chỉ có phước đức thôi. Mà con người đó nó hiểu rồi người ta đi được á. Bây giờ người ta chưa đi nhưng mà chắc chắn ông thần ông thấy cái tương lai ông này sẽ về đó, thì con có. Nên nhớ rằng con giác ngộ không hoàn toàn không có công đức mà phước đức thôi. Nhưng mà phước đức nó nằm ở trong cái ghế mà nó thiên về cái công đức. Khi con về nó biến thành liền, nó chuyển. Khi con về trung ấm thân, tất cả cái phước đức này nó kéo về trung ấm thân hết, để chi nó tạo thành một cái công đức để về bển mà làm gì Phật to chút vậy đó. À, phải hiểu, người ta hiểu. Giống như bây giờ con đưa người ta chén cơm, ta chưa có ăn nào ta đã cầm đó, thì đó chừng nào bắt đầu ta ăn bắt đầu có phước đức. Khi nào ta sử dụng đúng thì bắt đầu công đức con mới hiện được, chứ giờ đưa người ta chưa ăn mà làm sao con no được. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao người chửi Đức Phật tồn tại không ăn thì kinh tế pháp luôn? Tại sao người chửi Đức Phật tội lại không nặng bằng người khinh chê pháp môn Thiền Tông?
Bây giờ cái nguyên lý thế này, ông Phật là ai? Ông toàn năng toàn giác. Mình chửi còn dính chứ ông chửi có dính gì đâu. Mình chửi còn thấm chứ ông chửi không dính. Thì đối với ông ăn thua gì. Nhưng mà có một cái điều thế này, nó khó quá chỗ này. Tất cả những vị Phật đứng ra giảng pháp hay đi ra di hành thì tất có ông thần Kim Cang, ông đi theo. Giống như mà chủ tịch nước đi thì có cái ông hộ vệ, ông đi theo. Ông kia nói gì đó, ông kia chửi gì, ông thần Kim Cang lấy cái chài gạt nhẹ lại thôi. Thì cái tiếng đó nó phải trở lại cái nơi xuất phát. Rồi sao đây? Mình đánh người ta 1 kg thì nó bằng 1 kg thôi nha. Mà nếu mà thần đánh 1 kg gia tăng 10 lần, chết đất đắc thì tử được. Tùy theo, nếu mà cái tiếng khinh chê mà trở lại người đó, mà nếu nó xuất phát vô cái chỗ nào là mình chết chỗ đó. Nó trúng cái dài thì thôi, nó ê vài bữa nó bầm nó hết. Mà quất vô cái tim mà sao vài bữa vô nhà thương không biết bệnh gì đó. Vì thế mà nó khó cái chỗ này nè. Cái thiền tông này là 10.000 năm nó mới ra một lời mà rất quý mà không chịu biết. Rồi khinh chê, rồi sao đây? Luật nhân quả, anh tạo cái gì thì phải hại hái cái quả đó. Và luật nhân quả có nghĩa là bây giờ thiền tông ra đời mà nó phổ biến ra mà anh khinh chê xin lỗi 10 ông Phật nó ra đời cũng chưa. Bởi vì nó đi xa mà. Bởi vì nguyên tắc vật lý đưa tới mà anh không xài, nó sẽ quăng ra một cách thật lớn. Là ai? Là thần thực thi nhân quả. Cái thiền tông này mà mình nhìn thấy được là còn bao nhiêu đời mình tới mình mới gặp. Rồi bây giờ ông ấy thì thần quăng đi ngược đi, rồi đâu, rồi biết đường đâu. Thì ông Phật nói cái người mà muốn tìm cái quyển, cái thiền tông này giống như con rùa mù đi tìm. Mà tìm được rồi người ta đưa mà rồi không chịu rồi sao, thì nó quăng. Vì thế mà có cái chuyện luân hồi mấy chục tỷ năm trong trái đất này. Bây giờ mình thiền tông ra đời mình không trở về Phật giới thì đi đâu rồi, bắt đầu tạo nghiệp khác rồi đi rồi. Mà trái đất này 45 hành tinh nó quay nó kiểu nào mình đi đâu? A Di Đà là mỗi 10.000 năm ông Phật ra đời lên gọi trời hữu sắc vô sắc gì đó 10 ông mà lên trển mà ở cái tới lui hoài 10 lần rồi ra bao nhiêu? Nó khó cho nó. Vì thế mà ông Phật chê ông không ông thua, ông đâu có dính gì đâu mà sợ, ông mình đâu có tội với ông đâu ha. Mà nó nhất là khinh chê cái thiền tông này, nó đẩy một cái lên là mình đi luôn đó. Rồi mình lăn luân hồi mà theo quy luật luân hồi là phải đi luân hồi hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao tu theo pháp môn thiền tông cốt để thành Phật mà tất cả các pháp môn khác thì không thành Phật được? Thì các pháp môn tu là vật lý. Pháp môn một là tu gì? Tu 33 vải pháp, quán thành 37 pháp. Hoặc là cái pháp câu sâu nhất là A-la-hán thành hết. Ví dụ bây giờ tu dẹp vọng tưởng, hết vọng tưởng thì ngồi cái ông không vọng tưởng, chứ đâu có tu thành Phật đâu. Còn muốn làm tu mà làm giảng sư đi kiếm tiền là làm sao thành Phật được. Tu đại thừa thành ông kỹ sư kiếm tiền làm sao thành Phật được. Tu tịnh độ lên trời hưởng sung sướng làm sao thành Phật được. Tu niệm chú thành thần làm sao thành Phật được. Thiền tông nó có 2 con đường. Tu để giác ngộ là biết. Muốn học muốn biết ở đây là cứ giác ngộ hoài, năm đời này đời kia giác ngộ hoài. Còn muốn giải thoát phải đi một bước thứ hai là trở về Phật giới. Bây giờ tu thiền tông mà nếu mà tu về giác ngộ đó, đó rồi đa số hiện giờ người ta tu nè, tự giác là mình hiểu, giác tha là giúp người kế bên hiểu, là giác toàn giác viên mãn là nhiều người hiểu như mình, không chỉ hiểu thôi mà không chịu tạo công đức ngồi đây muôn năm, cứ giác tha giác hạnh viên mãn rồi đời này đời kia cứ làm như hoài. Làm sao muốn về Phật giới phải đi qua con đường khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Có giáo hội mới công bố được giáo lý, con thiết nghĩ
tại sao giáo hội lại không thử cho công bố để xem trong đó nói những gì ạ? Bây giờ phần này nói đúng là nếu mà tôi nói ra nó cũng không đúng, mà hỏi cũng không đúng, thì hỏi giáo hội chứ sao hỏi tôi. Cái đạo Phật này là sáu pháp môn người ta đã tuần tự rồi. Nếu giáo hội muốn nghiên cứu thì từ khi tôi ở trong giáo hội phải nghiên cứu cái này, nha. Còn bây giờ tôi ra giáo hội rồi thì giáo hội cũng đâu có làm được đâu. Tôi chừng nào mà tôi thành viên giáo hội thì giáo hội mới làm được. Bây giờ tôi đâu còn thành viên giáo hội nữa. Mà bây giờ á, tất cả các chùa Việt Nam 17.564 ngôi chùa gì đó tu để làm cái gì? Có ai để giác ngộ không? Đâu ai giải thoát không? Chùa nào vô cũng cúng, chuyên cúng, rồi chuyên tụng, chuyên lại, chuyên cầu sinh, rồi chuyên ngồi thiền, rồi chim xin xăm bói quẻ, có chùa nào tu quấy đâu. Thì làm sao mà tiếp cận cái này được? Bây giờ cái quyền ký ra mà còn cấm, còn không cho tái bản thì hỏi chứ làm sao có giáo lý, đề cập đến giáo lý được. Giáo lý gọi là giáo lý, gọi là xé toạc vô minh luôn. Thằng ông kia nó xé 60% thôi, còn 40% ông này xé tiếp á, mà dám một. Thì giáo hội bây giờ, thì bây giờ nếu giáo hội muốn thì cứ liên hệ tôi đồng ý thôi, đâu có sao đâu. Nhưng mà trước khi xem cái giáo lý này, xem để làm gì, xem để công bố ra ha, để biết hoàn toàn tôi không nói. Cái này không có được, không có cái lực đó. Một, cho ra, muốn tinh hoa đạo Phật ra thì phải tinh cho ra bằng tinh hoa của giáo lý. Chứ coi rồi bây giờ ông biết, ông học rồi, rồi ra ngoài ông nói tầm bậy bạ nữa. Muốn coi cái quyển giáo lý này thì phải có cái biên bản giữa chính quyền, giáo hội và nhiều người làm chứng. Nhưng mà tôi muốn đưa ra này tôi không phải đưa hết đâu. 100% tôi đưa từ chi tiết một. Ông họp với tôi đi. Số 1, ông thông qua không? Biên bản, rồi từ từ tôi mới đưa ra. Đâu phải mà đưa giáo lý, đưa một cái trục, không có chuyện đó đâu. Chính ông Phật không công bố cái này được ra, thì ông Phật Thích Ca này, ông cũng bảo không được, đóng rồi đây con, gửi về cho, về không gian, rồi chuyện là ông A Dật Đa đó, ông lấy ông làm lợi. À, thành ra nói về giáo hội thì thôi, mình không ấy đâu. Cái đó thì, nếu còn có thì còn hỏi trực tiếp giáo hội, giáo lý chùa Tân Diệu đang có, ông muốn xuất bản không? Đó, ngoài Hà Nội gần nhất đó, ở 73 Quán Sứ, phố Quán Sứ Hà Nội đó, vô đó, chùa Quán Sứ đó, vô hỏi đi, tụi con đó sát bên đó, vô hỏi. Rồi hỏi tiếp đi. Tại sao sống trong thanh tịnh hoài, coi chừng điên? Sống trong thanh tịnh hoài, coi chừng bị điên. Đúng rồi, thế giới vật lý mà, thế giới lớn nó quay, anh phải quay theo. Bây giờ suy nghĩ đi, thành phố xe đang chạy ào ào, cái anh thanh tịnh nên đi qua đường đi, nó đụng văng anh chết, rồi 5 phút sau anh chết, chứ đừng nó điên. Thế giới vật lý phải sống theo vật lý, chứ làm gì ngồi nó thanh tịnh. Giờ tôi suy nghĩ vậy nè, nguyên cái vùng người ta ra làm ăn, sớm ơi người ta ra đồng, nếu ở nông thôn người ta ra đồng, người ta làm, người ta vô xí nghiệp, nhà máy, còn ngồi đó thanh tịnh đi. Nó 12 giờ trưa nó về nó chỉ vô mặt một điên nữa ngầu hoài vậy. Thấy không? Thế giới vật lý phải sống theo thế giới vật lý, hiểu mới được. Trời người ta đi làm mình ngầu đó thanh tịnh, mình có điên không vậy? Nó nói mình điên là phải rồi. Giờ hỏi tiếp đi. Người tu Việt Tông có nên tính toán trong làm ăn không? Người tu Thiền Tông có nên tính toán ở trong làm ăn hay không? Sao không tính? Không tính đói sao? Anh kinh doanh gì mà không tính, anh lỗ anh chết luôn á. Thiền Tông lập tin thực tế. Làm cái gì? Tôi nói thiệt là làm công đức cũng phải tính nữa chứ đừng có nói mà kinh doanh. Ví dụ công đức như nè, tôi có quyển sách mà chọn cái ông kia, bây giờ nó chỉ coi là ơn truyền mà ông kia, truyền đi. Mình tính á, tính cho truyền để chi? Truyền đăng tục diện, truyền là truyền đi, đăng là cái đèn sáng, tục liên tục. Thì để cũng một cái, một cuốn sách nhưng mà tìm được 10 điểm. Còn cuốn sách mà mình không trí tuệ mà không tìm, có người thôi. Mà người đó nó quớt cái thôi, nó chỉ coi được rồi coi giúp tôi trả lời, không phải được đưa qua bà A bà B vậy đó. Mình phải trí tuệ, phải tính, chứ không tính sao được. Thiền Tông nói phải gì phải ra cái nấy. Mà thứ nhất phải bằng trí tuệ.
Tu thiền tông bằng trí tuệ, còn tu mù thôi đừng có tu. Nếu tu mù đừng có vô thiền tông chứ cho nó mệt. Vô ra vô rồi còn phá hoại thiền tông nữa. Và thiền tông nó rất quý, mà mình vô mình phá hoại nó rồi sao đây? Rồi hậu quả mình như thế này đây. Rồi vô rồi xưng ông này bà kia nó còn chết nữa. Thấy không? Đừng vô, thôi đừng vô. Thì mình cứ cúng tụng cầu xin làm gì đó. Nhà nước cho mình làm gì mình làm đấy. Muốn cúng thì nãy tôi nói là bãi cái chương trình để nhà nước cấp giấy cúng liền. Không, nhà nước không có tha cái gì, nhà nước không có khắc khe mình với cái gì đó. Ha, muốn cúng cái gì cầu sau cầu an gì cầu trên trời nhất, nhà nước cho hết, với điều kiện phải có bản cam kết sau cùng. Tôi lừa người ta tôi bị tội lừa đảo, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Tạo công đức mà chấp ngã thì những công đức trước đó mình tạo có bị bôi đen hay không ạ? À? Bây giờ anh chấp ngã thì anh còn nhỏ, anh tạo công đức bị bôi đen hết. Anh không chấp ngã ông thần cũng bôi để cho anh sống trong thế giới này thôi. À, còn ông chấp ngã thì ông thần đỡ mệt chút thiếu thôi. À, còn nếu mà bởi vì tạo công đức mình nên nhớ rằng mình phải chập chừng mình coi cái tuổi cái sức khỏe của mình đó. Mình ăn thua là cái giờ ngày mấy ngày chót á. Tất cả thế giới này có đều phải bôi, có phải đâu, giống như là anh có cái gì đi ra bụi nó bám hết liền. Anh không bôi nó cũng bôi. Còn nếu mình chấp ngã thì tốt, cho đi sớm chút. Nhưng mà để dành cái này để dành chứ đâu phải mà chấp ngã là mất. Có nghĩa là công đức bôi đen không phải là mất. Công đức bôi đen để mà an toàn sống trong thế giới vật lý này. Rồi con hỏi tiếp đi. Người khinh chê pháp môn thiền tông thì phải trải qua bao nhiêu đời Phật thì mới gặp lại được ạ? Thế này không ấn định bao nhiêu đời, mà tôi nói thế này nè. Trong kinh Đức Phật nói con rùa mù ở biển khơi mà nó bò lên núi Hy Mã Lạp Sơn á. Cái núi Hy Mã Lạp Sơn là cái nơi gì? Để cái thiền tông này nè. Nói cái hình thể cho biết. Nó bò lên tới trên này rồi nha. Thì cái ông thần ông đưa đây là cái này cái thiền tông giải thoát đó, thầy mày đọc đi rồi mày về. Mới vừa đưa ra ông chửi rồi sao luật nhân quả quăng liền, rồi mày chê phải không, tao quăng một cái ra Thái Bình Dương luôn đó, rồi mày xuống dưới bò đi tiếp đi. Rồi hỏi chừng bao lâu nó sẽ gặp nó lại cái này, đó là thuyết nhân quả bất tư nghì không thể nói được. Thì bây giờ ông hỏi cái con rùa đó là chừng nào mày gặp được cái này. Lên rồi, thấy rồi, không xài, dục. Thì ông kia không được thì tôi quăng nó về trở lại. Trở lại rồi chừng nào mày lên đó thì mày kìm đi, tìm mình tẹo lên làm tiếp. Rồi hỏi thời gian bao nhiêu. Thời gian bao nhiêu. Cái ông Xá Lợi Phất sống 3 trái đất, 4 trái đất. Sống 4 trái đất này là có nghĩa là 10 tỷ năm 3 lần chứ trái đất thứ 4. Mấy ngàn năm sau mới gặp. Thì hỏi vậy chứ bây giờ thời gian sao gặp cái này đây. Mà ông Lợi Phất chứ không có, ông đó không có chê nha, mà chỉ ông chấp ngã nó là vậy. Còn bây giờ chê rồi tính sao. Nhân đi, nhân con số làm sao biết rằng cái chê thiền tông rồi chừng nào gặp lại. Cái đó là tự mình biết. Tôi đây tôi chỉ sử dụng là bất tư nghì, không thể tính toán được. Rồi con hỏi tiếp đi. Cái triệu chứng của người bị thần kim cang đánh trả là như thế nào ạ? Bây giờ đó, tất cả những người mà lại nghe cái thiền tông á mà có cái ý khái niệm khinh chê, tự nhiên mình ngồi nghe nó rung mình đó, ổng đập mình đó. Cái tự mình nó rung mình rồi nó nhẹ khác nó nặng khác rồi tùy theo cái thời gian. Mà trong cái bài gì mà cái bằng sám hối đó tôi đã nói rồi, trong 30 ngày phải làm cho đúng, còn không đúng hôi nhị tì luôn. Đó là nghĩa là đánh tùy theo cái rùng mình của mình nó nằm ở chỗ nào. Rùng mạnh rùng nhẹ có nghe nó rợn tóc cái ha. Rồi nhiều nghe tự nhiên nó nhức, nó đau vậy rồi cái đó bị. Nhưng mà nên là trong lúc trực diện. Còn đi ra đường không có nha, ra đường không có cái này. Duy nhất là nơi giảng pháp và chùa thiền tông thôi, chứ còn chùa vật lý chửi ông tối thoải mái luôn. Chùa vật lý có ông thần kim cang nào đó, ông thần hộ pháp thôi. Chùa vật lý là ông thần hộ pháp thôi.
chứ không phải kiên cao. Hộ pháp là pháp gì cũng hộ được, là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa là ông hộ pháp. Pháp đó đó, cái pháp vật lý. Còn đây chùa, chùa Thiền Tông là thần Kim Cang là bảo vệ Thiền Tông. Nên nhớ rằng thần Kim Cang bảo vệ Thiền Tông, thờ hộ pháp bảo vệ kinh vật lý. Rồi câu hỏi tiếp. 100 người truyền miệng của Bố Thí Chúa về, tại sao Thiền Tông lại có tiếng thế? 100 người được truyền thiền mà chỉ có một số ít được về Phật giới, tại sao Thiền Tông lại khó đến như thế? Bây giờ nói 100 người, 5 người sẽ hiểu. Đó thật là bây giờ khi mà hồi xưa ông Phật mà nói về pháp môn này, ông nói rất khó, tôi không tin. Mà khi bây giờ mở ra rồi tôi mới tin. Toàn dân Việt Nam không người nào đồng ý cái này hết. Tôi xin lỗi, ngồi tại đây cũng chỉ có được 5% thôi. Tại đây đó, chứ đừng có nói gì. Bây giờ nghe vậy chứ sự thật về làm không được đâu. Nó khó là gì? Thế giới này là cái thế giới âm dương. Thiền Tông nó phá âm dương. Vì thế mà cái người tu cũng không chịu nổi, mà không tu cũng không chịu nổi. Mà thứ nhất á, tu thì ta tu về thần thánh á, thì ta chịu không nổi. Thì nó khó, cực kỳ khó. Có nghĩa là ông đem cái ánh sáng này vô thì tất cả thế giới vật lý nó bị xóa hết, không ai đồng ý nổi đó. Thì bây giờ mình mới thấy khó. Hồi xưa mình đọc sách mình nghe nói nó khó, mình không biết đâu. Nhưng mà giờ mình thực thi rồi mình mới thấy khó khủng khiếp. Bây giờ đây, đem người ta đang cắt cái chùa, người ta to thì người ta đang cái gì, người ta hành lễ, con vô con đưa nói mấy tiếng thôi coi. 5 phút sau con chết liền. Chứ đừng có nói. Người ta đang, mấy ngàn người ta đang lại đó. Con chỉ vô đứng đó, đừng có lại. Rồi sao, con chỉ giải thích một cái thôi. Sống nổi không? Nó thực tế vậy đấy. Đó. Thôi con hỏi câu khác đi. Tại sao các nhà khoa học lại tính pháp tinh thần chung tại sao các nhà khoa học lại thích pháp môn Thiền Tông và ca ngợi pháp môn Thiền Tông đến tột cùng ạ? Thì đúng rồi, người ta thấy khoa học thực tế rõ ràng ta thích. Còn những cái mù mờ ta không thích. Đã nhà khoa học mà thì trong văn học có nói thế này: đạo đức thuần tinh, khoa học thuần hiểu. Vì người ta thấy cái thuần hiểu này là ta rất đúng, nên người ta mới thích cái Thiền Tông này. Mình phải tu trên trái đất này phải hiểu khoa học là cái gì, tôn giáo là cái gì. Tôn giáo thuần tinh, khoa học thuần hiểu thì mới hiểu được. Người ta thấy đúng quy tắc vật lý của nó thì người ta tin vậy thôi. Đó là tự nhiên. Vì thế mà nhà khoa học nó mới nói là đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa của đạo Phật và tinh hoa của nhân loại luôn. Thì cái danh từ này thì chỉ nhà khoa học, nhà vật lý học và nhà trí thức người ta mới chấp nhận thôi. Còn nhà mê muội không học, còn nhà cúng không học, nhà thần không học, không thích. Đúng là nguyên tắc vật lý của nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Đến thời mạt pháp, con người sẽ ác đến cùng cùng. Ai đáp đến những giả pháp có giết. Con hỏi tại sao như thế? Đến đời mạt pháp, con người sẽ ác đến tột cùng. Ai nhắc đến hai chữ giải thoát có thể bị giết. Cho con hỏi tại sao lại như thế? Bây giờ đó, cái đời mạt pháp là vật chất nó lên khủng khiếp lắm. Bây giờ nó phá một cái, hồi ngày xưa con cắt cái nhà lá đó, nó chửi con thôi, mà giờ con cắt nhà lầu 10 tầng sao, con phá rồi sao, nó giết con liền. Đó là nguyên tắc vật lý. Thế giới vật chất càng nhiều thì cái Thiền Tông càng dẹp sớm. Bây giờ con theo đạo Phật Thiền Tông mà con có cái nhà lá đó thì không sao nha, mà con có vô cái nhà lầu con biết. Bắt buộc con phải dẹp liền. Cái gì nó phá vật lý mà, phá ít. Cái nhà lá nó đè con bị thương thôi, rồi cái nhà lầu nó đè con chết luôn á. Vì thế mà tất cả những người về sau người ta tu về tâm linh, mà phá tâm linh người ta sẵn sàng ta hy sinh với mình đó. Đó là thế giới vật lý để đi vào cái chu kỳ vụ diệt của trái đất này. Nó đi theo chu kỳ. Bởi vậy thành ra ông Phật nói khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3.000 năm sau,
thì trái đất này nó bị tiêu diệt. Tiêu diệt sự sống đó, chứ không phải bể đâu. Bể thì nó 10.000 năm. Bây giờ trái đất mình là 7.500 năm rồi, ở 7 tỷ. Thì mình biết là một trong trái đất này, trong cái bầu hoàng đạo một, nó có 6 trái đất hủy diệt liên tục. 10.000 năm một trái đất, 10 tỷ mà nó chia 12, 6, thì 1 tỷ mấy năm thì một trái đất nó bị tiêu diệt. Mình thì chưa, bây giờ bên kia đó nó sẽ có trái đất chuẩn bị nó diệt. Vì thế mà trời thiên dương giờ đang kêu bằng ổng tạo hành tinh vật tư 6-7 cái để phòng hờ rồi. Nó là mình đánh lộn, nó bể ổng đem lại ổng cho mình sống tiếp. Đó, mà nhiệm vụ ổng vậy thôi. Thành ra đời văn minh lên cao nó mới tiêu diệt được. Bởi vì nên nhớ rằng nè, cái thời đồ đá đó, mình vô trong hang á, mình lấy cái đá mình lập ken ken cái không thua vậy đó. Mà khi tới cái thời kỳ mà đồ rồng đó, nó xài bằng đồ rồng rồi ha, nó trọt đá bể luôn. Nhưng mà cái thời đời nguyên tử này nó không phải vậy. Nó thả cái bom bom ke xuống 50-60 thước rồi nó bung cái đất lên. Mà nước nào nó cũng làm vậy rồi thì đất làm sao chịu nổi đây. Đó là nó thí nghiệm từ ly tí. Cứ mà nó tổng hợp lại 2-3 thằng nó đập lộn nhau rồi làm sao đây. Khi làm mấy chục thước rồi nó bung đất lên mà. Cái đất này nó bay lơ lửng trong không gian, nó có chữa đâu đâu, mà nó nhờ cái sức hút của vật lý, của điện từ nó mới bay. Mà bây giờ tất cả đều làm cho nó rúng động hết thì nó sao nó chịu nổi. Trái đất nó quy luật theo vật lý, giống như con cái xe mình đang chạy nó cũng theo vật lý. Nó đang chạy xe đạp mà con chạy á, thì nó mới vững, còn ngừng lại sao? Mới vừa chạy chỗ kia nó đá cái rầm. mỗi thằng đá cái sao? Thì từ từ nó sẽ chết, nó sẽ bể. Giống như mình chứ, xe đang chạy thì để nó im. Lại kia thì giọng một cái, đằng kia giọng cái, phút 4-5 thằng giọng một lượt rồi thì xe làm sao sống nổi? Nó phải theo quy luật giết của vật lý. Không? Vì thế mà cái thời mạt pháp, loài người văn minh lên cao, vật chất dữ dội, trí con người cũng khủng khiếp lắm, thì nó phá mới được. Rồi con hỏi tiếp đi. Theo đạo Phật là có một chính quân, nhưng theo các quá có thể được tay. Theo đạo Phật là có một chữ buông, nhưng tại sao rất khó có thể buông được như danh lợi và bản ngã? Buông mà tại mình chứ đâu phải. Bây giờ con suy nghĩ nè, buông thế gian này là tất cả những gì nó hút cho mình buông. Nhưng mà buông nổi không? Mình tất cả vật chất chính như keo vậy làm sao mình buông? Giờ có đưa rồi quăng nó cũng ra nữa. Nhưng mà phải có cái ý chí mới được. Thành ra bởi vì tại sao Đức Phật cũng nói là 100 người truyền thiền mà có 5 người đi, 5-3 người đi thôi, là lý do hút vật chất, mà người ta gọi là hút vật lý, chứ sự thật sức hút vật chất khó buông lắm. Bây giờ này, bởi vì cái thuật buông á, tại người ta không có hiểu, ta tưởng là buông là bỏ hết, có cái gì phải giữ, nhưng mà thì tới cái ngày đi á, làm ơn buông luôn đi. Ngày mai đi thôi, bây giờ giao hết đi, buông chỗ đó đó mới ăn tiền. Chứ bây giờ còn đang sống buông là chết đó nha. Nhớ là ngày mai hay là 3 ngày, 4 ngày bác sĩ nó rồi 4 ngày nữa mày đi đó, rồi buông cho. Không phải buông mà buông lại cho con cháu nó giữ lại, chứ không phải đem ra ngoài đường dục. Mình phải hiểu cái buông là buông vậy đó, chứ không phải là đi dục, thấy không? Còn bây giờ con người ta sống mà trường thọ thì nó có cái này, vì có cái tưởng. Nếu ai mà lớn tuổi ai làm gì làm sống rất khỏe. Còn lớn tuổi rồi mà chấp đủ thứ hết trong nhà, con gà con vịt cũng nói thôi, bảo đảm không có gì, không có sống lâu đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Đạo Phật chuyên dạy giác ngộ và mắt cửa sau người nghe biết từ giác ngộ. Đạo Phật là chuyên dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao người tu nghe đến hai danh từ giác ngộ và giải thoát lại sợ và chửi? Giác ngộ là dương, còn giải thoát là đi ra còn mạnh nữa. Còn mà tu ở đây là gọi là tu âm. Mà tu tất cả đây là tu về đạo gì? Đạo thánh hết. Trái đất này tu về đạo thánh. Mà thánh là đối kỵ lại với cái giải thoát.
Thánh là để gì? Làm cho người ta thích cầu xin lại lục là thánh, hút qua trái đất này. Cơ bằng tu để kéo ở trái đất này, còn cái giải thoát là kéo đẩy ra ngoài. Hai cái thế cực này nó khác. Vì thế mà không ai dám rớ tới cái hai cái danh từ này. Phải hiểu nguyên lý. Tất cả người tu ở đây để ở trái đất này, hoặc là ở tam giới thôi. Còn tu giải thoát bắt buộc phải đi ra quy luật này, thoát ra ngoài cái quy luật này. Nó hai cái đối kháng. Mình tưởng đâu đạo, bởi vì mà khi mà Thiền Tông ra đời rồi mình mới nói rằng cái đạo Phật đó, nó có 5 pháp môn, 6 pháp môn tu, nhưng mà có một cái pháp môn tủ chỉ đi ra, nhưng mà chỉ được cái thời kỳ con người văn minh tột đỉnh nó mới chỉ được. Chứ hình xin lỗi hồi mà đệ nhị thế chiến đi, 3845 chỉ này cũng được, mới chứ mới làm có mấy trái máy bay rồi mấy cái súng thần công thôi, không thua vậy. Phải là con người đi tới thời nguyên tử, tới thời điện tử thì cái Thiền Tông mới nói ra được. Vì Thiền Tông ra đời nó phải kèm theo cái chứng minh bằng khoa học thì người ta mới hiểu được, mới tồn tại. Vì thế mà nó rất khó. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao có luân hồi? Tại sao có luân hồi? Luân là luân chuyển, hồi trở lại. Thì cái này ta đã nói rồi, trái đất quay 365 ngày nó trở lại chỗ cũ, gọi là luân hồi. Vì cái luân hồi này mà nó phát ra cái nhân quả. Vì thế mà cái trên bề mặt cái trái đất nó có cái lớp nhân quả nó phát ra. Vì thế mà con người ta trồng cái cây, nó phải lên cái cây ăn cái gì trên này, nó phải sống đấy. Và sống trên này là sống theo chu kỳ thành trụ quả diệt của luân hồi. 365 ngày trước mùng 1 Tết, 365 ngày sau cũng mùng 1 Tết, chống đi thầu. Mà nó trồng theo mấy dòng đó, nó trồng 100 lần là mệt cực rồi một đời người. Đó, nó luân hồi là nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhân quả do đâu mà có? Thì nãy nói rồi, nhân quả là do việc làm của mình. Trên trái đất này, anh làm gì cái nấy. Vì thế bất phận của nó là anh trồng lúa thì có gạo ăn, trồng mía thì có nước ngọt uống, trồng tiêu thì nó có cái cây. Nhân quả làm gì được nấy. Đi ăn trộm của người ta thì luật pháp nhốt. Giả dạng không phải thầy tu mà giả dạng thầy tu sao? Bị nhân quả kéo đi. Nhân quả hữu hình và vô hình. Hữu hình thì nói bằng thực tế, vô hình là nói không thấy. Nhưng mà bây giờ Thiền Tông nói là giải thích được tất cả vô hình và hữu hình, muốn nói hỏi gì nói. Đó là nhân quả. Nhân quả này nó có hai cái thuyết. Một là vô vi là không thuyết. Vì mình nói về hiển linh á, hữu vi là hành động con người, là mình ví dụ anh ngồi anh tu, anh thấy ngồi đó là thấy cái ông đó ngồi được lâu á, thì ông thiền sư đó, ông còn ông vẫn phát ra cái gì bên trong mình không thấy, thì ông nói là chứng cái này chứng kia đó. Đó là nhân quả. Nhân quả này nó có hai cái loại, một hữu hình và vô hình. Rồi con hỏi tiếp đi. Trái đất này do con người thôi, nó theo chu kỳ thành trụ hòa diệt thôi. Đồ đá không làm được, đồ đồng không được, tới thời nguyên tử nó phá liền. Con người lấy từ nguyên tử chứ đâu, con người phát minh từ nguyên tử. Chứ không có ông thần, ông thánh nào mà phát nguyên nguyên tử hết đó. Thì bây giờ đánh lộn nè, 10 nước đập lộn nhau đi, trái đất chịu nổi không? Bom nguyên tử nó xả đầy trên trái đất này thôi, thì tại thành đồ đá trong 5 phút sau. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thì nguồn gốc cái trái đất này, trời thế dương tạo, con người phá, ông tạo ông phá rồi, phá mà 10 tỷ năm nó phá tới 1 triệu lần vậy, nó đập trái đất này 1 triệu lần vậy đó, thì mới chết. Tại cái tánh con người nó là vậy mà. Nhiệm vụ tánh con người phải làm cho trái đất này tươi đẹp, xanh tươi và quý diệt đó. Nó cái luật của con, bởi vì trên trái đất này nè, mình muốn học đạo Phật là phải ngũ thú tập cư, 5 loài sống chung, mỗi loài có một cái nhiệm vụ, chứ không phải là nói chung chung. Thiền Tông chỉ đích danh ai làm cái gì, lý do gì người ta nói hết được cho mình nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Vạn vật trên trái đất này có để làm gì? Vạn vật trên trái đất này có để làm gì?
Dạng dạng có trên đất này là để tương tác với nhau. Mình sống ở đây, sống bằng cái gì? Sống bằng thực vật thì thực vật có để mình ăn. Động vật có để mình ăn. À. Mà mỗi cái loài đó thì nó hấp thu cái nhân quả riêng. Đó, con thần ở đây là cái gì? Là bọ. Thần ở đây ngũ thú tập cư. Thần có nhiệm vụ là quản lý cái trái đất này và đồng thời quản lý cái nhân quả của con người. Đó thần. Còn thánh người thì có bổn phận là làm cho tươi đẹp, xanh tươi, rồi tưởng tượng muốn làm gì làm. Còn ngạ quỷ thì nó chia nhiều đẳng cấp, nó rất nhiều cái nhiệm vụ của nó. Rồi động vật cũng vậy, thực vật cũng vậy, nó đa phú để nó tương tác cho năm loài sống chung trên trái đất này. Đó. Mình tưởng đâu là cô hồn đó, nó ăn á, thì mình cúng thì không ăn, chứ không ấy, nó ra cái mùi trái cây á, bay ra nó ăn, nó bay ra nó ngửi. Đó. Còn tại mình cúng rồi trận trọng rồi mời nó vô, chứ mình không cúng nó cũng thiếu gì nó ăn. Giống như mình ở đây hồi xưa đó, hồi xưa đạo Thiên Chúa đó, ông nghe dân bà già đẻ sanh ra đó, Đức Chúa Giêsu nói bây giờ trái cây muốn ăn gì ăn đi, đừng có làm sai Đức Chúa thôi. Thì muốn ăn gì ăn, chứ đâu có đi lao động như mình đâu. Muốn đói cái gì cũng có, bắt con cá lên ăn cũng được ha. Mà tại vì con người nó văn minh rồi bắt đầu nó sống theo cái thói văn minh thì nó làm này làm kia. Chứ trên trái đất này nếu mình làm đúng không cách nào mãi được. Nhưng mà tại vì cái tưởng con người mà hơn nữa cái phát triển mà theo cái thành trụ hoại diệt nó đi theo cái chu kỳ này để cho nó đúng theo cái quy luật của nó. Bây giờ đây thì thế giới này nó đúng theo quy luật vật lý, không ai nào thoát ra được. Ông Phật chánh gốc vô cũng không làm gì được cái này. Đó. Ông Phật vô đây chỉ mang thân người thôi, chứ còn không có thể mang thân thần được. Nó phải sống theo thành trụ hoại diệt trái đất. Vì thế mà trái đất này, cái gọi là quy luật vật lý của nó bắt buộc phải sống theo đúng quy luật nó. Giống như dynamo nó quay ra điện, nó phát điện, rồi từ mấy cái ông kỹ sư, ông muốn chế ra bóng này, màu này, màu kia là chị của ông. À, rồi đây, thế này gọi là kỹ thuật. Chứ nó, thế giới này nó quay thì nó sanh ra quy luật nhân quả. Rồi cái người điều hành nhân quả đó là ai? Giống như mình ở đây, tôi nói là dynamo nó quay nó phát điện, rồi do ông kỹ sư ông chế điện màu này màu kia làm gì đó, thì do nó đi sai tắt sao. Nhưng cái gốc của nó là do cái dynamo quay. Còn ở đây trái đất quay để cho nó tạo ra nhân quả, tạo ra luân hồi. Rồi mấy ông này á, mình muốn làm gì làm, ông thần muốn làm gì làm, quả quỷ nó muốn làm gì làm nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Hiện tại chúng con đang chọn, chúng con xin chân thành cảm ơn. Chờ về một giờ. Dạ. Hiện tại giờ đã hết giờ giải đáp ạ. À, buổi sáng ngày hôm nay chiều 1 giờ tiếp tục buổi giải đáp. Coi vậy. Dạ mời vị Đỗ Hành Thông đặt câu hỏi. Không rõ cái đèn cho sáng cho đó, sao rõ. Dạ, xin thầy cho con hỏi là kinh vô tự được làm từ chất liệu gì mà có thể tồn tại đến ngày nay? Kinh vô tự là nó viết bằng cái giấy đặc biệt, nhưng mà nó viết bằng cái chữ điện từ âm dương. Thì ra bây giờ đó, ngày xưa đó, Đức Phật nó có dùng cái thuật đưa cái giấy này đi theo. Nhưng mà nên nhớ là cái kinh vô tự viết giáo lý không phải là viết bằng một cái chân bản, mà viết bằng công thức. Người nào đọc được công thức mới dịch ra kinh vô tự. Nên nhớ là kinh vô tự viết bằng giấy, nhưng mà soi, muốn coi thì coi bằng điện từ. Mà ta viết bằng công thức, không phải là viết bằng cái dây gian giải trình, mà ta viết bằng công thức. Giống như con làm kỹ sư, con chỉ học công thức xây cái nhà, rồi con muốn xây cái kiểu nào đó là con xây ha. Chứ không phải nó viết tràn gian đại hải như mình đây đâu. Rồi là viết công thức
kinh Vô Tự là cái chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Có phải Đức Phật lấy cuốn giáo lý và các thứ khác trên nền văn minh không gian rồi viết lên kinh Vô Tự không? Cái kinh Vô Tự này bất cứ cái gì nó cũng nằm trên không gian hết. Tuy là Đức Phật đến lấy, nhưng mà khi đến, khi mà công bố ra cũng có một người lấy đưa ra. Thì cái này nó hơi bí ẩn, nhưng mà xét về khoa học không bí ẩn chút nào hết. Có nghĩa là bây giờ mình nói ở đây nó đưa lên không gian để dành mấy ngàn năm sau lấy ra vẫn xài được. Có nghĩa là kinh Vô Tự lấy trực tiếp từng không gian đưa xuống đây sử dụng. Còn cái chuyện mà nó đi dòng theo thiền tông là cái chuyện khác. Cái đó là nói cho biết rằng kinh Vô Tự nó đi theo dòng thiền tông, chứ sự thật lấy từ không gian hiện tại. Rồi con hỏi, hỏi tiếp đi. Các đạo khác có kinh Vô Tự không? Không, hoàn toàn. Kinh Vô Tự thì sử dụng cho cái công thức giải thoát thôi. Còn các đạo khác thì lấy giáo lý bằng, thí dụ chẳng như đạo Thiên Chúa, thì viết bằng cái văn hiện tại mà diễn tả cái cõi trời Thượng Đế thôi. Còn đạo tiên cũng vậy, nói về sinh hoạt của tụi của đạo tiên, đạo thần, đạo thánh nó cũng nằm ở dạng này. Có nghĩa là kinh mà giáo lý của các tôn giáo thường gọi là giáo lý vật lý. Duy nhất chỉ đạo Phật Thiền Tông gọi là giáo lý giải thoát, nó nằm ở trong ngoài không gian. Rồi con hỏi tiếp. Kinh Vô Tự có thể tự chuyển ngữ, vậy tại sao thầy không giao nó cho Liên Hợp Quốc để nghiên cứu và công bố? Cái này đó là tôi không có trách nhiệm này. Bảo là Long Nữ sẽ công bố ra tại đây, rồi từ đây mới chuyển đi. Thì bây giờ đến cái chu kỳ á, là cái này hiện giờ nước mình đã biết rồi đó. Thì tất cả các nước Liên Hợp Quốc nó sẽ biết, thì tự động người ta bò tới, tôi sẽ giao cho. Chứ mình không có đủ tư cách mà nói chuyện. Mà muốn giao cái này thì nó có hai cơ quan giao. Một là Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chân trong Liên Hiệp Quốc. Hai, Chính phủ Việt Nam có chân trong Liên Hiệp Quốc. Hai cơ quan này có nhiệm vụ này. Nếu muốn cho thế giới biết tinh hoa nhân loại thì hai cơ quan này làm nhiệm vụ này. Chứ tôi chỉ là một con người thừa hành Thiền sư Ni Đức Thảo bảo tôi phổ biến cái Thiền Tông. Chứ nên nhớ rằng phổ biến Thiền Tông chứ không phải là, và công bố quyền ký chứ không phải là công bố giáo lý. Công bố giáo lý là của cơ quan khác, của một tổ chức khác. Mà tuần rồi tôi có đề cập đến, chính cái Liên Hợp Quốc phải công bố cái giáo lý này. Còn chuyện người ta làm hay là không là chuyện của người ta. Tôi chỉ có nhiệm vụ vậy thôi. Tôi có nhiệm vụ lấy lại, viết soạn lại hết cái bài giáo lý Đạo Phật Thiền Tông, để cho nhân loại biết rằng tinh hoa Đạo Phật nó nằm trong giáo lý, chứ không có đâu hết rồi. Thì bây giờ mình có bổn phận nói đây. Đây là cái diễn đàn, ý là muốn nói ra cho cộng đồng thế giới biết rằng Chùa Thiền Tông Tân Diệu có giáo lý Đạo Phật Thiền Tông, là cái nơi xuất phát tinh hoa Đạo Phật. Có vậy thôi. Con hỏi tiếp đi. Tại sao vũ trụ lại phân chia thành Phật giới và Tam giới? Tại sao không phải toàn bộ vũ trụ là Phật giới? Giờ mình phải biết ấy, sống trong cái càn khôn vũ trụ này, cái vùng nó thanh tịnh gọi là cái vùng Phật, còn cái vùng cuốn hút gọi là vùng Tam giới. Thì trong càn khôn vũ trụ, một cái vùng cuốn hút một lòng Tam giới, thành ra Đức Phật mới chia ra một Tam giới là có gọi là hệ mặt trời. Còn nếu mà một tiểu thiên thế giới đó có 1.000 hệ mặt trời, trung thiên thế giới nhân 1.000 nữa là lên 1.000.000 hệ mặt trời, đại thiên thế giới nó nhân 1.000 lần nữa là 1.000.000, tam thiên đại thiên thế giới nhân 3 lần nữa là tam thiên đại thiên thế giới là 1.000.000.000.000 tam thiên đại thiên thế giới. Mà trong càn khôn vũ trụ có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới. Thì con suy nghĩ nó tất cả những quy luật vật lý nó phải nằm trong quy luật nhỏ thôi. Vì thế mà khi mà công bố giáo lý ra đó,
Tam thiên đại thiên thế giới giống như một nguyên tử thôi. Rồi con suy nghĩ đi. Rồi những vật mà sống trong tam thiên đại thiên trái địa cầu này là cái gì? Con người mình là cái gì? So sánh như thế nào? Bởi vì tới đời văn minh khoa học thật cao rồi thì mới hiểu được cái này. Vì thế mà con người mà chưa hiểu nền văn minh không gian thì giáo lý hoàn toàn không nói rõ được. Hiện giờ nền văn minh không gian người ta đã biết nhưng mà nói ra còn chống đối. Con suy nghĩ đi. Nếu mà cái này đưa ra 1.000 ngôi chùa hoàn toàn chống đối hết, không còn có chùa nào đứng vững luôn. Nó rất khó cái này nè. Thành ra hồi xưa mà chưa công bố thì tôi cũng đánh giá rất thấp. Rồi khi tôi công bố quyền ký rồi mới phản ứng, tôi mới biết ông Phật nói đúng. Là vì trong cái thế giới vật lý này nó cuốn hút mà. Nó cuốn hút, nó không thoát ra cái quy luật này. Còn cái thiền tông nó ra để gì? Nó khóa cái quy luật này để nó đi ra. Nhưng là nó phá để đi ra, vấn đề gọi là tìm đường đi ra. Nó khó. Chứ nếu phá không được nè, nó tìm đường đi ra, thế mà cũng không ai ra được. Thì con thấy là tất cả những người tu thiền tông đã biết rồi, đã nói rồi. Đức Phật nói 100 người, 95 người không ra, 5 người ở lại còn chửi lộn á, gây lộn. Tất cả những người mà tu thiền tông rồi sau đây sẽ thấy hậu quả sẽ đến. Chứ đừng có tưởng mình tu thiền tông mình mê đâu. Có chút xíu vậy à, mà còn kiếm chuyện đủ thứ á. Rồi sau này nó sẽ lập bè, lập phái nữa. Nó khó. Thành ra cái thiền tông phải công bố nhanh lên để rồi sau tôi chấm dứt. Rồi khúc đó là bỏ lại đi, bỏ lại cái đi trở về trong cái sinh diệt tự nhiên của nó. Bởi vì thiền tông nó chỉ bùng lên một thời gian ngắn rồi nó thôi. Hoàn toàn. Vì thế giới này là ai? Thần quản lý. Thánh. Thì làm theo ý muốn của ổng. Con người là công cụ thôi. Mà con người công cụ có cái bổn phận phải công bố này đó, nó rất cực kỳ khó. Đó thì trả lời ngắn gọn cho con vậy, con hỏi tiếp câu khác đi. À, còn thắc mắc gì cứ hỏi tiếp. Dạ cho con hỏi tại sao nó bị cuốn hút hay nó hành tâm giới này? Chỗ nó hút tại sao nó bị cuốn hút? Cái này cái quy luật của nó. Con nên nhớ là chiếc xe mà nó hút, nó cuốn con là nó phải hút cái xe. Thấy không? Bởi thế giới này là thế giới lực lý cuốn hút âm dương. Vì thế mà tất cả các sinh vật ở đây nó phải hút dính vô mặt đất hết. Giờ khoa học nó là văn minh lên cao rồi con thấy nè. Cái hành tinh nó tròn cái gì? Ví dụ ở Mỹ là các cái New York, cái tòa nhà WTC của New York nó đưa lên trời. Còn nhà ở Việt Nam sao? Nó phải chống đầu xuống, nó phải hút lại nè. Nó không cho chăng ra. Cái lực nó hút khủng khiếp lắm vậy đấy. Hàng ngàn tấn nó hút được núi non, sông hồ, biển cả mà con hút dính lại. Nếu mà nó không hút thì nước hoặc là núi non sông hồ bay ra hết, bay ra không gian hết. Đó là cái lực nó hút. Còn mình ở đây thì nó hút theo vật lý nhưng mà khó ai mà thoát ra được cái quy luật này lắm. Sống ở đây, tiền tài danh lợi địa vị là con người bình thường. Con người tu chùa to Phật lớn, con người tu chức vụ hơn người. Con người tu chết để làm đám ma cho to, hút vật lý, không cách nào thoát được. Người thường thì cũng phải có cái đám ma cho to, nghèo cỡ nào cũng phải ráng cho nó to. Đó là hút vật lý. Còn cái vấn đề thiền tông nó ra đó, chết đem thiêu rồi, muốn bỏ mà đem ở chỗ nào để thôi, không có tổ chức bất cứ gì hết. Phá vật lý là cái chỗ này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao điện từ quang có thể biến thành điện từ âm dương? Bây giờ con suy nghĩ nè. Cái vùng đó, vùng trời quang đảng đó, thấy không? Thì nó không có gì, nhưng mà con đem bất cứ một cung khí cụ nào đem là con quay, thì cái vùng đó nó sẽ hút, nó trở thành là cái âm dương. Thì bây giờ mình nói lớn lao á, giống như cái biển Thái Bình Dương đi. Tháng này nó không có bão, mà tháng bão tự động nó hút, nó kéo thành cái vùng bão. Chính cái vùng bão nó là cuồng cuốn hút, gọi là vùng âm dương. Còn cái ngoài cái vùng bão nó gọi là trời trong mây tạnh. Thì Phật giới nó nằm ở ngoài trời trong mây tạnh duy nhất, chỉ có điện từ quang thôi. Còn nó vô nó cuốn hút, nó trở thành là điện từ âm dương. Nó hút mà, nó hút gì? Tất cả những vật chất trong đó đều nó cuốn quay cuồng theo sức hút âm của nó. Sức âm để nó kéo dính ra đất này nè, nó kéo dúng ra trong cái nhân quả này nè. Nhân quả nhờ cái hút âm nó mới có tạo thành cái nhân quả được. Còn nếu nó không có, nó qua bên kia thì kể như đâu có gì đâu.
ha, qua bên kia nó bàn bạc. Đó, tại vì bây giờ bởi vì nói ra, bởi cái càng khôn vũ trụ nó lớn lắm. Bây giờ cái hệ mặt trời mà khoa học nó còn chưa hiểu hết cái hệ mặt trời là cái gì á. Đạo Phật thì nói hệ mặt trời có 45 hành tinh và bao nhiêu cái hành tinh vật tư. Chút khoa học nó chưa biết cái này, nhưng mà nó có theo dõi cái này nó hiểu. Nhưng mà có nhiều anh khoa học hỏi, anh hỏi nó xin lỗi, anh hỏi còn thấp lắm, thấp hơn mấy anh Thiền Tông. Thiền Tông ta kêu, ta coi sát cái sách Thiền Tông á, nó mới hiểu rõ. Còn khoa học nó chỉ nói lơ lửng một hai phần nhỏ trong cái Thiền Tông thôi. Mà nó đã khen là tinh hoa nhân loại rồi đó. Nếu mà tất cả những người tu Thiền Tông mà có kiến thức khoa học thì cho cái này nó mới bắt đầu mới đúng một tam giới thôi, chứ không có nắm đúng hết cái cạn khuôn trụ trụ được đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Điện từ âm dương có thể biến ngược trở thành điện từ quang không? Điện từ âm dương nó ngưng thì là điện từ quang. Cũng như cái ly nước nó còn xoáy ha, thì trong ly nước đó nó biến thành chuyển động, nó thì âm dương. Mà ly nước nó đứng rồi thì nó là quang. Nó vậy thôi. Duy nhất trên thế giới chỉ có một điện từ quang thôi. Nhưng mà nó vào thế giới vật lý, nó quay theo quy luật vật lý, quay theo âm dương. Thì cái nào đậm là âm, nặng là âm, nhẹ là dương. Đó là nguyên tắc vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ. Tại sao tánh biết của tánh Phật có thể tự nhiên biết được? Bây giờ ta nói cái tánh Phật nó có cái ý, trong ý nó có cái chân như, thấy, nghe, nói, biết tự nhiên vậy. Tự nhiên gọi là chân như, cái chân thật như vậy thôi, không biến đổi, không bất cứ gì hết. Nhưng mà nó vô trong cái thế giới là người, nó mượn thân và tánh người, thì nó phải quay theo cái lực tưởng tượng của tánh người. Nó làm phải theo cái hành động của cái thân người. Bởi vì nó vô trong đây là gì? Nó tìm cái công đức. Mà trong cái vũ trụ này muốn tìm công đức chỉ có con người mới tạo được thôi. Vì thế mà bắt đầu tánh Phật phải vào đây mượn để mà tạo cái này. Vô đây nó dính rồi, nó dính theo quy luật vật lý nó không biết. Bởi vì trong cái tánh người nó có cái tham và cái tưởng. Tất cả ai mà tham mà tưởng là hoàn toàn không sai hết, sai bằng sự thật hết. Vì cái tưởng này mà nó tưởng ra 84.000 cái ảo giác. Các tôn giáo, các tín ngưỡng, các đạo đều lập trong cái tưởng mà ra hết, không có gì khác hết. Nếu mình hiểu được quy luật vật lý thì mình giải mã được tất cả những cái gì có trên trái đất này. Từ hữu hình đến vô hình đều giải mã được hết, không từ nang bất cứ một cái gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy là nếu tánh Phật tự nhiên biết, tại sao tánh Phật lại phải hỏi kim thân Phật là tại sao kim thân Phật lại to như vậy? Tại sao không biết kim thân Phật vô tam giới? Ở trong thế giới chư Phật đó, thì tánh Phật mình nói ra thì giống như trứng cá đi, nhưng mà đúng là nó bằng một nguyên tử thôi, một nguyên tử sáng thôi. Ha, có trứng cá còn lớn hơn. Thì tất cả những chư Phật đã vô đây đi về trở thành Phật rồi, thì mấy ông kia đó ta thắc mắc ta hỏi vậy thôi. Thì nói đúng ra đó, chưa sống vô quy luật vật lý thì người ta sinh thường lắm. Thì tánh Phật nói bây giờ hồi xưa tu cũng như là tánh Phật vậy thôi. Tánh Phật ở thế giới thư Phật gọi là cái chân như, nó chân như vậy thôi. Còn trong thế giới vật lý á, nó cũng có cái chân như, cái chân thật của nó là cái gì? Đất, nước, gió, lửa và điện từ. Đất, nước, gió, lửa, năm cái thứ này nó quay, nó trở thành, tạo thành một cái quy luật vật lý. Còn bên kia, nó là cái giữa cái chân như và cái điện từ quang, nó không có sự hút, thành ra nó không hiểu. Vì thế mà tánh Phật bắt thấy như vậy thì tò mò hỏi thôi, mới chạy vô trong này thì đi theo một ông Phật phải chỉ cái đường đi vô. Thì đa số á, thì ở sống ngoài cái quy luật nhân quả, xem thường cái nhân quả này, mới nhào vô mượn thân tánh người. Ai về cái thân người tánh người nó phát ra 16 thứ tánh. Mà bị đầu tiên là phải vô cái tử cung người mẹ để cho nó quên hết những cái gì mà quá khứ, rồi từ đó nó mới sống theo cái tánh người, rồi từ từ nó mới tạo nghiệp. Nếu bắt đầu tạo nghiệp là hết rồi, hết biết nhớ mình là ở đâu rồi.
À, vì thế mà ở Phật giới thì nó có hai cái loại, một là tánh Phật và kim thân Phật. Ở trong thế giới vật lý thì nó có bốn bầu hoàng đạo: cõi trời hữu sắc, cõi trời vô sắc, hữu sắc, dục giới và địa cầu. Địa cầu thì nó cấu tạo bằng tứ đại và điện từ dương. Còn tất cả các kia thì nó cấu tạo thân, thân trời dục giới thì cấu tạo bằng điện từ âm dương năm màu sắc. Dòng 3 điện từ âm dương 12 màu sắc. Dòng 4 điện từ âm dương không màu sắc. Đây là quy luật vật lý của nó. Vì thế mà nó vô đây muốn ra thì bây giờ 10.000 năm có một vị Phật đến để chỉ cái cung đường đi ra cho cái người ở trong này. Thì con hỏi thì cũng đúng, nhưng mà cái này là ở thực giới chân như là điện từ quang, kim thân Phật và tánh Phật. Trong thế giới này nó có bốn bầu hoàng đạo, trái đất này ngũ thú tập cư và loài thực vật. Phải hiểu được cái nguyên tắc vật lý thì con mới giải mã được cái thiền tông này. Còn nếu mà không hiểu, vì thế mà ta yêu cầu mình á, theo thiền tông tu bằng trí tuệ, bằng khoa học, bằng thực tế, không mù mờ, giải mã được tất cả những cái gì mình muốn thì mới tu thiền tông đúng được. Còn nếu không, mình tu bằng cái tưởng con người là hoàn toàn sai 100%. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Có phải tánh biết của tánh Phật phụ thuộc vào tánh nghe, tánh thấy? Nghĩa là sự việc ngoài cái nghe, cái thấy của tánh Phật thì tánh Phật không biết. Đã cái chân như nó phát ra bốn thứ: thấy, nghe, nói, biết. Là một chủ thể của nó là tánh Phật. Cái mà nó phát ra đó, nó nằm ở trong cái điện từ quang. Nó bằng một, nói bằng một nguyên tử vậy thôi, chứ là diễn tả hơn nguyên tử không được. Không lẽ mình nói một phần mười nguyên tử chứ sự thật. Một nguyên tử mình cũng chưa biết nó cái kích thước nó bao nhiêu nữa. Thấy không? Thì mình cứ nói một nguyên tử là một đơn vị sáng. Trong cái đơn vị sáng đó phát ra thấy, nghe, nói, biết. Rồi, gọi là tánh Phật. Mà cái đó là cái gì? Nó nằm, nó là cái điện từ quang. Mà bốn cái thứ nó nằm ở trong á. Mà tổng hợp kia, bốn kia gọi là cái ý của tánh Phật. Để mà phân biệt rằng nó có cái bản thể của nó. Chứ còn mình không nói cái ý thì người ta không hiểu. Thành ra cái ý nó cấu tạo bằng gì? Bằng điện từ quang. Trong cái đó có bốn thứ: thấy, nghe, nói, biết, thanh tịnh. Còn vô đây nó không thanh tịnh nữa, mà nó theo quy luật suy nghĩ của con người, nó mới tạo ra cái ảo giác. Vì thế mà ta tính là con người hồi xưa người ta không hiểu, tưởng là 84.000 pháp tu chứ không phải. 84.000 cái ảo giác của cái tánh, cái tưởng của tánh người nó đưa ra. Vì thế mà bây giờ đó, con suy nghĩ nè, một cái dòng điện đi vô cái máy đó, laptop thôi, nó phát ra có thể hơn 84.000 nữa. Ha, con thấy cái máy laptop coi vậy chứ lập trình nó lớn lắm. Bởi vì tại sao bây giờ nó phát ra 4G, 5G nó hàng triệu rồi. Chứ không phải 4.000 đâu, là triệu ngàn cái lý tính đó. Con người đi lên tới đó rồi thì con người mới hiểu rằng cái sự sống của con người nó rất kỳ diệu lắm. Mà bây giờ chỉ thiền tông nó mới giải thích được này, còn khoa học nó giải thích qua cái hấp dẫn và cái ADN thôi, nó không hiểu được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cho con xác nhận lại là hơn thua, cãi nhau, tức giận, những chuyện không liên quan đến thiền tông thì công đức có bị bôi đen không? Bây giờ nếu mà con có bất cứ đây có công đức là nó bôi đen hết, trải cái gì nó bôi đen. Từ trong lúc mà khi con biết thiền tông, con tạo công đức bị bôi đen hết. Để chi? Để nó sống trong cái quy luật này. Chuyện cãi là chuyện bình thường thôi, thế giới này không thôi. Nhưng mà về sau con biết thiền tông rõ ra mà con chấp thì vừa tạo ra nó bôi liền. Còn nếu mà con không bôi thì ông thần cũng phải bôi để chi? Để cho con sống ở đây. Nhưng mà tất cả những người mà thích tạo công đức mà không bôi đen, ông thần cũng bôi, nhưng mà ông ưu tiên cho mình. Về sau mình Phật giới, về Phật giới nó báo trước cho mình rất lâu. Nên nhớ rằng bình thường 3 ngày nha, còn kia nó báo trước cho 30 ngày luôn. Rồi mình tự động mình biết, rồi mình tự suy sở như thế nào á. Mình ráng tìm một chút công đức để mở cái đường sáng đi về. Ông thần quản lý tánh mình không thể mà đưa cho một người mù đi được. Bắt buộc anh phải sáng tôi mới đưa đi.
tôi biết anh có vàng rồi đó, anh có công đức rồi đó, và anh phải tự mang đi qua tiêu dẫn đi, chứ tôi đâu có dẫn đi được, vì ổng thần nó đâu có lên xa hơn trái đất nhiều, mình lấy gọi là dâng ra. Mà bây giờ đó mà con tính đi, mấy triệu cây số mới ra khỏi lực hấp, lực hút của âm dương. Mình phải biết, mình mới nhìn thấy cái quả tiêu mình đi, bắt buộc giờ chót phải có cái quả tiêu, thấy công đức, để công đức là nó mở đó, nó mở để cho cái phần nhãn mình thấy đi theo thôi, chứ mở chưa toàn diện. Muốn về toàn diện phải về trung tâm vận hành luân hồi, mã quá ra âm về âm, dương về dương, thì Phật nhãn mới mở ra hoàn chỉnh được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, gần chết mới có thể tạo công đức trong sáng. Như vậy con thấy nó không an toàn, lỡ như con chết bất đắc kỳ tử, con không kịp chuẩn bị tạo công đức thì sao thầy? Đi tiếp, quay tiếp. Nên nhớ rằng tất cả những con người có công đức không chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết đức nó vẫn còn báo cho biết, ngày mai bị xe đụng, bữa nay nó báo cho biết. Nó thiệt vậy á. Từ trường hợp á, mà tu chết bất đắc kỳ tử là chưa, tại vì cái đó là mình phải chịu đi thôi, đi luân hồi tiếp là gì, mình đi phá ông thật, mà phá ông cô hồn. Tất cả những người chết, tu thiền tông mà chết là do cô hồn phá, phải phá việc làm ăn của ta. Bởi vì tu thiền tông cậy kỹ nhất là đến mấy cái chỗ mà phá người ta, phá âm á, đừng có làm, để tự nhiên. Ví dụ con lại tới cái chỗ là cái miếu nó cúng cái cô hồn nhỏ, nó không nói, mà cô hồn lớn nó chặt con chết lên. Nó không giật tại chỗ đâu, chạy ra kia ra. Tự nhiên trước mặt con thấy chiếc xe, mà sự thật không có thay, nó đứng hiện rồi con lách qua bên kia, thằng kia đụng con liền. Chứ mà phải hiểu cái thế giới này, cái thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương, linh thiêng, tuyệt đối đừng có rơi vô. Mình nói cho người ta hiểu thôi, linh thiêng tuyệt đối đừng có rơi vô. Linh thiêng đó là ai? Là những vị thánh ở đây nè. Cái sự sống của người ta mình đừng có nhào vô. Mình nhào vô thì mình ráng chịu. Bởi vì tại sao thiền tông ra đời, tôi nói từ từ mà đi, phải nói từ từ đi sâu vào để chỉ mình tránh né bớt đi. Cho tôi báo đã, thiền tông mới ra đời rất nhiều người bị chết cái thiền tông này mà không dám nói, chưa tới thời buổi nói. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, bây giờ con tạo công đức trong sáng rồi con tự kết liễu, như vậy có về Phật giới được không? Xuống địa ngục luôn chứ về Phật giới gì. Bởi vì con kết tự kết liễu là con kiến chấp, con sử dụng cái tưởng. Cái thế giới này là thế giới kia bằng nó tự quy luật nhân quả tự nhiên, và con suy nghĩ này. Bây giờ con từ đây đi ra Hà Nội gì, giờ muốn đi bài ra trước đâu, cái gì tông cửa sổ bye bye là đi ra chết liễu làm sao con xin ra, đâu có làm được cái lực này. Cái gì nó phải đi quy luật tự nhiên của nó. Đang ngồi xe nhảy xuống đi lại tự dẫn rồi đi xuống dưới địa ngục luôn, chứ làm sao con biết ai rước con. Nội mà cái mà suy nghĩ như vậy là con đã bị lực âm nó hút con rồi, thì con xíu đâu, 18 tầng địa ngục rớt xuống đâu, tới đâu tới. Nó không cần ấy luôn, cái đó gọi là tự con chui vào quy luật cõi âm á, tự con mình đi. Chứ đừng có suy nghĩ vậy, đừng suy nghĩ tầm bậy vậy, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn ạ. Alo. Câu hỏi kế tiếp là của vị Trần Thanh Thảo. Người học thiền tông không cầu, không cúng, không lại ai, như vậy kinh cúng cô hồn của thiền tông là như thế nào ạ? Kinh cúng cô hồn này là để dành cho cái chùa, khi nào nó quậy quá là cúng, thấy không, để độ, chứ không phải lúc nào cũng cúng. Cái này tất nhiên người ta lập bài bản ra, cái gì nó phản ứng phải đáp ứng liền. Chùa thiền tông tôi dự không có cúng, nhưng mà cúng bên ngoài, thí dụ thấy nó nhiều quá, tại vì hồi tôi mới mở ra đó thì bao nhiêu người đó phá, tôi phải mướn một người đứng tụng, tưởng ba ngày nó hết. Mà trong cái luật nó có thì phải đem cái kinh này là phải cúng, phải mướn người cúng, với tôi có nồi đây đâu, nó chịu không nổi. Chính mấy ông thầy vô nó thiệt, đang
đó, ngầm ra cái giống nó đưa đó, nó đưa ông thầy chạy liền. Nó, nhưng mà tôi về á thì tôi cũng làm, nó đưa tôi nói thôi ta không cần thì nó đi. Đó, mình hiểu được cái thế giới của lời âm thì mình nói đó, nó nghe, còn nó hù cái sợ rồi mấy ông kêu ngày mai cúng, ngày mai đưa tiếp. Ông mua đồ ông cúng, ông để trời ông cúng dữ lắm chứ. Rồi ông hỏi tôi về thì ông mới nói tôi tệ, tôi còn sợ ma nữa, cô hồn tôi còn chưa sợ. Thì chỉ cái đó, nhưng mà ông sợ, ông dám, mình nói được mà ông dám. Chánh điện này chưa chắc ông thầy nào dám đứng lên cầu gõ mỏ tụng kinh 2 tiếng đồng hồ. Có thiệt kìa, quậy dậy ra. Mà khi mà tôi công bố vị trí rồi mà ông đổ mất hết rồi, tôi hiểu thôi. Rồi tới đây thì nghe, còn không nghe thôi. Khi mà tôi, cái bài mà tôi bữa sáng ăn gì Phật, tối tôi mở suốt liêm để gì? Để cho nó phá cái âm này. Qua bữa sau không đây. Bài kinh ăn gì Phật là xuất bản 2012 đó, tới giờ nay là 19 là 7 năm rồi. À, chùa này nó yên ổn được 7 năm rồi. Chứ hồi trước ghê lắm. Xung quanh mổ mà không, mồ mả không. Mà hơn nữa những người mà tôi cất rồi người ta tới, ta tham gia, tôi cúng dữ lắm. Chính cái bài cúng mà của cái ông gì mà cúng ở Đức Hòa đó, ở đâu này cúng, tôi cũng phải sợ lắm. Ông thầy Pháp á, nó cúng ông tính là 15 triệu á. Mà cũng phải cho, chứ gì nói sao vậy? Bởi vì mình chưa tới ngày công bố thì phải, ai làm gì phải làm lấy để chiều người ta. Khi tôi công bố rồi không tốn đồng nào, bắt đầu tôi công bố ra rồi không tốn một đồng nào hết. Hồi trước phải cúng, không cúng được, trời ơi, nó đem giấy tiền vàng mã nó đốt bích trời luôn. Người ta tới rồi không trẻ không cho người ta đốt, thấy không? Mình nói sao? Rồi từ đầu nó đi mất hết thôi. Nay nó cũng an ổn được rồi. Ngày 17, từ khi 12 tới giờ nó yên, tới 17 bắt đầu công bố ra là nó mất luôn tới giờ. Trời, hỏi tiếp đi. Bác từng nói người học thiền tông nếu thực hành đúng có thể cải thiện được mệnh. Vậy xin bác cho ví dụ cụ thể rõ ràng cho chúng con dễ hiểu ạ. Bây giờ cái này nó dễ ở chứ không phải khó. Tất cả con người sống ở đây vì chấp. Mà con người nó tiều tụy là một, thứ hai là nó bệnh hoạn cái chấp của mình. Mình sống mình buông, mình vui vẻ đi. Khoa học nó chứng minh rằng vui vẻ sống hoài không có chết. Mình buồn á, là mình buồn là bệnh nó mới ra sinh ra. Giờ đau cái tay có chút mình lên sừng mà tưởng nó đóng rồi mà ngày mai nó sưng lên. Mình kệ nó, hờ nó gì hết, lấy dầu tha nó tưởng mình vui vậy, tự nhiên nó hết. Cái bệnh là do cái âm nó đưa vào. Mà thứ nhất á, bởi vì tại văn học người ta nói sao, nhà mài đứt tay bằng mài đổ ruột. Có chút cái trời ơi, mới đứt cái chút xíu mà chạy kêu xe cứu thương xin lỗi mà mài nó cũng chưa thấy. Là do cái tưởng con người mình sống cách thoải mái và mình hiểu được quy luật vật lý sống khó lắm, khó bệnh lắm. Chỉ có cái bệnh tai nạn thôi, mình đi ẩu nó đụng bệnh gãy giò thôi. Con người ta sống chết vì cái tưởng. Nên nhớ là người lớn tuổi mà khó là với con cháu, cái người đó mau già là mẫu thứ hai, con cháu nó ghét rồi nó bỏ rồi mình cũng buồn đó, buồn riết chết luôn, chết sớm luôn. Còn mình vui vẻ thì đương nhiên theo vật lý mà nó phải sống tư thiên, thời gian nó kéo dài hơn thôi. Còn không hiểu rồi cái đi cúng lên chùa này, cúng lên đình kia, cúng lên miễu cúng là nó sai. Tại ta không hiểu. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Thị Tâm ở Quảng Ninh có hỏi như sau. Công thức là như thế nào ạ? Công thức thì mình nói tiếng Việt Nam gọi là phương pháp. Gọi là phương pháp. Mình làm cái gì, mình làm cái, các cái nhà cũng có công thức, gọi là có cái phương pháp. Gói cái bánh làm bất cứ gì cũng có cái công thức, mà gọi là tiếng Việt mình gọi là phương pháp làm. Rồi con hỏi tiếp đi. Đại hải thanh tịnh là gì ạ? Đại là lớn, hải là cái biển, biển lớn thanh tịnh. Đó, cái biển lớn thanh tịnh mà nói rõ là cái biển không sống, nó có sống là không thanh tịnh. Biển mặt phẳng lì gọi là biển thanh tịnh. Rồi hỏi tiếp. Tại sao lại gọi là kinh vô tự? Kinh là những lời của Đức Phật viết lại, vô là không, tự là viết.
kinh viết không chữ viết, không hiện ra chữ, gọi là kinh vô tự. Cái kinh vô tự này nó có hai cái loại, ông Phật cũng giảng có hai cái công thức giảng. Cái kinh này viết cho người sáng mắt đọc, người mù mắt gọi là kinh vô tự. Đó cái là giải thích của ông á, thấy không? Còn một cái riêng của người mà thấy mà nhìn không thấy chữ, gọi là kinh vô tự. Thì bây giờ muốn hiểu người nào thấy không? Tất cả những người kinh sách ta viết ra, người không giải mã gọi là người mù chữ. Tất cả những giờ kinh mà bao nhiêu kinh đại thừa tiểu thừa đang phát lưu hành trên này, không ai giải mã được là mấy người đó là mù luôn á. Nếu mù thì ta giải được, thì nó được xếp người đó đọc kinh vô tự. Còn cái loại theo mà theo khoa học á, thì kinh vô tự nó viết bằng điện tử. Trong cái sách viết hiện giờ nó đã có, ngày xưa nó vẫn có rồi. Nó hai cái loại mực, một mực nó viết bằng màu đi ra, một mực nó viết bằng cái màu trắng. Viết cũng cái dòng đó mà nó ra bằng màu trắng, không ai thấy, nó bằng cái nó giống giống như ta dễ vậy, không thấy. Mà muốn coi nó đó phải lấy cái đèn chiếu lên. Đây là cái thuật của quân sự. Muốn gửi một cái tối mật thơ vậy đó, viết bằng kinh vô tự đưa tới đây rồi. Ông kia có cái đèn, ông gọi đây ông thấy. À, muốn nói cái gì thôi. Trong quân sự gọi là mật mã. Mật là không thấy, mã là chết. Thì đạo Phật gọi là kinh vô tự, chứ không có lạ gì trời trời. Ai mà ở trong quân đội sẽ khi nào mà phụ trách gì mật mã tự người ta biết. Điểm A gửi qua điểm B, viết gì không biết, không ai thấy. Kẻ mật mở ra không thấy gì đó, nhưng mà cái ông kia ông có cái thuật coi đó, ông rọi vô nó hiện cái gì ông ta nói tôi biết. À, trên quân đội ta gọi là mật mã, hoặc bên hành chánh cũng thuộc về mật tối mật, còn bên đạo gọi là vô tự. Rồi hỏi tiếp đi. À, tại sao lại được gọi là giáo lý? Giáo là lời dạy, cái lý là cái lý luận đến vững chắc và chân thật, gọi là giáo lý. Nhớ là lý luận vững chắc và chân thật khoa học, gọi là giáo lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Tất cả những suy nghĩ, tưởng tượng, hành động của con người là do nhiễm điện từ âm dương lấy từ không gian xuống. Vậy muốn giải thoát ra khỏi nó thì phải làm như thế nào? Bây giờ đó, tất cả những cái gì mà suy nghĩ, hành động nó đều nó động ở trong thế giới này hết. Nó động thì nó mới theo cái quy luật nhân quả. Còn muốn mà thoát ra cái quy luật này, đi tìm cái công thức của nó đi ra. Cái trong này không có suy nghĩ hành động gì hết, mà tìm được cái công thức đi ra. Giống như mình ở trong cái hàng rào, không thể chạy ra hàng rào được, mà tìm cái lỗ kẽ của hàng rào chui ra. Đó, phải hiểu cái thiền tông này nữa. Tìm cái lỗ kẽ để đi ra, mà đi ra đừng có hại người, hại mình, hại người khác. Chứ không phải đây được đúng nào, không phá vật lý đi ra nha. Nhớ là không phá vật lý ra, mà phải tìm cái kẽ hở của vật lý đi ra. Kẽ hở vật lý là cái gì? Là trung tâm vận hành luân hồi. Duy nhất chỉ có cái chỗ này mới ra được thôi, còn ngoài cái nó quay. Nên nhớ là một cái bóng mà mình quay một cái á, thì cái bóng nó quay, nhưng mà sự thật ở giữa trung tâm nó không quay. Tìm cái chỗ đó ra thì mới ra được. Cái câu hỏi hết ý chưa? Không hết thì lặp lại thì giải thích tiếp ra. À, câu hỏi kế tiếp là người học thiền tông mà không biết giáo lý thì có trở về Phật giới được không? Cái giáo lý á, là để nó nói lại cho cái người sống ở thế gian này. Còn thiền tông bây giờ công bố vị ký là ta công bố con đường về Phật giới rồi, ta đưa lên mạng rồi. Còn giáo lý á, là để dạy những người ở lại mê tín dị đoan cuồng tín gì đó ha. Đúng sai quy luật vật lý thì cái giáo lý nó áp dụng cho cái người này. Giáo lý nó áp dụng có hai cái người, là con người mê tín và con người tu sai, trong tôn giáo bị tu sai. Mà cái giáo lý này muốn công bố ra thì phải ở cấp thế giới, chứ không phải ở cấp quốc gia làm được. Nó khó lắm. Thành ra 8-9 đời ông Phật trước không có làm được. Thì bây giờ tới thời kỳ tôi muốn nói tất cả gì sự hình thành tôn giáo,
hình thành tín ngưỡng, hình thành đạo. Cái nào đi đâu tôi nói hết tôi nghe. Để trong vài năm tới là nó kết thúc một cái công bố quyền ký ra. Còn cái công bố giáo lý thì nó thiệt ra bây giờ thì cũng như không hiểu được đâu, không biết không, không đoán được. Ông Phật ông nói trước là có được là không, nhưng mà ông cứ nói phổ biến ra đi là thôi, còn cái chuyện được không là cái chuyện khác. Nhưng mà ông có nói nếu mà không được thì đợi ông A Dật Đa làm tiếp. Thì mình biết là ông A Dật Đa là còn 10.000 năm nữa. Hả, nên nhớ đi. Mình sống ra trăm năm thì từ khi công bố quyền ký đúng 100 năm sẽ chấm dứt. Rồi sau đó thì nó sẽ chấm dứt cái cuộc gọi là sống ở trên trái đất này như thế nào là 300 năm sau. Nó phải biết được cái này. Mà bây giờ mình có bổn phận phải nói công bố quyền ký ra và báo biết rằng có cái giáo lý. Ai muốn xuất bản giáo lý này thì gặp tôi sẽ tổ chức một cái tuần tự để mà tiếp nhận giáo lý, chứ không phải lợi đưa cái được, không có đâu. Bao nhiêu điều tôi nói, bao nhiêu điều phải làm cho đúng. Xuất bản bao nhiêu, ra bao nhiêu tiếng của thế giới thì mới được. Chứ không phải mà xuất bản tiếng Việt Nam không, hoàn toàn không được. Rồi hỏi tiếp đi. Vô niệm là gì ạ? Vô là không, niệm là cái khởi niệm á. Cái niệm là cái tưởng của mình á. Mình không tưởng. Tiếng Việt Nam mình gọi là không tưởng, không tưởng tượng. Rồi hỏi tiếp đi. Không trà không tâm là uống như thế nào ạ? Không trà cái câu chuyện của Lục Tổ nói là với vua Võ Tắc Thiên. Khi mà ông Tiết Giảng đến gặp Lục Tổ thì bà Võ Tắc Thiên bà nói là bà lớn á, bà ưa có bệnh. Mà bệnh bả là bệnh gì? Bệnh già với bệnh suy nghĩ. Thì ông Lục Tổ Hoài Nam ông viết câu này. Không, khi bà uống trà đó mà không trà không tâm, biết uống là hết bệnh. Có nói câu vậy thôi. Thì bà về bà đọc bà mới ngộ. Bà ngộ cái câu này để tôi giải mã luôn cho. Trà không thật nha, là cái lá cây nó duyên hợp. Tâm là cái gì? Tâm là cái suy nghĩ của mình nó phát ra đó. Mà biết uống là gì? Chứ ai biết uống cái này? Là cái ông và đạo nhân vô tu không chứng uống cái này nè. Biết uống cái này hết bệnh liền. Có nghĩa là dẹp bỏ tất cả những kia thì tắc thắng những cái bệnh thân, bệnh tâm hoàn toàn không còn. Vì thế mà bà Võ Tắc Thiên mới ngộ cái này. Vì thế mà bà làm cái câu thơ: tay bưng lấy một tách trà, trà vừa vô miệng hết đà bệnh tâm. Thấy không? Lời thầy dạy rất thâm, hôm nay chấm thấy bệnh thân không còn, bệnh thân bệnh tâm không còn. Rồi bánh ngộ đạo liền. Ông Lục Tổ Huệ Năng xác nhận ngộ đạo rồi, phong Thiền Tông gia liền, truyền bí mật Thiền Tông liền cho bả liền. Đến triều đình truyền luôn. Trong đầu tiên một vị vua ngộ rất sâu, tuy là cái bài kệ có mấy câu thôi nhưng ngộ rất sâu. Thì dễ thay xong rồi thì Lục Tổ Huệ Năng gọi bả là Phật, là lão Phật gia, chứ không phải là vua. Lão Phật gia Võ Tắc Thiền. Đó, lịch sử nó ghi rất rõ về cái chương trình này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Tổ Long Thọ có viết bộ Đại Trí Độ Luận rất nổi tiếng. Vậy Tổ Long Thọ nhận huyền ký xong mới viết sách này hay là viết sách này rồi mới nhận huyền ký ạ? À, nhận huyền ký rồi Tổ Long Thọ mới viết được cái đoạn này. Nhưng mà nên nhớ là ông không có mở được cái giáo lý, thành ra ông không viết được cái chân lý được. Ông viết Trí Độ Luận là viết theo cái phỏng đoán của cái con người tham tình thôi. Có lẽ là ông ngộ, là con người ngộ thiền đó, nhưng mà ngộ không sâu. Ngộ nghĩa là ngộ phớt bên ngoài. Thì giống như mình ở đây có nhiều ông ngộ thiền bằng hai chữ thiền tông, cái ruột không ngộ. Ông này cũng nằm ở trong cái dạng này, không bóc được cái ruột thiền tông. Vì ruột thiền tông nó nằm trong quyển giáo lý. Quyển giáo lý suốt 36 tổ không ông nào biết. Chỉ có bà Long Nữ bà biết thôi. Tôi cũng may mắn bà quăng lại cho tôi nói lại cho nghe thôi. Chứ tôi cũng mù tịch. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác,
có nhiều đạo do thánh lập ra, nhưng sao có đạo thì ăn chay trường, có đạo thì ăn thịt cá ạ? Vì sao có sự khác biệt này? Đạo nếu lập đạo mà đạo thần thì ăn thịt, còn đạo mà đạo thánh, đạo thánh nó có chia hai cái loại. Đạo thánh thanh tịnh thì nó ăn chay, ăn chay. Còn đạo thánh mà nó ấy thì cũng ăn thịt. Đạo thánh mà gọi đi quậy nó ăn thịt. Bởi vì trong cái cấp bậc thánh đó, nó có bốn cái đẳng cấp thánh chứ không phải nữa. Chứ không phải là thánh nào cũng giống thánh nào đó. Nhưng mà khi mà lập cái đạo thì ông, cái ông thánh này ông xưng ông cái gì? Ông xưng cái gì là quan trọng nhất là ông xưng đó. Nếu ông xưng với tính cách quân sự đó, thì tôi gọi là đạo thần. Mà xưng có tính cách cái từ thiện là đạo tiên. Còn sanh tới tất cách rồi kêu mà yếm thế thì đạo thánh. Đạo mà yếm thế là khác nè, đạo mà dũng mãnh nó khác nè, đạo mà thanh cao nó khác, đạo mà vui chơi nó khác, nó khác. Cũng cái đạo mà nó đi theo cái tùy theo cái hoàn cảnh. Vì thế mà mới có cái chuyện mà trong năm non bảy núi người ta, trong năm non mà nói sự thật không, nó mấy cái đạo cộng chứ không phải một đâu. Ai có để ý đi vô xuống dưới núi Cấm hoặc Thất Sơn, vô tất cả các nơi đều nó thờ riêng hết. Có nhiều cái chui xuống dưới hang nó cũng là đạo. Nhưng mà cái này nó không có rõ ràng. Nhưng mà tất cả trên thế gian này nó nổi thì nó nổi những cái mày đạo lớn. Hỏi tôi giải thích cho nghe. Còn những cái đạo lặt vặt đó là cái đạo tưởng thôi, chứ nó không phải là sự thật. Mà nếu nói về tín thì nó là tín ngưỡng thôi, chứ không phải là đạo. Có nhiều cái cái tín ngưỡng ở trong bây giờ nhà nước mình đã là 16, 17 cái tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Có nhiều cái nó vơ vẩn lắm, nó không có đúng. Nhưng mà nhà nước, xin nhà nước cho. Đúng theo quy tắc là nhà nước cho xếp vào cái tạo. Giống như bủ sơn kỳ hương là cái gì? Bủ là chính, sơn là núi, kỳ là kỳ diệu hương. Chính cái núi này nó phát ra những cái mùi hương. Thì người ta gọi là bủ sơn kỳ hương. Mà cái ai phát trong đó tôi đâu có nói đâu. Khi tới nơi tôi sẽ nói. Thấy không? Bú sơn kỳ hương cũng là một cái đạo, nhưng mà nó có đạo cái đạo mùi. Để mình thấy gì, nếu mình vô cái đó để làm gì, để hưởng mùi thôi. Bây giờ nó xin lỗi, xuống Sài Gòn á gì dầu thơm vậy đó, mấy chục ngàn mua một cái còn thơm hơn cái bú sơn kỳ hương đó. Quét vô một cái mấy chục số nó cũng nghe, đâu có đi xa chứ chết mệt. Tờ Văn Minh rồi không xài cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Ngày 16 tháng 6 trong vấn đáp bác có nói tánh Phật về Phật giới chỉ vài giây, còn nếu ở lại 8 tiếng là vào dòng tộc chờ 49 ngày, còn đi về cực lạc là 30. Kính mong bác nói rõ phần này hơn ạ. Và trong lời dặn dò cháu thấy người có công đức ít 8 tiếng mới dậy, người có công đức phước đức bằng nhau thì 30 phút mới dậy. Này hỏi tầm bậy. Sáu nẻo luân hồi về Phật giới có mấy giây, còn cực lạc nửa tiếng đi mất rồi, phải không? Ở trong dòng tộc phải 8 tiếng, chứ đâu có nói về cực lạc 8 tiếng. Rồi cực lạc vừa thoát ra thì lực nó, bởi vì trong cái này nó giằng co có mấy phút thôi. Ví dụ có cái công đức vô lượng thì thằng thả đi ra liền, ông Phật xếp rước mình đi liền, thì có mấy giây thôi. Còn về cực lạc thì phải giằng co khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì giờ coi là sao, nó còn cái gia đình rồi còn cái âm ở đây này cũng mới đi được không. Ông thần có nói bây giờ đúng là thì ông có cho thực thi, còn bây giờ mấy ông âm ông khiếu nại này, trời ông này ông đâu có xứng đáng đó, sao kéo lại thì dằn co. Thì cái nào mà ưu nhất thì thần thực thi nhân quả, thì trong vòng nửa tiếng dàn xếp, trong vòng nửa tiếng thôi. Còn ở trong vòng tộc phải là 8 tiếng, đây là nói gì 8 tiếng lâu nhất chứ không phải là 8 tiếng. Nhiều khi ta vô tôi vô vòng tộc liền, đâu cần người dặn co 8 tiếng. Thấy không? Mình phải hiểu cái này. Rồi ta dặn co này nếu mà nói không, rồi có tôi không vô, vô đồng tộc bây giờ. Tôi vô đó tôi làm người nữa, tôi mở lắm, tôi ra làm cô hồn. Rồi muốn ra thì phải dặn co trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không quá. Bắt buộc 8 tiếng là thần phải thực thi nhân quả. Đi đâu phải nói cho rõ, chứ không phải ngồi dặn co hoài. Đó là người ở trong vòng tộc hoặc là cô hồn phải là 8 tiếng lâu nhất. Chứ không phải là 8 tiếng, lâu nhất cái gì 5 phút đi. Vừa thỏa thuận hai người đụng xe, thỏa thuận 5 phút xong. Còn không thỏa thuận phải cãi, phải đúng 8 tiếng đồng hồ. Rồi cảnh sát lập biên bản, rồi nó mới quyết định được. Nói phải nghe cho rõ, chứ không phải
về Cực Lạc mà 8 tiếng không có đâu. Phải nghe cho rõ người ta nói gì, phải nghe cho rõ. Trời, hỏi tiếp đi. Thưa bác nói tánh Phật vào trái đất, nếu tạo công đức ít quá thì không về Phật giới được. Không lẽ vào đây tạo mà về bên kia chỉ bằng 2-3 cái trứng cá sao? Vậy tại sao lời dặn dò phần 3 bác nói có công đức rất ít, ác đức nhiều, phước đức nhiều được về Phật giới ạ? Cái đức, cái công đức ít là bao nhiêu, không lẽ bằng trứng cá? Có nghĩa là nó cũng lớn, nó cũng tương đồng với nhau. Thấy không? Có nghĩa là suốt bao nhiêu đoạn đời nó mà tự có chút xíu thì không ra. Còn bây giờ nó công đức này nó phân ra, thí dụ chẳng hạn 100 điểm này nó chia ra 3 mới là gần to. Chứ giờ có chút xíu mà chia cái gì? Gia tài anh có 1 tỷ anh mới chia, chứ gia tài anh có đồng bạc là chia cái gì? Thấy không? Chia con thì phải bạc tỷ lên, 3 đứa thì đứa 300. Còn này bài tao có hành động thì chia làm sao lại? Thôi khỏi chia, xé tôi dục luôn. Mình hiểu thế giới vật lý này. Rồi hết tiếp đi. Vấn đáp ngày 16 tháng 6, bác có nói bác bỏ tiền ra để mua hạt Minh Châu, mong bác nói rõ hơn phần này ạ. Tôi bỏ đâu? Tôi nói ông Thích Ca bỏ tiền mua hạt Minh Châu, chứ tôi có tờ, lúc đó tôi bỏ đâu? Ông Thích Ca chích hạt Minh Châu, ông mua, ông lương lẹ ông sao đó. Rồi ông đưa Hồng Nghị Dương mới tặng lại. Đây là cái thuật nó thật, cái hạt Minh Châu này không phải là từ đó, mà đã mấy ngàn năm trước nó còn rồi, không biết nó lấy, ông lấy đâu, ông quăng đâu á. Rồi ông đem vợ trước khi ông qua đó, ông đi ngựa, ông phơi nắng trên con ngựa đó, để chi? Để cho cái dương của cái điện từ nó hút vô. Thì bây giờ đó mình mới văn minh rồi, mình mới hiểu cái này. Cái điện thoại mình có gì đâu mà có điện trọng, làm sao được, phải sạc pin. Mà bây giờ mình không phải sạc bằng cái nhà máy, mà sạc bằng cái năng lượng mặt trời. Bây giờ mình sạc được năng lượng mặt trời, đâu có nhà máy điện đâu, không có. Thì ông kia nó lấy, thì nó để trên cái lưng con ngựa đó, đi từ đó nó qua đây, thì ông nhìn thấy ở trong đó nó có cái tự động đầy hay không. Giống như mình cái điện thoại mình giật, điện đầy hay là không. Sạc lấy bằng năng lượng mặt trời, thì bây giờ mình đã lấy được năng lượng mặt trời, mình sạc rồi. Thì cái chuyện này mới công bố ra. Thấy không? Cái hạt Minh Châu chỉ là một cái viên ngọc nó hút điện dương. Vì thế mà nhiều người mà họ sử dụng cái này họ trị bệnh đó. Thấy không? Gọi là đá đó, những cái hòn đá mà nướng ở trong cái mặt trời đó, mình đang đau á, mình để vô nó hết, nó hút ra. Nó âm mà, mình hướng mặt trời nó hút âm ra, tự nó hết đau. Bây giờ gọi là cái đá gì đó, cái đá mà nó đen đen á, thấy không? Đá kia mà nó trị được cái bệnh đau. Nhưng mà cái đó là cái thuật nhỏ, nó vui chơi thôi. Người ta gọi là cái, giờ nó bán nó gọi là cái đá gì tùm lum á. Nó nướng, nó để trên cái mặt trời nên nó lấy rồi. Còn cái lửa không hết bằng cái mặt trời, để nắng thì chút xíu đem vô đắp hết vậy. Nó là nó trị theo vật lý, nó hút âm của vật lý. Nếu khoa học giải thích thì dễ chứ không gì khó hết. Còn cái hạt Minh Châu thì nói thật là bây giờ nó vẫn có thiếu gì, nhưng mà tại vì giờ hiện đại quá, xài điện ai ngấy. Chứ ngày xưa đó, tôi nhớ đó, xưa mà điện chưa có đó, người ta đốt liễu mà 12 giờ trưa nó lấy cái mắt kiến của mình đeo, nó rọi vô trong lửa nó cháy, rồi người ta để liên tục, có cái hộp quẹt gì đâu. À, trời nắng vậy là lấy cái mắt kiến mình đeo mình để vậy là đưa đâu cái miếng giấy nó cháy liền. Cháy rồi người ta mồi, ta làm con cuối á. Từ giờ tại vì mình văn minh rồi mình bỏ cái đó. Chứ sự thật cái chuyện đó hồi trước năm 45 mà ta xài nhiều lắm. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, có một số người học thiền tông kết hợp tất cả vấn đáp của bác in ra thành sách tặng nhiều người để có công đức. Việc làm như vậy có giúp ích được người học thiền tông không ạ? Được, cái đó được. Nhưng mà nên nhớ một điều, in là thôi nha, chứ đừng đi kể công người ta. Nên nhớ in là phát cho người ta, đừng có nói gì hết. Công đức nó vô lúc nào cũng vô kệ nó. Còn đi khoe nó, tôi làm được 10 cuốn, 20 cuốn rồi coi chừng. Nó bồi hết luôn. Cái đó là rất tốt, đó là gọi là truyền bá không ai biết. Rất tốt. Còn truyền bá mà theo cái kiểu hồi nãy đó, gây lộn, thôi đừng, bỏ đi. Truyền bá còn giành giật, thôi đừng, đừng nên làm. Tốn tiền uổng lắm, đừng có đi vô tiền tông cho nó mệt đó.
tất cả tiền tông tạo bằng cái trong sáng. Mình tu thì cố gắng giúp cho mình hiểu, giác tha, tự giác, rồi mình giúp cho người khác bằng trong sáng cũng biết như mình tự giác tha. Nhiều người một đám giác hạnh viên mãn, phải lúc cho đúng, tuyệt đối đừng có đi gây lộn, buông mà thì tông phải buông mà. Chứ tại sao mà có chút xíu mà đi kiện tụng tùm lum là la, mà đây có giải quyết được cái gì đâu. Đây ta chỉ phổ biến ra, anh thích thì theo, không thích thì thôi, chứ đừng ấy. Mà nhớ rằng một điều, mình sống ở đây phải kêu bằng thượng tôn luật pháp, làm bất cứ cái gì cũng đừng có làm mất an ninh, như hồi nãy là xáo trộn an ninh không được, đừng có làm như vậy. Đó, mình phải hiểu, mình mới hiểu cái thế giới này, tất cả những cái gì mà tập hợp đông là nên nhớ là về an ninh là số một. Mình đại diện cho chùa thì phải tuân thủ cái này, có cái gì xảy ra là không được. Thấy không? Chứ nếu mà cái chùa này mà làm lộn xộn thì đóng cửa lại thì còn ai mà nói được, chỗ đâu mà nói. Cố gắng lại, tới đây thì tìm cái tinh hoa đạo Phật học để biết, xóa được cái mê tín mình, xóa được bà con dòng họ mình mê tín thôi. Rồi nó lớn nữa thì nó thiệt là làng số. Mục đích như vậy thôi, chứ vô đây đừng có hơn thua gì hết. Mấy 10.000 năm mới nói ra một lần, thì giờ nói thì cố gắng nghe để nhiều người cũng biết. Chứ mình vô đây mình phá một cái, nó mất cái chùa này, nó mất rồi thì ai nói nữa đây, nơi nào nói. Đó, mình phải hiểu là rất quan trọng. Người ta đã bao mấy chục năm rồi, ta chịu gian khổ để giờ này mới phổ biến được, thì mình nên cố gắng tiếp sức, đừng có phá hoại cái này. Rồi câu hỏi tiếp. Người trở về Phật giới có rất nhiều dạng và báo hiệu khác nhau, bác có thể giải rõ các dạng này để người học thiền có thể nhận biết được không ạ? Cái này không thể nói được. Bây giờ anh có suy nghĩ này, có chút xíu này, anh lên xe buýt bốn người, mỗi người lên bước một kiểu, rồi biểu giải thích làm sao? Chỉ biết đi về thôi, biết lên xe thôi. Người thì biết chân trái, người bước chân phải, người lưu đi được hai chân, rồi một nói chi cái chuyện này nó mệt. Câu hỏi này nó không có kia mà không thuận lý lắm, thôi bỏ đi. Về Phật giới mình có công đức, cái hoa tiêu nó khác, nhiều nó khác, ít nó khác. Rồi làm sao mình diễn tả được? Giờ hỏi chứ bóng đèn nè, diễn tả hết bóng đèn ông nội tôi diễn tả không nữa. Cứ suy nghĩ đi, vậy thôi, về được là mừng rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, người học thiền tông hành đúng lời Phật dạy, vậy thì chết ở độ tuổi nào là chắc chắn ạ? Vì bác có nói học thiền tông hành sai thì hay bị loài thánh hại. Cái này là do cái duyên số mình chứ. Hồi đó lên đây 50 tuổi thì xong rồi, mà giờ may mắn gặp được thì đúng thì nó sẽ kéo tuổi à. À, đúng thì nó sẽ kéo tuổi, còn không ấy đứng gắt đúng 50 về. Về đi đâu? Có công đức thì về, còn không có công đức đi tiếp. Bởi vì cái số của anh là lên đây hưởng dương 50 tuổi, bắt bồm hay chết. Nhưng mà anh đi đâu là cái chuyện khác. Anh có công đức đi về, còn anh có ác đức đi xuống, còn có phước đức đi lên. Có vậy thôi chứ làm sao mà biết được. Còn cái vấn đề mà ví dụ mình tới 50 tuổi mà mình muốn thên thì bắt bật công đức tạo trong sáng, đức trọng quỷ thần kinh. Đức nhiều, ông thần ông nể mình, ông nói thôi tao mày 50 tao cho mày thêm mấy đó. Tao không thực thi mày liền. Còn đi làm phước đức tới đó thực thi liền. Đúng 50 tuổi thực thi liền. Thấy không? Bởi vì cái nhiệm vụ mà tới đây hết rồi, tới 50 tuổi là xong rồi đó. Nhưng mà mày biết rồi tao cho mày. Bởi vì cái này là hiếm có lắm, mày tạo ra đi. Mày tạo cho càng nhiều thì tao cho mày lên. Ông không thực thi, ông nể mình, ông không thực thi nhân quả, cũng người gọi là ân huệ cho mình đó. Cái sự thật ổng được quyền cái này, được quyền ân huệ. Giống như mấy người mà ở trong khám, trong tù đó, ha. Bây giờ muốn ra tù sớm sao? Thì cái ông quản giáo đó, ổng nói, này tốt, này nghèo cho ra số. Bắt buộc ông này ấn định là thí ở 5 năm, nhưng mà ông này nói tốt quá thôi, tôi đề nghị còn 4 năm. Thì ông quản giáo được quyền cái này, ông ký, ông chịu trách nhiệm này, ông thần cũng chịu trách nhiệm với cái này. Mình hiểu cái thế giới, vật lý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác nói muốn vãng sanh tịnh độ thì phải cúng dường bạc tỷ mới về được. Vậy thì người về tịnh độ rất ít, vì đâu có ai cúng dường bạc tỷ nhiều người thưa bác.
Thì nếu không về được thì ở đây làm giàu. Bây giờ nguyên tắc bây giờ nè, bây giờ hỏi cho ra công ty du lịch á, nói giờ đi Mỹ 10.000 đô, 5.000 đô rồi đó. Còn đi Phú Quốc 300, đi Hà Nội 800 gì đó. Thì giờ muốn đi du lịch gì? Đủ không? Thì đi Mỹ. Không được thì thôi giờ mày chọn chỗ khác, chọn Hà Nội, Hạ Long hay là Bến Tre, Cà Mau gì đó mày chọn. Chứ bây giờ biểu mày có nhiêu đó mày đòi đi giải sanh làm sao được? Nó sanh có quy định của nó là bao nhiêu tiền đó thì mới đi được. Trời đi gọi là đi xuất ngoại mà chứ đâu. Đi xuất ngoại là tất nhiên căn bản máy bay là bao nhiêu tiền rồi, qua bến chơi bao nhiêu ngày. Lên đỡ ở 10.000 năm mà không lẽ đi có triệu bạc lên làm 10 vụ ở 10.000 năm ở lên đó. Chuyện một năm ở bao nhiêu xài bao nhiêu tiền tính đi. Ở Mỹ 10 năm xài bao nhiêu? Thí dụ tôi cho 10.000 đi, một 5.000 đi. Xài có gì 8.000 rồi đi Mỹ thôi, ở đây đi. Đi hai ba tour ở đây cho nó khỏe. Cái lực đây là cái lực vật lý người ta. Chứ đâu phải muốn nơi là cực lạc. Tây phương cực lạc. Tây phương lên đó ở rồi không ấy còn lên đó cực lạc đi nữa. Đi vòng hết cái Tây phương đó đó. Gọi là mình ở đây gọi là đi qua Mỹ mà đi hưởng hết 52 tiểu bang Mỹ. Còn đi qua nếu ở bển qua một tiểu bang ở một chỗ thôi, ở một 10 năm vậy. Không có tốn nhiều. Qua bển mà đi hết 52 tiểu bang tính thì một tiểu bang bao nhiêu? Gọi là Tây phương cực lạc lên trời cũng vậy, đi vòng hết. Thì phải có số tiền tôi lớn, chứ còn nhỏ nhỏ đừng có đi, đừng không ông. Đừng có nghe lời mấy ông thầy đưa mấy triệu tụng qua bển, đừng có. Ai có đọc cái kinh Trần Nhân Tông không? Năm trước đưa mẹ nó đi đâu lấy 100 quan, năm sau đòi nhiều, đòi tiền 300 quan, ông quan phạt 500 quan. Cái gì nó phải ra thế giới vật lý này, anh đi đâu anh phải đúng cái nguyên tắc đó. Là gì? Bởi vì tôi nói là tất cả gì tôn giáo tín ngưỡng đạo muốn làm cái gì phải cho đúng, nhà nước cho hết, nhà nước không bỏ cái gì, nhưng dưới điều kiện tờ sau cùng anh phải cam kết rằng anh lừa đảo anh ở tù. Rồi tất cả cái câu đó mình ghi vô rồi ai cũng cho đó, mình rõ ràng mình thật thì đâu có sợ, đâu có sợ lừa đảo ai đâu. Còn cái này giảng sanh là phải nên nhớ đâu, giảng sanh Tây phương cực lạc. Còn cái này là nói về cái tôn giáo ấy, cái tính thôi, cái sự thật đó. Cái bài này là để dẫn con người ta trở về Phật giới. Giảng sanh Tây phương tịnh độ trung, cũ phẩm liên hoa vị phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Anh ngộ vô sanh là anh về rồi, chứ đâu phải mà đi giảng sanh Tây phương kia. Cái này người ta dạy cho mình trở về Phật giới, mà mình không hiểu mấy ông thầy bắt đi Tây phương thì bây giờ phải có tiền. Còn nếu mà về Phật giới không có tiền, có công đức về thôi, không đồng nào mà chịu khó đi tạo nó ra nhiều công đức thì mình về được. Cái câu này là cái câu quyết định đi về Phật giới, chứ đâu phải mà đi về giảng sanh Tây phương đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong phim Tây Du Ký, khi Tề Thiên bị đè dưới núi Ngũ Hành, Phật có dán lá bùa trên đỉnh núi, vậy lá bùa đó có nghĩa gì ạ? Lá bùa đó là tiền tài danh lợi chứ không có mẹ gì. Ngũ hành nó ngủ là đất nước cái lửa nó đè ông, mà vì cái lá bùa đó là tiền tài danh lợi cho ông gì ông Tam Tạng gỡ đó là chữ buông, nó bay ra liền. Cái lá bùa đó là buông, chữ buông chứ không có mẹ gì đó. Thì anh buông một cái là anh văng là liền, văng ra cái tứ đại này liền chứ có gì đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Tôi đọc trong sách của thầy Nhân có nói Phật tánh vì ham muốn có kim thân Phật lớn nên mới tìm đường vào tam giới tạo công đức để mang về Phật giới. Vậy ham muốn của tánh Phật này với ham muốn của tánh người có giống hay khác nhau gì không? Nhờ bác phân tích rõ hơn ạ. Giống y chang. Ham muốn cất cái nhà cũng là ham muốn, mà ham muốn tạo công đức cũng là ham muốn, nhưng mà cái đường đi nó khác. Ham muốn cất cái nhà để có cái nhà, ham muốn về Phật giới thì để biết con đường về Phật giới cũng là ham muốn con người. Tất cả trong nơi này sống theo nhân quả. Bất cứ ham muốn giết người cũng là nhân quả âm, ham muốn giảng sanh là ham muốn giảng sự dương, mà muốn về Phật giới gọi là ham muốn dương, thoát ra ngoài sinh tử luân hồi cũng là ham muốn. Tất cả con người ta phải sử dụng ham muốn để giải quyết vấn đề trong thế giới này.
Rồi con hỏi tiếp. Trong sách bác có viết Phật tánh bao gồm vỏ bọc điện từ quan, bao bọc cái ý. Trong ý chỉ có bốn thứ là thấy, nghe, nói, biết. Như vậy cái ham muốn có kim thân mật lớn của Phật tánh là sao? Cái đấy là cái vọng tưởng của nó thôi. Cái tưởng ở trong nó thầm, nó thấy, nó so sánh vậy thôi. Đó là cái ham muốn, tự nhiên là ham muốn của mặt răng thứ hai đó. Thấy không? Nó nằm ở trong cái thanh tịnh vậy không? Còn đi qua, thoát qua cái vật răng thứ ba là ham muốn để thu lợi đó. Thì nó bị nhân quả thôi. Tất cả ham muốn còn nằm trong phạm vi mặt răng thứ hai hoàn toàn không nhân quả. Đi qua mặt răng thứ ba mới bị nhân quả mà thôi. Phải hiểu thế giới vật lý này. Nhân quả nó nằm trong thế giới vật lý. Còn cái ham muốn mà của cái tánh thanh tịnh nó không phải vật lý. Nó vẫn có ham muốn nhưng mà nó nằm ở trong cái mặt răng thứ hai. Gọi là ham muốn trong thanh tịnh. Thì ở trong thế giới này không có ham muốn thanh tịnh được. Trong thế giới này ham muốn thanh tịnh nó lạc vào cái thanh tịnh của cái sức nén của vật lý. Nó trở thành là A-la-hán, thành bất động. Vì thế mà ông thanh sĩ á, ông có làm cái bài cơ, bài thơ mà ông ngộ thiền thanh sĩ á, là ông ham muốn trong cái thế giới vật lý này. Ông không hiểu, không hiểu mà ông tưởng là, ông nói là tất cả những người tu phải mà tâm trí vào vô một chủng rồi nó mới sanh ra vào cái thanh tịnh. Ông nói rất đúng, nói rất đúng của A-la-hán. Vì thế mà ông nói là vào đó sẽ phát ra cái đạo minh là cái đạo sáng. Đạo sáng này thì Đức Phật gọi là cái đạo hóa thành ở trong thế gian này thôi. Nó không phải làm cái bằng sự thật. Cái đây là hóa thành. Gọi là ta, ở ngoài thì chuyên môn gọi là Niết Bàn hóa thành. Niết Bàn là thanh tịnh. Thanh tịnh hóa thành mà có, chứ không phải Niết Bàn tự nhiên. Niết Bàn tự nhiên ở bên Phật giới gọi là Niết Bàn bảo sở. Nó chân thật như vậy thôi. Còn bên đây là Niết Bàn hóa thành. Niết Bàn bảo sở là bên Phật giới. Niết Bàn thanh tịnh là bên tam giới hoặc là trái đất. Rồi con hỏi tiếp. Cái ham muốn nó xuất phát từ đâu? Nếu Phật tánh có ham muốn như vậy, trong Phật tánh có phải có sẵn tánh tham giống tánh người không? Ta nói Phật cũng có ham chứ phải, nhưng mà ở trong thanh tịnh làm sao nó không có quy luật vật lý thôi. Nó phát xứ là do cái tưởng. Ông Phật, bởi ông Phật trong cái ý ông có cái tưởng, nhưng mà ta không có nói được trong này, ở trong đó ta không xài cái tưởng. Mà vô đây nó mới xài cái tưởng của vật lý. Thấy không? Bên kia vẫn ham muốn chứ không không. Bây giờ ham muốn thì tôi từ đây tôi muốn qua bên cái tam giới khác, cái càn khôn của cái tam thiên đại thiên giác. Ông ham muốn mới đi chứ không đi. Nhưng mà trong đó nó đi trong cái quy luật không có bị cuốn hút. Còn đây nó đi trong cái quy luật cuốn hút của vật lý. Thành ra nó khó thoát. Là nó phân tích chỗ này thôi. Bởi vì bây giờ, bởi vì trong kinh nó thường thường là cái ly nước trong có quậy cỡ nào nó không có trâu, nó không có đục. Còn cái ly nước đục quậy nó đục liền. Thì cũng cái nước, nhưng mà này nước nó ở trong vật lý thì nó tạo thành âm dương. Còn cái nước mà ở trong không phi vật lý thì nó không tạo âm dương. Nó có đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Nếu Phật tánh chỉ có thấy, nghe, nói, biết mà không có cảm xúc, suy nghĩ, vậy thì Phật tánh có khác gì cây cối, gỗ đá không ạ? Cây cỏ đá là nó vô tri, còn người ta vô có hữu tri làm sao cây cỏ nữa. Như vậy, cái cây cỏ là vô tri, mình phải hiểu. Còn bên đây là ta hữu tri. Hữu tri thanh tịnh Phật tánh. Còn ở bên tánh người, hữu tri cuốn hút vật lý đi theo quy luật của nó. Mình phải hiểu. Bây giờ mình sống ở đây thì gọi là thế giới tam giới vật lý. Ở đây bất cứ ai làm gì nó cũng quay hết, không cách nào thoát được mà đi qua bên kia. Bởi vì tôi nói trong cái ly nước trong quay cỡ nào, quay cỡ nào không thua hết. Còn ly nước đục đụng tới là đục liền. Phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này thì mình mới hiểu cái thiền tông được. Rồi anh hỏi ra là cái anh hỏi anh ở vị trí nào, vị trí tam giới, vị trí tam giới mà cõi trời nào. Cũng như mình ở đây, mình là con người. Anh là người Việt Nam thì biết anh là Việt Nam, Đông Nam Á đó. Con người đen thui Phi Châu á. Con người trắng bóc Phi Bắc Cực á. Nó rõ ràng nó từ vị trí của nó, từ cái thổ địa mà nó sanh ra cái bản chất, cái vỏ bọc của con người. Tại sao bên Phi Châu nó sanh ra nó đen? Tại nó lục địa đen. Thì tại cái gốc nó phải chịu vậy nó. Giờ anh ở đây ra Việt Nam qua bảy đời nó cũng đen thù vậy. À.
Còn mà phải cho ông qua đây ở mấy đời nó cũng từ từ trắng lên. Rồi hỏi tiếp đi. Giúp người biết pháp môn thiền tông, ban đầu họ rất thích và thực hành theo, về sau họ không theo, vậy mình có công đức không? Cái lúc nào nó theo là có công đức, còn nó không theo chuyển của ta. Có nghĩa là anh cho người ta ăn, người ta no rồi anh có rồi, có cái công đức của nó rồi. Còn sao ăn kệ ta. Có nghĩa là con làm lúc nào con có cái đó đấy. Có nghĩa là con lãnh lương rồi, một ngày lãnh 100 ngàn, ngày nào lãnh bò túi ngày đó, ngày sau không làm kệ đó. Bởi vì tôi làm thực tế mà. Rồi hỏi tiếp. Người tạo công đức nhiều và trong sáng có bị loài thần cản trở và phần âm theo phá hại mình không ạ? À? Tạo công đức á, thì loài thần chắc chắn là mình còn sống là ông phải bôi. Còn cái chuyện mà mình có công đức á, là thánh không biết đâu. Dù có biết cũng coi mình con người bình thường thôi. Nhưng mà thần thực thi nhân quả sau khi mình bỏ xác thân này ông thực thi nhân quả. Nếu mình sáng thì ông cho mình về. Còn nếu mình không sáng thì đi theo cái nhân quả của mình tạo. Còn cái loài thánh á, ăn theo vừa thần bỏ ra. Bởi vì mình mới chết á, thần báo mình giết. Mà khi sau chết rồi, rồi tòa thánh kèm mình. Sợ nhất là thánh kèm mình là ai? Sau khi chết, nhiệm vụ thánh phải theo dõi cái này. Mục đích là gì? Dụ ở lại thôi, chứ không có gì đợi á. Đó, dụ mình ở lại. Nhiệm vụ thần sau đó mà dụ không được, thần thực thi nhân quả. Chứ còn nếu mà giờ xong rồi con đi theo thánh rồi là ông thần bỏ luôn, cho mình đi luôn á. Vô cái loại đó mà. Vô cái loại đó là loài không nhân không quả. Bây giờ nguyên tắc tất cả tôi không muốn luân hồi, nhào vô đó liền. Bây giờ đó, thí dụ lên tới đi thì mình có giảng sanh cõi trời thì không chịu đi. Ông thần không chịu đi thôi, giao cho thánh dẫn vô. Dẫn vô cái dụng của ông. Nguyên tắc thế giới này là vậy. Bởi vì cái nhiệm vụ thánh thần là cái gì? Thực thi nhân quả. Anh không muốn cho tôi thực thi, đi đâu đi, đi cái vô chỗ nào không nhân quả thì anh vô. Thì ông thánh rước mình thôi. Vô dòng tộc không được nè. Vô nhân quả là anh phải có cái đủ tư cách vô, làm vợ chồng con cái gì mới vô được. Còn anh vô mà lang thang rồi ai cho anh nhập thai? Giống như là vô nhà không cho đóng cửa, không cho vô là đi đâu. Bắt buộc phải đi ra ngoài, ra ngoài cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp. Một người biết và thực hành đúng pháp môn thiền tông, bị người khác dùng bùa chú trù yếm thì có nguy hại đến người tu thiền tông này không? Tùy theo cái ông đó mạnh hay yếu. Bây giờ tôi nói nè, tất cả những người mình làm mít lòng cho người ta đó, thì ăn thua cái đẳng cấp của người ta. Người ta đang thờ cái miễu đó, mình vô mình độ người ta đi. Cái đẳng cấp, cái con gọi là thần thừa hành, cô hồn thừa hành đó, thì nó sợ mình ở cô hồn, mà cô hồn trưởng dùng đó còn lâu nó bóp cổ mình luôn. Đâu có chuyện dữ. Mình đi ra đời như vậy đi, thấy thằng đó nó vô, kêu bằng nó có 1.5 thước, mình 2 thước mình đánh hạ nữa, chứ bằng thằng 3 thước nó đánh chết mình luôn á. Quan trọng nhất là đừng có chọc tới mấy ông thánh. Thánh làm gì làm, nhưng mà có cách trừ ông thánh chứ phải không. Nhưng mà tôi không nói, có cách trừ ổng. Chứ còn cái chuyện tôi xin lỗi nhập dông mỗi nó chuyện nhỏ đối với thiền tông thôi, có tốn đồng nào đó. Mà biểu ông vô ông không vô được. Rồi hỏi đi, cái này nó đi khác. Gia đình tôi làm thầy và tôi là người được ông bà chọn để kế thừa, nếu tôi tu thiền tông có nguy hại gì không? Chết luôn. Trời, cái dòng họ mình làm thầy và ở đó vô thiền tông, nó không đốt nhà mình thôi. Chết luôn. Thôi đừng làm thầy, thôi đừng vô đây, đừng có chơi cái kiểu mà hai chẳng không được đâu. Bên nào bên thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Ông thần quản lý có hình tướng, trang phục màu sắc độ cao lớn trông thế nào để khi mất thân ở trường hợp gặp ông thần định hình trước không bỡ ngỡ khi đối mặt? Giờ muốn biết không? Tôi chỉ cách ngồi thiền là thấy ổng, chứ tôi không chỉ. Chứ bây giờ hỏi chứ cái bóng đó làm sao? Tôi thấy nhưng mà làm sao tôi diễn tả được? Muốn ấy tôi chỉ cách cho hạ xuống để nhìn thấy ông thần. Tôi nhớ là thấy rồi có chừng. Thấy không? Chứ làm sao diễn tả? Bây giờ đó, cái con người mù mắt đi,
Rồi người ta hỏi với cái ông đó cái hình dáng sao, rồi con suy nghĩ con tả làm sao cho cái người mù mắt thấy. Nó chỉ cũng tưởng tượng ra thôi, thấy không? Không lên, cái này không lên. Còn muốn thấy tôi chỉ cách cho tu hạ xuống thấy liền, 5 phút sau thấy liền. Nhưng mà nên nhớ thấy rồi khó mà thoát ra lắm, thấy không? Ngày nào ông cũng tới nhà thăm giá mồm. Rồi hỏi tiếp đi. Cảm giác rơi chung ngắm thân khi rơi có thấy cảnh của trái đất không? Nó ta nói rồi, rơi mà dâng ra mà sao dâng thấy mà, mất đầu núi sông hồ thì được thấy. Còn nếu mà dâng ra mà cái thấy hoài thì coi chừng đi vòng tròn. À, nó đi vòng tròn mấy giây nó đi một vòng trời quanh trái đất luôn á. Chứ không phải như phi hành gia đi hơn 4 tiếng đồng hồ đâu. Đây mấy giây là đi một vòng trái đất luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Mắt chung ngắm thân là mắt gì? Có phải mắt điện từ không? Cái thấy của chung ngắm thân như thế nào? Mắt chung thân bây giờ mình ở đây là mình cũng là thấy bằng chung ngắm thân, nhưng mà nó bao bởi một cái lớp thịt gọi là mắt thịt con người. Khi mắt thịt con người hoặc là chung ngắm thân, nó cấu tạo bằng điện từ âm dương ở đây, nó thấy qua truyền duy vết tường luôn, không phản vật lý. Chung ngắm thân đi qua cái đóng cửa sổ này nó hết, nó ra đi ra chuyện như chơi. Thì giống như bây giờ cái điện thoại mình đóng hết thì mình đây là alo, nó bay ra ngoài dễ ở. Nó vậy, nó ra vô là chuyện. Trong trái đất này tứ đại thì nó cản bằng vật lý, còn đi ra ngoài không cản vật lý. Điện từ quang nó không bằng, nó không cản bằng vật lý được. Vì thế nó mới đi đâu cũng đi, nó tới đâu đầu núi. Từ đây qua Mỹ ra năm, mình nói 5 giây nó lâu, 1 giây lâu chứ thật. Bên kia alo, bên đây nghe liền được. Bây giờ ai biết nè, coi cái mạng Thiền Tông này, ở đây vừa phát ra, nó phát đi rồi nó trở lại thì tôi vừa hổng tôi điếm á, một tới 12 tiếng thì nó đi ra tới cái chỗ cái máy đó, rồi 12 tiếng nó trở lại đây, điếm 1, 2, 3, 4, nó đấy mình điếm vậy rồi mình biết được cái dây nó đi bằng tốc độ đó. Mà cái máy chủ nó nằm ở đâu mình phải biết, cái máy chủ nằm chỗ nào chứ đâu phải nó lên, nó đến cái máy chủ rồi máy chủ nó phát về cái máy phụ nó mới đến này đây, nó đi vậy đó, thấy không? Có nghĩa là máy chủ nó đặt ở Mỹ, nó đi nửa vòng trái đất mà đi vậy đó. Mới có mấy tiếng mà đi vậy thì mình biết từ cây số nó sẽ bao nhiêu, mình đo bằng cái cách này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong thân nhiều vi khuẩn và nhiều loài ký sinh, vậy cơ thể con người là tổng hợp rất nhiều sự sống. Các loài ký sinh có duyên nợ thế nào với chủ thể thân người? Thôi vi trùng kể nó, vi trùng kể nó bảo rồi phân tích tới vi trùng nó thì có mệt lắm, mình lo hiện tại đi. Tất cả những cái bây giờ trong không gian này con người mình trầy ra một cái hàng triệu con vi trùng đó, một câu thân mình có tỷ vi trùng tôi nói vậy. Làm gì đó là cái là thừa của cái cuộc là gọi là luân hồi đó. Nó điện từ là có sự sống tức như có tánh Phật trong đó. Con vi trùng nó xin lỗi, con vi trùng còn lớn hơn cái tánh Phật luôn á. Con vi trùng mình rọi còn thấy nha. Cái tánh Phật rọi không thấy, nó mà thấy đúng sáng, nếu mà đúng rồi máy mà khuếch đại lên 1 triệu lần nhìn thấy cái tánh Phật có đốm sáng mà nó có khủng khiếp như vậy đó. Vì thế mà trong kinh nó nói là một kêu bằng một cái hạt di trần đập đến trong hạt di trần lấy ra một kinh quyển kinh đầy đủ tam thiên đại thiên thế giới, khủng khiếp không. Thí dụ đó mà bây giờ thời khoa học mình nói thì người ta mới hiểu, chứ ngày xưa mà hạt bụi mà đập ra lấy quyển kinh tam thiên đại thiên thế giới ai tin. Mà bây giờ mình thấy rõ không? Ở đây chỉ nhấn một cái nút nhỏ cả thế giới biết hết luôn, nó khủng khiếp vậy đó. Vì thế mà ông Phật nói là Phật trùm khắp mọi nơi, có nghĩa là trong cái vũ trụ này, ở trong cái tam giới này, trong cái Phật giới này thôi, ở trong cái bầu hoàng đạo một này, trong cái thế giới này thôi, chỗ nào cũng có hình ảnh hết. Nếu con người đi vào được trong không gian rồi đó, ai bây giờ thí dụ mình ngồi đây mình nói bên Mỹ nó nghe, chỗ nào cũng nghe, bên Nga, bên Tàu, bên Trung Quốc cũng nghe hết, bên Pháp nó nghe, là không trùm khắp gì nữa. Bây giờ mình nói ở đây, những tiếng nói này là nó bủa vào trong cái thiền, trong cái điện từ. Mà bây giờ văn minh rồi nó mới làm được cái này, chứ hồi xưa chưa văn minh thì không làm được. Nhưng mà ông Phật ông biết vì sao sẽ làm được cái này, thì ông mới nói. Vì thế mà bây giờ này, mình nói đây chứ bây giờ ở bên Pháp, bên Mỹ nó nghe, thì không trùng khắp là gì nữa. Thì ông Phật cũng vậy. Vì mời tôi nói là Phật mình ở đây hiện giờ công bố quyền ký ra, Phật nhân thành Phật rất nhiều. Phật nhân thôi nha,
cái là ông Phật và người á nhiều, thì ai cũng tánh rồi, giờ mình biết rồi, hồi đó mình không biết tánh Phật, giờ mình biết là mình sinh Phật chứ còn gì nữa, mà giờ ở đâu không biết mình đó. Rồi còn cái Phật mà kim thân nó nằm ở bên kia, mình phải tạo công đức đi ra. Như tôi chắc có lẽ vài năm nữa mới đi, còn mấy vị thì còn hơi lâu. Rồi hỏi tiếp đi. Kích cỡ hoa tiêu so với một chuông ấm thân là như thế nào? Trời ơi, ta biểu đồ bằng nguyên tử. Bây giờ một cái bóng đèn nó dụ nó có một vuông thôi. Bây giờ đó, nếu mà nó tùy theo cái sức chiếu của nó chiếu về mặt phẳng á, thì nó rất lớn, còn nó chiếu cái mặt ngang thấy có chút xíu, thì làm sao hoa tiêu nó đi, nó cũng đâu phải là luôn, nó làm cái vòng tròn đi, nó đi theo cái, nếu mà nó mở hết ra đó thì nó làm cái cảnh sáng, còn nếu mà nó đi theo cái cạnh hẹp á, thì nó tìm cái dệt thôi, có cái sự nhìn của mình. Vì thế mà nó đi tỏa ánh sáng hết, hoặc là nó nghiêng thì nó nhỏ lại, hoặc là nó đi nó cóm lại, nó thành là có một điểm sáng thôi, thì mình làm sao diễn tả được. Mà tùy theo cái lúc mà hoa tiêu nó vẫn tùy theo cái lúc mà cái trái đất nữa, trái đất nó đi theo cái chiều nào, để chi nó đi ra đó nó nhanh, và đồng thời nó đón được cái trái đất này, nó đón được trái đất để mà trở lại cái trung tâm vận hành luân hồi. Thì cái hoa tiêu này không thể diễn tả bằng một cái điểm sáng được, mà nó đi theo cái chu kỳ hình học của nó. Thì lúc đó thì mình làm sao mình biết được, thì mình chỉ có biết rằng đầu tiên ổng sẽ xuất hiện cái hoa tiêu tròn, rồi đầu ổng dẫn mình đi bằng một cách gì đó, thì tùy theo mình ra đó thì ổng nói cho mình nghe cái gì đấy. Bởi vì Phật và tiếng nói sẽ đi kèm theo, bởi vì đó là chân tánh theo Phật khắp nơi, mà ổng làm hoa tiêu rồi đồng ý thơ, thì hoa tiêu nói cái gì rồi mình theo cái hoa tiêu mình đi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp nè. Có một vị Phật tử Thiền Tông vừa mất ở tuổi 72. Người này trường trai được 40 năm. Khi còn sống không theo một tôn giáo nào, theo đạo ông bà cha mẹ. Thỉnh thoảng thì có đi chùa và làm phước. Khi còn trẻ, người này hành nghề là bán hủ tiếu thịt. Trước khi mất 2 năm, người này có duyên biết được Thiền Tông và đạt được yếu chỉ Thiền Tông. Hằng ngày người này chăm chỉ nghe máy Thiền Tông và có từng đọc bài dặn dò dành cho người đạt bí mật Thiền Tông, hiểu rõ về chữ buông của Thiền Tông, nhưng không tạo được nhiều công đức. Khi bị bệnh nặng, trước khi mất, Phật tử Thiền Tông này liên tục thấy cảnh sắc như là sắc thịt nhưng mà hiện ra, nhưng mà người này không sợ. Sau đó thấy hình ảnh chồng và cha mẹ hai bên đến kêu mà người này không đi. Nhưng người này cũng không theo, và vài ngày sau đó người này thấy quang cảnh toàn màu trắng và đèn sáng trưng rất đẹp, nhưng người này cũng không vào nơi đó. Khi nằm trên giường bệnh, người này được người nhà nhắc nhở chữ buông, thấy bất cứ hình ảnh nào cũng không theo. Và khi nào thấy bầu tròn vàng sáng rực thì mới theo. Và khi gần mất thân, người này đau đớn, nước mắt rơi, nói với người nhà và nhìn mọi người xung quanh. Người em hiểu Thiền Tông kề bên lỗ tai nói: đây là quy luật vật lý, chị hiểu rồi, đừng sợ, hãy buông đi. Và sau khi nghe câu này, người này từ từ yếu dần và hước lên 3 cái và gùng mình. Sau đó Phật tử Thiền Tông này tắt thở. Không khí lúc ấy người nhà cũng không quá đau buồn. Vậy theo Thiền Tông, người này có về được Phật giới hay không? Được, người này về được. Về này là 99% về được. Mà ta chưa có nghe hiểu được là cái công đức tạo như thế nào. Nhưng mà người này được về, chắc chắn được về. Nhưng mà còn thiếu kể một cái chuyện mà có tạo công đức như thế nào, kể một hai điểm tôi sẽ đánh giá được. Nhưng mà cái căn bản thì đã về được, có nghĩa là tất cả thế giới vật lý dẹp được rồi, người này dẹp được. Nhưng mà còn cái khối hành trang mà mang về này, không biết có là không, sợ nó lạc thôi. Bởi vì tôi đánh giá là 99% nó về được, nhưng mà còn 1% sợ nó lạc vào cái chỗ nào á, bởi vì nó ít quá. Chứ nếu mà trường hợp mà diễn tả lại một hai trường hợp tạo công đức, tôi sẽ nói là nó chính xác 100%. Thì thôi bây giờ cũng chúc mừng đi, nhưng bây giờ nó đã qua rồi thì thôi.
mình lấy những cái này là kinh nghiệm cho những người còn sống lại để về sau mà trở về Phật giới. Quan trọng nhất là cái bài dặn dò phải vô cho kỹ về cái tạo công đức. Nên nhớ rằng hiện giờ mình tạo công đức cách bình thường, đừng có nhiệt tình quá. Mình làm sao mà có thôi, ít gì cũng được, thoát ra cái quy luật vật lý này để trở về phải làm Phật con của mình sao. Cũng anh đây giờ làm Phật, ông mà giàu cỡ nào nó xin lỗi mẹ các nhà 100 tầng, mà khi ngày mai chết rồi ông sẽ thấy cái khủng khiếp của cái từ bỏ vật lý này. Mình tưởng đâu xin lỗi, mình tưởng đâu mình làm vua rồi, rồi mình chết là sướng, còn lâu nó còn khổ 1000 lần cái ông nông dân. Bởi vì sao? Gian sơn để lại mà, rồi biết sao đây? Theo quy luật nhân quả, anh làm vô đây, vô đây làm sao đây? Mình đừng có tưởng là mình mấy ông mà giàu cần giàu còn chết còn khổ còn thảm xương luôn. Người ta không nói ra cái sự thật bức rứt lắm, phải dễ là muốn thoát ra quy luật này khó. Thì mình kinh nghiệm mấy cái nghề này cũng tốt, nhưng mà bây giờ nó đã qua rồi thì thôi, chứ nếu mà kể đúng là chút xíu tôi đánh giá được, nhưng mà tôi chắc là người này đạt được cái đảnh cảnh đó rồi, chắc chắn là 99% về được. Sợ sót một cái thôi mà không biết cái gì đó, mà dường như không sót được cái này, mới không có diễn tả đúng là cái thời buổi sinh thời của người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật gia Đỗ Thị Thanh Bình ở Bình Dương có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là giáo đoàn Đạo Giác Ngộ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra vào thời gian nào? Khi mà ông ngộ đạo rồi đó, ông đổ năm anh kêu Trừng Như là cái đầu tiên với 4 người bạn đầu tư là giáo đoàn. Có mấy ngày sau thôi, là trong đúng 1 tuần sau thì danh xưng Thế Tôn được xuất hiện ra, là do 9 người này. Mà 9 người này chính là những vị đi theo ổng thành lập giáo đoàn đạo Phật. Nghe không? Trong đúng 1 tuần sau khi mà ổng tuyên bố thành Phật rồi thì ổng mới hội tụ 9 anh em lại, Kiều Trần Như lại với mấy người bạn đồng tu là 9 người, thì ổng mới thành lập giáo đoàn. Từ lúc đó danh từ Đức Thế Tôn được xướng đầu tiên ở thế giới này. Giờ con hỏi tiếp đi. Vậy mục đích và tôn chỉ của giáo đoàn Đạo Giác Ngộ lúc đó là như thế nào? Thì đầu tiên thì ông thuyết cái bài pháp Bụi Trần. Ông phân tích tánh Phật nó vậy, Bụi Trần nó vậy, không gian nó là vậy, thì cho biết căn bản thì thôi, rồi bắt đầu ông mới đi vào trong cái tu vật lý. Nha. Thì ông cũng nói mấy người kia, nhưng mà khi mà thành lập giáo đoàn mấy 9 người này là ổng dạy riêng về cái vấn đề giải thoát. Còn trong cái vật lý hoàn toàn không dạy, vì đâu nó ra đó mà. Thì để xứng đáng trong hồ ngũ giáo đoàn thì ổng phải dạy cái căn bản về trái đất này đó. Nhưng mà ban đầu dạy cũng không có nhiều đâu, thì dạy căn bản để mà biết, để đi theo cái quy luật này thôi. Còn chánh thức mà dạo giải thoát nó không dạy trong thời đó, mà chính thức dạy cho Long Nữ công bố ra. Cái này ra là phải công bố đi theo tuần tự. Vì thế mà muốn đi giải đáp cái này, dạy cái này phải đi tuần tự. Đi tuần tự mới thành quả thành công được. Còn nếu đi sai một cái là trật, không được, không cách nào thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Nước Việt Nam ta vinh dự được 3 lần đăng cai tổ chức đại lễ Vê Sắc. Xin bác cho biết cốt lõi tinh hoa đạo Phật thể hiện trong đại lễ Vê Sắc là những gì ạ? Ba lần đại lễ Vê Sắc ở Việt Nam tôi hoàn toàn tôi không thấy. Mà chỉ đến kể lịch sử Việt Nam được Liên Hợp Quốc công nhận ngày nào thôi. Và công nhận đạo Phật là tinh hoa nhân loại ngày nào. Nhưng mà tôi không nghe nói cái tinh hoa là cái gì. Mình là hồi trước thì cũng có người nói là tôi gửi những cái thơ mà người ta gọi là thông điệp. Nó không phải cái mình gửi thơ, tôi nói cái chuyện này đâu phải của mình. Mình lo chuyện mình chưa xong ở nhà, mình chưa xong rồi mà đi lo ai giờ. Thì bây giờ đó, nói đúng ra cái Vê Sắc á, thì thường đó là tổ chức quốc tế nó họp để nó nói về tinh hoa đạo Phật. Nhưng mà 3 lần họp tại Việt Nam là không thấy có cái tinh hoa nói ra. Mà tôi chỉ thấy
cúng tụng thôi, ha, hoặc đọc diễn văn rồi khen ngợi nhau thôi, hoàn toàn tinh hoa chưa nghe xuất hiện trong cái vi sắc. Thì cái phần này á, thì anh em nào mà có khả năng viết tiếng Anh á, đưa lại cho Liên Quốc, đưa thẳng Liên Hiệp Quốc. Mấy ông đến đây, đến Việt Nam nói về tinh hoa đạo Phật ra tôi không thấy, không nghe là cái gì. Xin quý sư phụ cho biết, cho con biết, viết bằng tiếng Anh, xin hồi báo lại nhà tôi số mấy, tên gì, điện thoại số mấy, đó thì tinh hoa nó sẽ nở. Còn nếu bằng không làm cái này, tinh hoa không nở. Viết trực tiếp đến Liên Hiệp Quốc. Bây giờ viết không dễ ợt, lên Google đánh Liên Hiệp Quốc bao nhiêu số mấy, New York rồi dễ ợt. Tôi từng qua bển, tôi đã đến văn phòng luôn, nhưng mà đến chơi thôi chứ có biết cái gì đâu. À, trong vô Liên Hợp Quốc thì nó có hai cái dãy cờ, trong có nước Việt Nam mình, 190 mấy nước rồi. Ở trong cái phòng thì có cái tất cả các đời tổng thư ký lưu hình ảnh trong đó, ông nào làm năm nào tới năm nào. Rồi Liên Hợp Quốc là cái gì? Là cái nơi tổ chức an ninh xã hội, à, an ninh xã hội là cái chủ trương của ông á, mà cái an ninh đặt vào hàng đầu, ha. Thành ra cái xã hội nó văn hóa xã hội, nó ba cái giấy văn hóa xã hội an ninh, nhưng mà an ninh nó đặt hàng đầu. Chính tổng thư ký là người thực thi luật an ninh này dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đó, trong đó nó có cái UNESCO, là nó có nằm ở trong cái này của mình, nó nằm trong UNESCO á. Thì ai muốn hỏi phải vô này hỏi, rồi người ta nói trong cái Phật giáo nó nằm ở trong cái UNESCO á. Đó, muốn hỏi thì phải nói biên thơ hỏi vậy chứ. Ba lần ông tổ chức Việt Nam, tinh hoa đạo Phật là gì, nói cho con biết, nói bằng tiếng Anh. Còn nếu mà mình không có khả năng tiếng Anh thì tôi dễ về gửi cho Bộ Giáo dục á, Bộ Ngoại giao mình nhờ gửi cho Liên Hợp Quốc bằng, rồi ở Bộ Ngoại giao người ta sẽ dịch ra tiếng Anh cho mình. Mình có yêu cầu người ta làm. Bây giờ muốn tìm địa chỉ dễ ở, đưa Google Bộ Ngoại giao dễ ở, hiện ra số mấy, rồi mình liên lạc ai đó. Muốn hỏi là hỏi trực tiếp, đi vào chiều sâu. Mình thắc mắc về cái vấn đề mà tinh hoa đạo Phật, ông đến đây ông tổ chức tinh hoa cái gì, ông cho tôi nghe nói. Mình được quyền công dân, được quyền hỏi vậy, hỏi cách bình thường, người ta sẽ trả lời cho mình. Rồi, hỏi tiếp đi. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp lần thứ 54 ngày 15 tháng 12 năm 1999 đã thông qua nghị quyết công nhận Phật giáo là một tôn giáo tiêu biểu nhất, là tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Vậy đặc điểm tiêu biểu của Phật giáo so với các tôn giáo khác là như thế nào? Các tôn giáo khác thì Liên Hợp Quốc nó nghiên cứu như này. Nó, tất cả các tôn giáo thì nó nghiên về tâm linh, mà người ta gọi là vô vi. Đặc biệt có cái Phật giáo vô vi có và hữu vi có. Mà trong cái hữu vi này nó nói đến chân thật về sự thật của con người vũ trụ. Thì Liên Hợp Quốc nó đánh giá là cái tinh hoa đạo Phật nó nằm ở trong cái pháp môn thứ sáu này. Nó biết, nhưng mà nó không hiểu là ai phổ biến cái này. Vì thế mà Liên Hợp Quốc á, nó có hỏi Việt Nam thì Việt Nam không biết. Nó tôi cũng nghe chứ tôi không biết. Thì bây giờ ai muốn khui cái này ra thì cứ làm theo cái tuần tự. Thì bây giờ mình cứ đề nghị là nói là bây giờ tinh hoa đạo Phật đã công bố ra rồi, mời mấy ông đi tìm. Đừng chỉ địa chỉ. Tinh hoa đạo Phật đã công bố ra cách 2 năm rồi. Tại ở nước rồng chứ đừng nói nước Việt Nam. Mấy ông đến nước rồng mà tím thì người ta sẽ đến. Mình nói người ta bằng một cái cách vậy rồi người ta mới biết, chứ đừng có giới thiệu thẳng cái nào đó rồi tưởng người ta hiểu. Thấy không? Thì cái đó cái xuất đó, nó thành công nhiều hơn cái mà mình đưa lộ diện ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Trí tuệ của Phật giáo là những gì mà Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc lại công nhận là tinh hoa của nhân loại? Cái này là người ta nói chung chung chứ Phật giáo làm có cái trí tuệ. Phật giáo không nói gì cái trí tuệ, mà Phật giáo nói là
đạo Phật thôi, là con người lữ lấy đạo Phật tìm cái này. Nhưng mà điều theo tôi được biết á, có lần có người hỏi đến cái chuyện này mà không được trả lời, trên đó người ta không biết luôn. Mà giờ mình nói nhiều tôi không dám nói, chứ bây giờ người ta đã hiểu rồi. Nhưng mà điều muốn đến tiếp cận cái này thì đi bằng luật pháp, chứ không phải đi đến tự nhiên muốn nhào đến đây, đến bằng luật pháp. Người Liên Hợp Quốc mà vô đây, UNESCO vô đây, thì anh muốn đi đến địa phương nào thì địa phương đó phải chấp nhận dẫn anh đi, chứ không phải xâm nhập người nước, người ta muốn đi đâu đi đâu. Ví dụ anh vô ở cái văn phòng anh đó, anh được quyền liên lạc những bộ này bộ kia được nha, mà liên lạc cơ sở không được, liên lạc hoặc tư nhân không được. Mình thuộc về tư nhân không có được, anh làm cái này thì mình cũng không nên sâu vào. Còn nếu muốn đi báo cho Liên Hợp Quốc thì mình phải báo bằng cách qua chính quyền, Bộ Ngoại giao biết rằng tôi thấy đó, mà Liên Hợp Quốc muốn tìm không thì đến. Thì Bộ Ngoại giao có bổn phận là hệ thống chính quyền, người ta sắp xếp ta đi theo cái hệ ngoại giao thì mới đúng hợp pháp. Rồi nếu mà ta tìm, ta muốn tìm thì mình mới tiếp, còn ta không tìm thì tiếp làm gì. Nên phải hiểu tế nhị. Thiền tông nó ra đời rất cái tế nhị, đi bằng tuần tự của luật pháp. Anh không thể vượt qua được cái luật pháp được. Mình là người dân Việt Nam ha, thì phải mình ở đây cấp xã, phải đi tuần cấp xã đi lên, chứ không phải quen xuống tỉnh mà không được. Đi bằng tuần tự luật pháp ha, từ cơ sở đi lên. Rồi con hỏi tiếp đi. Này, hàng tiếng qua mình đi đi. Nghỉ sớm chút anh. Hả? Bữa nay hàng tiếng nghỉ sớm chút. Bữa nay cũng hàng tiếng qua bây giờ nghỉ sớm. Không có đâu. Cứ để cứ nói đi. Có cái câu hỏi này nhưng mà phải đọc hết cái phẩm này rồi mới có câu hỏi, nên có nên đọc không thưa thầy? Hôm qua thấy cái gì đồng nữ. Cứ đọc đi, đọc đi. Một Phật gia Thiền Tông Nguyễn Y Hùng cư ngụ ở Bắc Ninh. Con xin trích phần Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Bồ Đề Đạt Ma phẩm thứ 12 do nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội tái bản năm 2017 do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch, có nội dung như sau. Lúc đó Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với Chí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phật rằng: tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Long Nữ nói: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi Ta Bà hàng Bồ Tát Thanh Văn Trời Rồng Bát Bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy Long Nữ kia thành Phật. Khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bậc bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điệu vang vật vang động, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3000 chúng sanh phát lòng Bồ Đề mà đặng lãnh lời thọ ký. Chí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Qua phần trích đoạn kinh trên, con xin thầy chỉ rõ những câu ẩn ý trong kinh, con xin cảm ơn. Câu thứ nhất: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó, nghĩa như thế nào? Bây giờ đó, cái kinh Diệu Pháp liên quan nè, mình phải so sánh lại cái lời của Đức Phật dạy. Trong trái đất này là ngũ thú tập cư, thì làm có cái chuyện gì mà Long Nữ thành Phật? Đây là cái câu chuyện người ta thần thánh quá vấn đề cái hạt minh châu và Long Nữ.
Bây giờ nếu mà mình ở đây, mình là con người phàm phu, không biết tánh Phật là cái gì, 5 phút sau thành Phật là sao? Mình hiểu được có 5 phút thôi. Nếu mà tính biến chuyển thì nó có biến chuyển cho hằng hà sa số kỹ thuật rồi. Bây giờ mình, bởi vì mình ông Phật ông nhìn ra được, mình nhận được tánh Phật là cái gì, trong vòng mấy giây là mình đổi rồi. Thì đây là cái hiện tượng nói thôi. Còn bây giờ những vị mà dịch thuật cái này nè, tôi nói thiệt mình không dám can thiệp vô. Tôi nói là cái đạo Phật Thiền Tông là cái đạo khoa học, không có thể mơ hồ được cái chuyện này. Giờ con suy nghĩ, ai ở trong trái đất này? Nếu mà ông nói trong trái đất này là có chư thiên này là ai? Quá thành ra chuyện mê tín. Đó, ông dạy tôi có 5 người ngũ thú tập cư mà ông hỏi vậy. Rồi sao? Thành Phật là thành cái gì? Trong trái đất này, ông đã dạy người ta nói rằng ta ha ha A-la-hán chỉ là một người ngộ trong cái một giờ hai ngày, một giờ hay một ngày trong trái đất này thôi, thì phải đưa ra cái kia sao được. Còn tất cả những kinh điển dịch thì nó chuyên môn, nó dịch về linh thiêng huyền bí để chi đó, tạo ra một cái ảo giác. Còn Thiền Tông nói bằng sự thật. Nếu mà nói mà theo kiểu này thì ông Trần Nhân Tông cũng đã dịch cái bản kinh này rồi. Ông đâu có công nhận là vấn đề mà Long nữ biến thành nam, không có chuyện đó đâu. Lịch sử Long nữ biến thành nam có nghĩa là con rừng, con rồng, con tiên. Người nam con rồng là Long nam, người nữ con tiên là Long nữ thôi. Chứ làm sao mà có cái chuyện này? Bởi vì nó đến đời khoa học nó mới hiểu được cái này. Vì ngày xưa là cái ông Hận viết cái này đồ đồng, nhưng mà nó là trải qua mà cái bản kinh này mà dịch đúng nhất là của ông Cu Ba La Thập ở bên Trung Quốc, là đệ tử của Trần Quyền Trang dịch lại cái bản kinh này. Nhưng mà dịch trong cái tưởng thôi. Thiền Tông không cho tưởng, cái này là dịch theo tưởng thì nó sai. Thấy không? Cái này nó rõ ràng bây giờ nè. Tại sao cái kinh vô tự bây giờ mới nói ra? Bây giờ ta viết bằng tất cả trên vi tính, nó viết bằng điện từ thôi. Vi tính có ai có cục mực đâu, nó viết bằng điện từ không. Muốn cho thấy chữ thì thấy, không thể thấy thì thôi. Rõ ràng như vậy. Bởi vì cái này người ta không có hiểu. Rồi bây giờ nếu mà nói từ đó tới giờ là có cái trường hợp nào thứ hai không? Thứ hai mà cái trường hợp nào xảy ra? Không có. Nếu nói về cái, bởi vì ông Phật phân định rằng trái đất này á, thần là cái nhiệm vụ cái gì, thánh là nhiệm vụ cái gì, mà hiểu được nguyên tắc này thì mới hiểu được cái Thiền Tông. Mà đây là chân thật trong kinh tất cả. Bởi vì tại sao tôi dám nói là 80% dịch sai, biến thần thánh hết, không có thành trung thực. Nếu mà đạo Phật mà thần thánh cái kiểu này là người ta dẹp cái đạo Phật, thì nó biến đạo Phật thành là đạo thần hoặc đạo thánh thôi, chứ không phải là đạo giác. Phật là gì? Phật là trùm khắp mọi nơi, giác ngộ hiểu biết trùm khắp mọi nơi mới gọi là đạo Phật. Thì câu hỏi này đưa trong kinh thì tôi đã nói là kinh đã sai 80%, thì chuyện này nó chuyện sai lại đương nhiên. Nhưng mà tại vì vậy bây giờ mấy tôn túc họ dịch thì mình ráng chịu mình hiểu thôi. Bây giờ ở đây Thiền Tông ra đời để chuẩn lại tất cả những gì mà Đức Phật nói về mấy ngàn năm về trước, mà chuẩn bằng khoa học chứ không phải chuẩn bằng mơ hồ đó. Mà bằng khoa học mà có sách vở đàng hoàng, có nhà nước cho xuất bản đàng hoàng. Cái kia cũng nhà nước xuất bản, nhưng mà ông xuất bản về tâm linh, nói về tu vô vi, còn đây tu hữu vi luôn, bằng thực tế luôn, chứ không có nói mà mơ hồ được. Phải hiểu cái này. Vì thế mà đem ra những cái bộ kinh nói ra, nếu mà chính mấy ông thầy lại hỏi này tôi sẽ nói, còn Phật tử hỏi tôi không nói. Tôi chỉ đi, tôi chỉ sai từ chi từ tí rồi. Bất cứ ai lớn, thí dụ ông nào mà ông viết kinh đó, ông lại chính thức ở đây, tôi sẽ chỉ cái chỗ sai của ông. Tôi dám tuyên bố là kinh sách Việt Nam sai 80%. Còn nhà xuất bản thấy không có gia nhập gì, liên hệ gì an ninh chính trị quốc gia là nhà ta xuất bản gì tôn giáo, người ta không hiểu. Mà chỉ theo nhà xuất bản tôn giáo chỉ là theo bề nổi của tôn giáo thôi, chứ bề chìm nhà xuất bản không biết. Đấy là cái theo luật văn học thôi, xuất bản theo luật văn học. Còn cái gì mà chân lý không hoàn toàn không hiểu. Thành ra bây giờ cái tổ chức người ta đến ông thầy là trong một cái tổ chức
của tôn giáo đưa là mấy ông phải xuất bản thôi, cho xuất bản thôi. Còn tôi ngày xưa là một soạn giả, xuất bản cứ khó cực kỳ hơn. Là vì một soạn giả mà viết ra về cái đạo Phật nó khó, thành ra mấy ông phải kiểm tra từ ly từ tí là cho qua hết mới cho vượt qua. Rồi hỏi thì cái câu này nếu ai hỏi đó thì hỏi cho rõ rồi mời cái ông đó đó. Nếu không có tôi bao xe tới đây cho hỏi. Lên tới đây tôi tổ chức riêng tôi nói về cái này. Tất cả những người dịch kinh mà dịch cái gì mà không rõ ràng đó, còn có tính cách mượn linh thiêng quyền bí là đây. Tôi nói hết cho nghe. Là tôi sẽ phân tích ra từ ly từ tí. Nha. Cái phần này là của ai, phần này của ai, tôi nói hết rồi. Bây giờ tôi nói thật, bắt đầu đi vào bất cứ ai hỏi gì linh thiêng quyền bí đạo đời tôn giáo tôi nói hết. Mà tôi nói không phải là tôi bảo thủ một bên, mà tôi cho hỏi tự do, gọi là tôi cho dư luận trở lại. Muốn thỉnh muốn mời ai mời, tôi không quan trọng cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Hàng Bồ Tát Thanh Vân trời rồng bát bộ là như thế nào? Bồ Tát là cái ông Gan. Còn gì nữa? Thanh Vân. Thanh Vân là mấy cái người mà là ta tu mà ta chấp hai bên á. Ta tu hình tướng, Thanh Vân ngộ bằng cái lỗ tai này. Mấy người ta tu mà ngộ bằng lỗ tai rồi Thanh Vân nghe được cái tiếng nói rồi ta ngộ, mấy người đó ta ngộ Thanh Vân. Còn duyên giác là ngộ được cái tánh sáng của mình. Tánh sáng này không có phân biệt là cái gì, tánh Phật hay là cái gì. Trong kinh duyên giác có nói là duyên giác tánh tức là tánh Phật. Đây là sai hoàn toàn. Người ta nói gì văn tự thôi. Tánh Phật không phải là duyên giác, có nghĩa là một duyên giác nó sáng. Trong Phật khẳng định là tánh Phật chỉ là một nguyên tử thôi, không có thấy được đâu, không có duyên giác đâu. Duyên giác là kêu bằng người ta nói ra để cho nó thổi phồng ra cái duyên giác. Tánh Phật chỉ là một nguyên tử thôi, không thấy được. Mình ở đây nói duyên giác là nó sai, có nghĩa là phóng đại lên, tưởng tượng ra kinh duyên giác. Chứ đúng là cái này tánh Phật là không phải là kinh duyên giác. Duyên giác là ý là muốn nói là chỉ cái viên giác tánh tròn đầy, không phải nói được cái hình thể duyên giác nữa. Mà bây giờ khoa học nó dùng cái được một nguyên tử thì làm sao, chỉ duyên giác với nguyên tử thôi. Chứ duyên giác là mình thấy rõ lớn lắm, thấy không? Còn nguyên tử không thấy, nhưng mà nó có sáng. Rồi, hỏi tiếp đi. Cái câu này là hàng Bồ Tát Thanh Vân trời rồng bát bộ. Thôi cái này thôi, đi qua ông thần rồi. Trời là gì ai? Trời đã trời tên đứa rồng. Thiên là rồng ở đâu cũng giờ kiếm con rồng đâu. Thiên là trời, long cũng rồng, rồng trên trời đâu. Nói chuyện bây giờ bởi vì đi vào trong cái thế giới này nó đi sai, nó đi vào cái tâm linh sai, vô vi sai. Rồi thành ra cái kinh sách nó mới viết ra. Mà kinh này không phải hồi đâu có phải viết cái điều này. Nhưng mà mấy ông sao này, ông Tam Tạng đi thỉnh kinh về bao nhiêu bộ rồi đem ngồi nó viết ra. Rồi ông Trần Nguyên đang viết rồi bởi lời thời ông Hoa Lâm, Hòa Thượng Hoa Lâm ở triều đình cũng ngồi dịch hết cái điều này ra. Thì thôi bây giờ hồi xưa không ai phá được này thì phải công nhận thôi, chứ rồi bây giờ ta khám phá ra được này thì cái kia dẹp đi, bỏ đi, hồi đó ông tưởng thôi, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Người A nói cho người B cách tạo công đức thì người A công đức có bị bôi đen không? Nếu không muốn bị bôi đen công đức thì nói như thế nào ạ? Người A sao? Người A nói cho người B tạo chỉ cho người B thì thế là người A công đức có bị bôi đen hay không? Thì nói thì có công đức thôi bôi đen gì. Nhưng mà nên nhớ là đang sống thế giới này là phải bôi. Có rồi cũng phải bôi. Xong là phải bôi liền chứ không có để ấy đâu. Đấy, không, nếu có công đức mà không bôi thì không sinh hoạt được thế giới này được. Giống như thế giới người ta mù hết, mình có cây đèn cầm đi hoài đó, mấy kia nó chịu nổi. Bắt buộc phải mù như ta để sống trong cái quan tưởng thì mới sống được. Nhưng mà mình hiểu rồi cái quan tưởng mình không theo, mình vẫn theo người ta nhưng mà không bị quan tưởng. Có nghĩa là mình theo người ta mà không bị lầm. Nếu mà mình không bôi là mình không được. Thế giới vật lý không thể chấp nhận cái công đức song song được. Thế giới này không có thể chấp nhận cái công đức song song với thế giới vật lý âm dương được.
mắt buộc anh phải đen thui, không biết nó cái gì, rồi cho anh đi lưu hành theo thì mới đi tạo nhân quả được. Rồi hỏi tiếp đi. Cái hạnh của một con người được khởi nguồn từ đâu, lấy gì làm thước đo của cái hạnh đó? Cái gì? Cái hạnh của một con người hạnh được khởi nguồn từ đâu? Bây giờ tôi hỏi anh, chiếc xe nó ráp rồi đó, rồi sao nó hoạt động? Nó có xăng, nó có xăng, nó có điện, rỗng nó mới quay được. Có một tài xế điều khiển rồi, cái xe hoạt động từ đâu? Có nghĩa là đây gọi là duyên hợp, hợp thành để tạo thành hành động nhân quả. Anh bây giờ thí dụ đất nước có lửa mà không có cái tánh ở trong thì làm sao anh quạt? Mà nó có cái tánh đó mà không có điện thì làm sao anh quạt? Thì giờ văn minh rồi, cái xe có điện mới chạy được. Chứ bây giờ nếu mà tất cả đều có hết, có một tài xế, có xăng, có dầu và thiếu điện sao? Nếu điện nó mới chạy được, nhờ cái điện mới chạy, mình nhờ cái điện mới múa mai, cái miệng mình mới la lên la xuống, chứ không có điện sao la lường? Nó phải duyên hợp. Bởi vì ông Phật nói là tánh người là duyên hợp đầy đủ đất nước gió lửa và điện từ âm dương, mà cái sự sống của nó là tánh Phật. Còn cái duyên hợp của tánh người, nếu nó điều khiển, duyên hợp tánh người giống như cái cơ trong cái xe vậy, nó điều khiển. Mình phải hiểu thế giới vật lý này thì mới hiểu được cái đạo Phật nó diễn tả là rất chính xác, không có sót được cái gì hết. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Trần Ngọc Thủy ở Thủ Đức có hỏi một số câu hỏi như sau. Con đang theo pháp môn Thiền Tông mà con khởi ý suy nghĩ mong bác sống lâu hơn so với tuổi thọ, vì bác mang dòng thiền khắp thế gian và mang lợi ích cho con người. Như thế con làm có bị trái với luật nhân quả không ạ? À? Trái hoàn toàn. Nhiệm vụ của cái ông đưa thơ tới xong, ông đi đâu chuyển vào ông, không có chút cái gì trong này. Tôi có nhiệm vụ phổ biến rồi, tới ngày nào xong là thôi, không có chút, không ai can thiệp vào cái này. Đừng có chút, chút phải lấy lòng của thế gian, đừng xài, dẹp đi. Có nghĩa là tôi có nhiệm vụ phải làm cái này, làm cho nó xong rồi thôi là tôi đi. Giống như trước ông Chánh Huệ Phong xong rồi đi kiếm ổng, kiếm có không? Hoàn toàn không có. Tôi khi nào tôi biến hồ biến một cái là tôi vô rồi Bình Hưng Hòa rồi, khỏi kiếm. Rồi nói tiếp đi. Người theo pháp môn Thiền Tông khi ngủ hay nằm mơ mà đưa giấc mơ vào tàng thức thì người này có được giải thoát không ạ? Không. Tất cả những cái chuyện gì ở thế gian này, nó làm gì làm kệ nó, nó mơ, nó mộng, nó thấy gì chuyện kệ nó. Ngủ đêm nó thấy mơ mộng, ngày mai kệ nó, mày làm gì làm. Nhưng mà tôi muốn về, sau có công đức tôi về thôi. Còn có chuyện mà mơ mộng là mơ, mơ âm thì điện âm, mơ dương, điện dương gì thôi. Do cái tưởng của mình, rồi tối ngủ nó ép mà mạch máu lại nữa là thấy vậy thôi, cho nó vui thôi. Biết nó vậy, có nghĩa là biết ở trong thế giới này gọi là mơ mộng là chuyện thế gian, chuyện vật lý, bỏ đi. Mình sống thực tế, không có nói mơ hồ được. Bây giờ Thiền Tông ra đời rồi, có chỉ con đường về phải, tôi cố gắng tôi đi về con bằng đường đó thôi. Còn bao nhiêu dẹp hết đi. Nhưng mà giờ mình còn sống thì phải làm ăn, chứ không lẽ dẹp hết rồi đói sao? Tới nhà mình tháng 2-3 triệu tiền điện mà ngồi đó, không có tiền điện trả là sao? Nó cúp điện, cúp nước là sao? Thế giới vật lý người ta sao mình vậy? Hồi xưa mình không hiểu á, mình đóng góp đi chỗ này chỗ kia từ thiện. Từ thiện mình phải hiểu cái nguyên tắc từ thiện. Nhà nước nó có cái cơ quan từ thiện là cái gì? Là thương binh xã hội. Mình nếu muốn làm từ thiện tốt á, có nhiều tiền quá đem vô thương binh xã hội tặng người ta, cho người ta phước đức rất lớn. Vì người ta đến một cái nơi mà ta cần đến, tiền cần đến, còn mình đến cái nơi không cần đến. Giống như mình ở đây mình muốn làm từ thiện à, ra xã đó. Và bây giờ tôi có số tiền đó thì xã người ta lên cái kế hoạch trong xóm người ta, trong xã người ta người nào nghèo giàu ta biết. Còn mình không biết đem ào ào cho mẹ ông giàu cũng lại xin không sao sao. Mình làm sai. Vì thế mà vừa rồi nó ở ngoài Trung ở đâu đó có một cuộc từ thiện xã hội mà do một ông thầy ổng dẫn đi mà cảnh sát không cho là rất đúng. Anh phá vỡ cái quy luật xã hội của người ta. Tổ chức một nhà nước lúc nào phải đàng hoàng chứ. Xã nào là không có thương binh xã hội, huyện nào là không có, tỉnh nào là không có, thành phố nào là không có. Mình cái lòng tốt đem lại đưa cho người ta, người ta xử lý cái số tiền này hoặc vật chất này rất phải. Ta chuyên môn mà, còn mình mấy ông thầy xin lỗi lâu lâu á, xách mấy bà bố đem cho tầm bảy tầm bạ.
Ông cho cái là không vô trách nhiệm, ông cô để mà lấy cái lòng thôi. Mà ông lấy lòng dân mà ông làm hại cái lòng nước. Cho cái kiểu đó là lấy lòng dân hại lòng nước, không được. Cái đại sự mà không lo, lo cái tiểu sự không đúng. Mình tu thì có lo tu. Tu cái gì thì mình tu cho đúng, cho tốt là đốt. Còn mình cái chuyện xã hội thương binh của người ta đừng có làm. Giống như bây giờ tôi nói thì có nhiều cái sai đó mình cũng không thích nữa. Bây giờ có nhiều cái chùa mở ra thuốc nam làm gì, sắc màu bố đem về nấu mấy siêu nước uống ra cái gì. Nó nhức đầu, nó có viên aspirin ra có 22.000 bạc nó nuốt vô hết liền. Thời khoa học rồi, đau cái gì nó có chuyên khoa đấy. Mình là thí dụ nhất con mắt thì vô chuyên khoa mắt, cái lỗ mũi vô chuyên thăm mũi, đau bụng gì cái gì đó chuyên khoa, vô chuyên khoa nó nhanh hơn mà nó rất rẻ, mình không chịu làm. Còn bây giờ bày đặt cái chùa đi mở trời ơi, tôi thấy thuốc nam mà nó chết đường xe không để làm gì, đem về người ta đổ hết. Ai bây giờ có vụ mà sắc không đưa cái siêu sắc thuốc không, nó xài cái này nữa. Nó qua thời kỳ xa rồi mà nhiều cái chùa còn làm cái này nó không đúng. Tu thì lo tu đi, muốn tu cái gì thì tu cho rõ ràng. Thà là ít đi, 10, hồi đó mình giúp 10 người và giúp một người được, nhưng mà giúp cho đúng. Là mình có phước đức hoặc là có công đức. Bởi vậy cái thiền tông nó ra đời, nó mới chuẩn lại, nó đi lại hết đúng cái quy luật của nó. Ông Phật Thích Ca không phải làm chuyện tạp nhạp về. Ông Phật Thích Ca không phải là đi cúng hoặc là đi làm thuốc nam, không có chuyện đó đâu. Ông Phật Thích Ca không chuyện đi phóng sanh. Nó làm cái chuyện làm, bởi vì đưa vô một cái nó sai một cái đó. Mà bây giờ mình nói ra, tôi nói ra, nhà nước cho phép tôi nói. Không cho phép tôi nói. Còn nếu mà chùa nào nó tôi phóng sanh không phải là ở đây. Mình phải hiểu chứ. Mình bây giờ cái thiền tông là ra đời để nó chuẩn lại toàn bộ cái hệ thống Phật giáo lại. Chùa tu cái gì phải tu. Sáu pháp môn tu, mặc tình mà tu. Muốn tu cái gì, muốn thành A-la-hán thì chỉ cách cho. Muốn thành nhanh thì chỉ cho nhanh. Chứ không phải ngồi một mấy 20 năm mới thành A-la-hán. 5 phút sau thành A-la-hán liền. Muốn là chỉ, tôi chỉ cho. Rồi muốn đi đâu thì ta chỉ cho nó rẻ chứ ngồi nó lê thê chứ mệt rồi. Rồi bắt đầu cái người trí thức người ta cười cái Phật giáo tinh hoa nằm ở chỗ nào mà mấy ông tu là kiểu này. Bây giờ vừa rồi mà cái diễn đàn 14 phát ra mấy cái ông lại sao nó xấu hổ ghê lắm. Mấy ngàn người lại đổ mồ hôi luôn mấy tiếng đồng hồ. Trời ơi, Phật, thành ra cái người trí thức nó ủa ông Thích Ca dạy kiểu này đó hả? Ông Thích Ca dạy mỗi một chữ trong ấy một lại, ông Thích Ca dạy đem đám cưới vô chùa, có nhục không? Cái đạo Phật mình tại sao mình không chuẩn lại cái này? Đó, rồi bây giờ đó mình nên nhớ rồi, thì nói là phải nói cho thẳng. Bây giờ tôi nó sợ là quá đát thì tôi không sợ vậy. Thành tôi mới nói, giờ hỏi tới vị. Vị tổ Trần Nhân Tông có nói tu thiền đói ăn mệt ngủ. Theo con suy nghĩ, khi ăn thì tâm thanh tịnh không suy nghĩ về việc ăn ngon hay dở. Vì thế không đưa vào thân và tâm, kể cả việc ăn chay hay ăn mặn, không thành vấn đề, miễn khi ăn mình không khen chê là được. Con hiểu như thế có đúng không ạ? Sai, sai hoàn toàn. Đã tôi suy nghĩ, không có suy nghĩ, đói ăn mệt cũng. Có cái gì ăn ở đây? Trong lúc đói có gì ăn ở đây? Có cơm ăn cơm, có bún ăn bún, vậy thôi. Còn nếu con suy nghĩ, ủa này cần cơm chán quá thì qua kiếm bún không được. Suy nghĩ nó sai. Đói ăn mà ngủ có cái gì ăn ở đây? Kể cả là ăn thịt, ăn cá không thành vấn đề cái tới cái này. Có nghĩa là làm sao cái thân này âm dương sức khỏe tốt là được. À, còn vấn đề mà nói về ăn chay, ăn mặn là cái chuyện đó nó đi qua cái vấn đề về cân bằng âm dương. Mà cái chất đạm bây giờ nói là cái chất đạm động vật thì nó độc hơn cái chất đạm thực vật, có vậy thôi. À, mình phải hiểu khoa học chứ đi. Chứ bây giờ nói bây giờ xin lỗi ông à, ông ăn chay đi 3 ngày ông có thì thử coi. Không có thịt ông dám không ăn, ông ăn thì ông chết. Thì phải ăn thôi. Thế đó là cái hình thức thôi, mình phải hiểu. Thế gian này cho bài là ông Trần Nhân Tông nói lúc đói ăn mệt ngủ. Vẫn không bận biểu gì hết, có gì ăn đây. Nhưng mà nên nhớ ăn hộp vệ sinh, chứ không phải ăn hộp vệ sinh. Rồi hỏi tới bi. Các nhà khoa học là người trí tuệ, không mê tín. Họ thúc đẩy nền văn minh loài người lên cao. Vậy những người này có bị loài nào điều khiển không? Hay chỉ đơn thuần là họ có phước đức thật nhiều
nên những phát minh của họ đều lấy từ nền văn minh không gian. Tất cả những người mà họ phát minh đó, nó đúng ra nó không phải một đời này đâu, nó lưu trong tàng thức họ, rồi họ lấy ra họ xài lại thôi. Bây giờ tôi nói chuyện cái chuyện ông Munger á, 10.000 năm trước ổng cũng làm cái vụ này, ổng cũng làm cái điện thoại này. Rồi bây giờ ổng giảng sanh lên tịch lộ, ổng ở đúng ra 10.000 năm sau ổng xuống, ổng nhớ ổng lấy ra ổng làm lợi thôi. Cái đó là tích lũy phước đức của người ta đã trải qua một đời vậy đó. Nó không có quên đâu. Thì bây giờ mà hồi xưa mình nói cái ông mà lấy điện ổng đâu có biết gì đâu, nhưng mà ổng trực nhớ lại, ổng lấy hai cái thẻ 500 ổng quay nó ra điện. Rồi từ từ nó phát triển ra, nó cũng lấy công thức này thôi. Bởi vì thời văn minh rồi mới nói được cái này. Chứ còn phát minh là cái gì? Là nhớ lại cái gì. Chứ sao nhiều người không phát minh? Tại ông kia có, ông nhớ trong cái tàng thức ông có, giờ ông đeo ra ông xài lợi, gọi là phát minh. Bây giờ Thiền Tông nói sự thật, nó cái tàng thức của nó chế là nó vậy, nằm hoài trong đó, nó không có thoát ra đâu. Thấy không? Thì đừng có lo cái chuyện đó. Thì nó nói phát minh là cho cái bằng cho những cái người người ta không hiểu. Chứ còn sự thật cái này là ông lấy từ ngàn xưa trở lại, ông ra ông xài. Rồi hỏi tiếp đi. Hầu hết các nhà khoa học đều là người phương Tây và có nền tảng từ đạo Chúa. Vậy họ lấy từ nền văn minh không gian có mối liên quan gì đến đạo của họ không? Lấy gì? Vậy họ lấy từ nền văn minh không gian có mối liên quan gì đến đạo của họ không? Bây giờ đó, tất cả các tôn giáo không phải cái đạo Thiên Chúa mới lập đây đâu, đạo Phật mới lập đây, nhưng mà một chu kỳ nó phải lập đúng. Nhưng mà cái người mà phương Tây á, là cái nền văn minh nó nằm lệch về phía Bắc, thì người ta lấy dễ hơn. Người ta lấy dễ rồi người ta áp dụng cho toàn cầu thôi. Chứ nhưng mà đạo nào cũng vậy, thì nó đúng ra mục đích đó, đạo thì ta lo cho nhân loại ha. Nhưng mà ta lo nhân loại một cái khía cạnh khác. Đạo Thiên Chúa lo cho nhân loại một cái khía cạnh gọi là yêu thương. Còn cái đạo Phật á, lo cho nhân loại là lấy khía cạnh từ bi, nó phải đi ra cái này. Còn tất cả các cái đạo khác nó lấy gọi là linh thiêng. Nên nhớ đó, mỗi một đạo nó có cái khía cạnh. Còn bây giờ mình không thể đi sâu vào cái vấn đề chuyên môn của người ta, ai hỏi thì tôi sẽ nói cho nghe. Còn cái nền văn minh không gian thì người Thiên Chúa lấy, về sau trái đất hủy diệt, về sau Thiên Chúa lập lại cũng là người Thiên Chúa lấy. Cái đó là nhiệm vụ người ta, người ở phương Bắc ban cầu. Còn mình đây là thừa hưởng thôi. Mình nó thuộc về đường xích đạo trung ban cầu, nó thuộc về thừa hưởng. Và cái người miền Nam cũng là thừa hiển, Nam bán cầu cũng thừa hưởng. Nó đi theo cái từng cái dĩ tuyến của nó, từng kinh tuyến. Trái đất này nó sinh ra bằng kinh tuyến và dĩ tuyến, nó phân định rõ ràng. Con người mình cũng vậy ha. Thành ra cái gì, cái dụng nào nó đâu thì dễ lấy được. Giống như mình ở đây, người ta muốn xem cái gì mà cao nhất á, thì lên núi Hy Mã Lạp Sơn ta coi mới được. Nó nằm ở trong cái vùng đó, ta coi mới được. Còn mình dùng Nam bán cầu khó thấy hơn. Vì thế mà có nhiều cái mà cái nhật thực nó nằm ở Bắc bán cầu coi được, còn Nam bán cầu coi không được, và nó quốc. Đây là nói là khoa học chứ không phải ấy đâu. Còn cái chữ viết thì nguyên tắc đời nào bao nhiêu thời kỳ dẫn đạo Thiên Chúa lấy để phổ biến ra khắp thế giới bằng chữ Latin. Latin là của người Latin. Là người Latin là người thông minh nhất thế giới này. Người đó là ở đâu? Dùng Trung Đông. Rồi con hỏi tiếp đi. Trường hợp có một bài viết về Thiền Tông khi đem chia sẻ trên trang diễn đàn Pháp Môn Tu Khác. Họ xem và thích bài viết đó, nhưng xảy ra hai điều. Điều một, họ hiểu về Thiền Tông từ bài viết đó. Điều hai, họ chỉ hiểu bài viết Thiền Tông theo cách hiểu biết bình thường, nên họ thích bài viết đó chứ họ không hiểu Thiền Tông. Vậy trường hợp hai này, cái họ hiểu bài viết về Thiền Tông nó mâu thuẫn như thế, thì người chia sẻ được công đức hay phước đức gì không ạ? À? Công đức phước đức á, người ta hiểu mà hiểu rõ là mình có công đức á. Còn nếu họ hiểu sai là không có. Mà nhưng mà nếu muốn vô cái này thì đẳng cấp tu theo Thiền Tông phải tu bằng đẳng cấp. Anh cái đẳng cấp tôi nói là từ 10 tầng bậc, từ 9, 10, 9, 8 thì mặt mai tiếp cận được thôi, còn dưới không tiếp cận được.
dưới đó thì nó sẽ hiểu sai lệch về thiền tông. Ha. Giống như con mắt của anh mà mở sáng trưng thì cái gì anh cũng thấy đó, mà mắt anh mà mờ là rồi, có chữ trúng chữ trật. Nó thế giới này nó là vậy. Có nghĩa là anh làm sao giúp người ta hiểu là có công đức rồi. Mục đích có công đức đi về, chứ không phải có công đức được để đây làm cái gì. Rồi hỏi tiếp đi. Trong buổi giải đáp ngày 16 tháng 6, bác có nói con người có ba thứ: tánh người, tánh Phật và thức, và thức do thần quản lý. Bác có thể nói rõ hơn thức này cụ thể là gì, và vị thần có thể tác động những gì vào loại thức này? Con người là có tánh người, là suy nghĩ 16 thứ, tánh Phật 4 thứ. Còn cái thức biết á, là của ông thần tác động vô để ông quản lý cái thân mình. Bởi vì tôi nói với người mà ta tu á, cái thần thức này có nhiều người họ nói rất nhiều nhưng mà họ không hiểu cái thần thức là cái gì. Thần thức là tánh người, nó ẩn trong thân người của mình nhưng mà nó không thuộc lệ thuộc vào tánh người, mà để kiểm soát. Có nghĩa là mình đi đâu dính tới đó, giống như ổng đeo mình á, ha, giống như mà ổng đeo cái thân mình đi đâu đó. Vì thế mà trong đạo Thiên Chúa nó có cái câu này nè: thánh thần hai gia giáp. Rất đúng, đạo Thiên Chúa nói rất đúng về thánh thần hai gia giáp. Mà tôi không giải thích về thánh thần ở trong trong đạo Thiên Chúa. Thì mình ở đây, cái mà cái thần thức nó đeo mình á là của ông thần, để chi? Để lúc nào cũng thấy mình, cũng mình không chạy qua khỏi ông đó, giống như nó dính đó ha. Còn bên kia ông thánh thì kêu bằng đi theo thôi ha. Ông thánh thì ra làm việc của thánh, thần làm việc của thần. Mình duy nhất chỉ có hai tánh là tánh người và tánh Phật. Còn thần thức là vị thần theo dõi kiểm soát mình suốt dòng đời của mình. Nếu ông này hết giờ kêu bằng gì đó, hết thời gian quản lý, thì ông này ra ông kia nhào vô đổi ca. Mình có 100 năm, ổng tới 500 năm lận. Có nghĩa là có thể là vừa sanh ra thì ông nào kiểm soát có thể một đời thôi. Bây giờ ổng là ổng kiểm soát được 5 đời, còn mình thì có một đời. Rồi hết tiếp đi. Phật con, Phật chung, Phật cả khác nhau ở lượng công đức và khả năng ứng thân giúp giải thoát, thì còn khác nhau ở điều gì nữa không? Phật lớn bằng nhỏ là do cái lực sáng của người ta. Bây giờ có điện rồi, ta thí dụ anh có cái điện pin 1 pin thì sao? Rồi đèn pin 2 pin, 3 pin, 10 pin, nó theo cái lực của nó. Lực nó sát xa, nó, 1 pin thì nó phát ra thí dụ 10 thước đi, 2 pin là 20, 3 pin 30, nó vậy thôi, nó có lực. Thì cái lực nó sáng và cái lực nó lớn nó cũng làm theo cái vật lý này. Rồi hỏi tiếp đi. Số câu hỏi này nó trùng hết những câu hỏi trước rồi. Dừng giải đáp thì sao giải đáp tiếp? Còn nhiều không? Nhiều lắm, không hết. Bởi vì trong cái... Rồi thì ăn thua đi, ngưng thì ngưng. Còn muốn hỏi nữa thì 3:30 cũng được. Đó. Xin dừng cuộc giải đáp ngày hôm nay. Câu hỏi và lưu lại tuần sau hỏi tiếp đi.